chương 1601, vậy nếu như thêm thanh kiếm này thì sao? Cô Kitagawa nhìn về phía đường Tuấn, ánh mắt hơi trầm xuống. Hơn nữa làm sao có thể cho cái tên này tiếp tục to gan làm bậy như vậy được, sao có thể để anh ta chết đi một cách đơn giản như vậy? Trầm ngâm một lát, Tanabe Yaro gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Ông ta nhìn đường Tuấn, anh có ý kiến gì không? Không giống như đang hỏi, ngược lại giống như thông báo, Đường Tuấn lắc đầu, tùy ông. Được rồi, vậy hẹn vào ngày mai, địa điểm đặt ở hồ Okutama. Chúng tôi sẽ phụ trách sơ tán nhân viên. Cô Kitagawa lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, nói: Trong ngày hôm nay, hy vọng anh có thể tuân thủ pháp luật Nhật Bản. Nếu không, chúng tôi không ngại dùng thủ đoạn khác. Tanabe Yaro nhìn Đường Tuấn một cái đầy ẩn ý, sau đó mới dẫn mọi người rời đi. Ngày mai sẽ đấu lại. Trong căn cứ nghịch luân, lòng Vương siết chặt nắm tay như vậy chúng tôi cũng có thời gian chuẩn bị, lập tức phái người tiến vào Nhật Bản, cho dù không thể ngăn cản trận tỷ đấu này, cũng không thể thua mặt khí thế được. Long Vương, Nhật Bản vừa mới hạ mệnh lệnh, nói là hệ thống giao thông của Nhật Bản đang được nâng cấp, trong vòng 24 giờ, cấm bất kỳ chuyến bay và tàu thuyền nào của Việt Nam tiến vào lãnh thổ Nhật Bản. Nếu không sẽ sử dụng vũ lực, lúc này, thanh liên với sắc mặt khó coi chạy từ bên ngoài vào thông báo. Nâng cấp hệ thống Rõ ràng là bọn họ muốn cô lập hoàn toàn đường Tuấn, khiến áp lực của anh tăng lên và ảnh hưởng đến việc phát huy. Long Vương giật mình sau đó liền tức giận đùng đùng mà gào. Thanh Liên nói, chúng tôi đã cố hết sức để liên lạc với các thành viên nghịch luân hiện đang ở Nhật Bản, họ sẽ cố hết sức mình để giúp đỡ anh ta. Audio điện tử võ tấn bền. Chỉ có thể như vậy, Long Vương thở dài nói. Nhật Bản, trong một câu lạc bộ rực rỡ sang trọng, quý ngài Tanabe, đây là phần quà mà vị đại nhân kia chuẩn bị cho ông. Tôi hy vọng ông có thể đánh bại tên đạo thể kia, cho giới võ đạo Nhật Bản được nổi tiếng khắp trốn. Kitagawa Keiko đưa cho Tanabe Yaro một cái hộp tinh xảo. Tanabe Yaro mở hộp ra nhìn, sắc mặt ông ta khẽ biến, thất thanh nói, đây, đây là quả vạn linh. Trong hộp có một thứ quả trắng trong như ngọc nằm yên, nó tản ra một luồng khí tức ấm áp. Lớp vỏ trái cây, có một luồng ánh sáng nhạt đang phát ra, thoạt nhìn không giống trái cây mà lại giống như một viên đá quý. Vị đại nhân kia biết quý ngài Tanabe đang tu luyện một môn thần thông nên đã chuẩn bị lễ vật này. Kitagawa Keiko nói, quả vạn linh này đích xác có thể giúp tôi luyện thành môn thần thông kia. Tanabe Yaro cầm lấy thứ quả trong hộp rồi cười nói, nếu luyện thành môn thần thông kia, tôi nắm chắc đến 70% là có thể đánh bại cậu ta. Vậy nếu như thêm thanh kiếm này thì sao? Kitagawa Keiko cười cười, lại lấy ra một cái hộp. Cái hộp mở ra, bên trong đó là một thanh kiếm. Thân kiếm lạnh lùng, tựa như được làm từ huyền băng, sát khí kinh người từ trên thân kiếm tản ra, mới chớp mắt mà toàn bộ gian phòng đã tràn ngập kiếm khí. Sầm! Tanabe Yaro đứng bật dậy, thân thể không ngừng run dậy, ông ta vô cùng kích động kiếm thiên vân. Kiếm thiên vân! Một trong ba thần khí trấn quốc của Nhật Bản, chương 1602, ông tìm tôi có chuyện gì? Tanabe Yaro cầm lấy kiếm thiên vân, thân kiếm kêu lên một tiếng vang trầm đục như hô ứng với khí tức trên người ông ta. Có thanh kiếm này trong tay thì tôi chắc đến 9 phần 10 sẽ giết được cậu ta. Tanabe Yaro cười ha ha, trong mắt giấy lên chiến ý hừng hực. Kitagawa cây cô nghiêm nghị nói, xin nhờ quý ngài Tanabe. Rời khỏi đạo tràng Sato, đường Tuấn chuẩn bị đi tới hồ Okutama hồ okutama là một hồ nhân tạo mà nhật bản đã bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng nằm ở vùng ngoại ô được coi là một điểm thu hút khách du lịch bọn họ lựa chọn ở hồ okutama là bởi vì nơi đó cách võ đường của tanabe yaro rất gần một lý do nữa là trận chiến thành danh của tanabe yaro cũng diễn ra ở đó có thể nói hồ okutama là nơi may mắn của ông ta ông đã đi theo tôi suốt quãng đường rồi cũng nên xuất hiện đi chứ đường tuấn bỗng nhiên dừng bước và cất giọng bình thản Bốn phía vốn không có một bóng người, nhưng sau khi anh ta nói xong câu đó lại có một giọng nói kinh ngạc vang lên, không hổ là người có thể dùng một ngón tay giết chết Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano, cậu có thể phát hiện thủ đoạn ẩn giấu của tôi ư, bất ngờ đấy. Có một bóng người chợt lóe qua, một người đàn ông khoảng 40 tuổi xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Ông là người Việt Nam, Đường Tuấn nhìn người đàn ông trước mắt, nhíu mày. Người đàn ông gật đầu, tôi tên là Trung Nam, là người liên lạc của Nghịch Luân ở Nhật Bản. Người liên lạc của Nghịch Luân, Đường Tuấn khá ngạc nhiên, tu vi của người đàn ông tên Trung Nam này đã đạt tới cảnh giới Nguyên Đan trung kỳ, giữa hai đầu mày mơ hồ lóe lên ánh vàng kim, ít nhất cũng phải là Kim Đan cấp 1. Nếu xét riêng về thực lực, e rằng ông ta còn mạnh hơn cả Long Vương, nhưng nhân vật bậc này mà là một người liên lạc tại Nhật Bản thôi. Ông tìm tôi có chuyện gì?" Đường Tuấn hỏi. Trung Nam nói, "Tôi hy vọng cậu có thể từ bỏ lần khiêu chiến này." tôi sẽ sắp xếp một con đường bí mật để đưa cậu về nước. Tại sao? Đường Tuấn nói. Trung Nam khẽ nhíu mày, lời nói có vẻ không vui, bởi vì cậu không thể đánh bại Tanabe Yaro. Cậu đừng tưởng rằng mình dùng một ngón tay giết chết Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano có nghĩ là bản thân rất mạnh. Ở trong mắt Tanabe Yaro, hai người này chỉ có thể xem như lớp con cháu thôi. Ông ta nhìn đường Tuấn bằng con mắt đầy châm chọc, nói hơn nữa cậu có thể dùng một ngón tay giết chết hai người này, Nguyên nhân lớn nhất là do hai người đó không rõ thực lực của cậu, nói trắng ra chính là chó ngáp phải ruồi. Tôi nói đúng chứ? Đường Tuấn cảm thấy khá buồn cười. Anh đã đạt đến cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, ngưng tụ được Nguyên Đan siêu phẩm, giết chết hai kẻ tu hành đến Nguyên Đan trung kỳ dễ như giết một con kiến. Thế mà trong mắt Trung Nam tất cả lại chỉ nhờ một chữ ăn may. Ồ, vậy thì sao? Đường Tuấn không giải thích Trung Nam nghe vậy liền lộ ra biểu cảm đắc ý vì đúng như dự đoán. Ông ta tức giận chừng mắt nhìn Đường Tuấn, cậu không hề biết sự đáng sợ của Tanabe Yaro, thực lực của người này, cho dù là 10 người như cậu hợp sức cũng không phải là đối thủ của ông ta. Cậu nghĩ mình có thể may mắn mãi được hay sao? Huống chi cậu có biết vì sao nhà Kitagawa phải kéo dài trận đấu thêm một ngày không? chỉ bởi vì Nhật Bản muốn để Tanabe Yaro có thể nâng cao khả năng tiêu diệt được cậu lên đến trăm phần trăm, thậm chí sẽ vận dụng ba thần khí chấn quốc của Nhật Bản. chương 1602, ông tìm tôi có chuyện gì? Tanabe Yaro cầm lấy kiếm thiên vân, thân kiếm kêu lên một tiếng vang trầm đục như hô ứng với khí tức trên người ông ta. Có thanh kiếm này trong tay thì tôi chắc đến 9 phần 10 sẽ giết được cậu ta. Tanabe Yaro cười ha ha, trong mắt giấy lên chiến ý hừng hực. Kitagawa Keiko nghiêm nghị nói, xin nhờ quý ngài Tanabe. Rời khỏi đạo tràng Sato, đường Tuấn chuẩn bị đi tới hồ Okutama. Hồ Okutama là một hồ nhân tạo mà Nhật Bản đã bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng, nằm ở vùng ngoại ô, được coi là một điểm thu hút khách du lịch. Bọn họ lựa chọn ở hồ Okutama là bởi vì nơi đó cách võ đường của Tanabe Yaro rất gần, một lý do nữa là trận chiến thành danh của Tanabe Yaro cũng diễn ra ở đó, có thể nói hồ Okutama là nơi may mắn của ông ta. Ông đã đi theo tôi suốt quãng đường rồi, cũng nên xuất hiện đi chứ. Đường Tuấn bỗng nhiên dừng bước và cất giọng bình thản. Bốn phía vốn không có một bóng người, nhưng sau khi anh ta nói xong câu đó lại có một giọng nói kinh ngạc vang lên, không hổ là người có thể dùng một ngón tay giết chết Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano, cậu có thể phát hiện thủ đoạn ẩn giấu của tôi ư, bất ngờ đấy. Có một bóng người chợt lóe qua, một người đàn ông khoảng 40 tuổi xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Ông là người Việt Nam. Đường Tuấn nhìn người đàn ông trước mắt, nhíu mày. Người đàn ông gật đầu, tôi tên là Trung Nam, là người liên lạc của Nghịch Luân ở Nhật Bản. Người liên lạc của Nghịch Luân? Đường Tuấn khá ngạc nhiên, tu vi của người đàn ông tên Trung Nam này đã đạt tới cảnh giới Nguyên Đan trung kỳ, giữa hai đầu mày mơ hồ lóe lên ánh vàng kim, ít nhất cũng phải là Kim Đan cấp 1. Nếu xét riêng về thực lực, e rằng ông ta còn mạnh hơn cả Long Vương, nhưng nhân vật bậc này mà là một người liên lạc tại Nhật Bản thôi. Ông tìm tôi có chuyện gì?" Đường Tuấn hỏi. Trung Nam nói, "Tôi hy vọng cậu có thể từ bỏ lần khiêu chiến này. Tôi sẽ sắp xếp một con đường bí mật để đưa cậu về nước." "Tại sao?" Đường Tuấn nói. Trung Nam khẽ nhíu mày, lời nói có vẻ không vui, bởi vì cậu không thể đánh bại Tanabe Yaro cậu đừng tưởng rằng mình dùng một ngón tay giết chết Ichiro Oku và Kiyoshi Miano có nghĩ là bản thân rất mạnh ở trong mắt Tanabe Yaro hai người này chỉ có thể xem như lớp con cháu thôi ông ta nhìn Đường Tuấn bằng con mắt đầy châm chọc nói hơn nữa cậu có thể dùng một ngón tay giết chết hai người này nguyên nhân lớn nhất là do hai người đó không rõ thực lực của cậu nói trắng ra chính là cháu ngáp phải ruồi tôi nói đúng chứ Đường Tuấn cảm thấy khá buồn cười anh đã đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn, ngưng tụ được nguyên đan siêu phẩm, giết chết hai kẻ tu hành đến nguyên đan trung kỳ dễ như giết một con kiến. Thế mà trong mắt Trung Nam tất cả lại chỉ nhờ một chữ ăn may. Ồ, vậy thì sao? Đường Tuấn không giải thích. Trung Nam nghe vậy liền lộ ra biểu cảm đắc ý vì đúng như dự đoán. Ông ta tức giận chừng mắt nhìn Đường Tuấn, cậu không hề biết sự đáng sợ của Tanabe Yaro, thực lực của người này, cho dù là 10 người như cậu hợp sức cũng không phải là đối thủ của ông ta. Cậu nghĩ mình có thể may mắn mãi được hay sao? Huống chi cậu có biết vì sao nhà Kitagawa phải kéo dài trận đấu thêm một ngày không? Chỉ bởi vì Nhật Bản muốn để Tanabe Yaro có thể nâng cao khả năng tiêu diệt được cậu lên đến trăm phần trăm, thậm chí sẽ vận dụng ba thần khí chấn quốc của Nhật Bản. chương 1603, các anh hỏi đúng người rồi đó. Ông ta lạnh lùng nhìn đường Tuấn, như vậy, cậu còn cảm thấy mình có phần thắng sao thần khí trấn quốc sao đương tuấn nhíu mày lộ ra biểu tình hứng thú không biết đem so với bảy đại thần khí của phương tây thì thế nào trong tay anh ta còn có thanh đao thị huyết một trong bảy đại thần khí phương tây kia trung nam nghe vậy càng tức bảy thần khí của phương tây chỉ là truyền thuyết mà cậu ta lại nói giống như đã được nhìn thấy tận mắt vậy tôi không muốn tốn hơi thừa lời với cậu nữa mấy ngày nay nhật bản kiểm tra người tu hành việt nam rất gắt lần này tôi tới tìm cậu đã mạo hiểm rất lớn. Giờ tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu nhất định muốn đánh sao? Trung Nam bắt đầu không kiên nhẫn nói. Loài chim sẻ sao hiểu được ý chí của giống hùng ưng? Đường Tuấn trả lời. Trung Nam ngẩn ra, trong mắt lộ ra tức giận, vậy con chim sẻ như cậu chuẩn bị nộp mạng cho Tanabe Yaro đi. Cậu yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ kêu người đi nhặt xác của cậu về. Nói xong, Trung Nam thoát một cái liền biến mất. Đường Tuấn lắc đầu, nửa ngày sau đường tuấn đi đến hồ okutama hiện tại hồ okutama đã bị quân đội canh giữ hệ thống phòng ngự vô cùng nghiêm mật ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai người tu hành đang tuần tra khu thắng cảnh hồ okutama cũng bị phong tỏa hoàn toàn và không mở cửa cho khách bên ngoài tham quan khiến cho rất nhiều người sinh oán giận chặn ở bên ngoài hồ okutama làm cái gì vậy buổi sáng còn đang yên ổn sao vừa nói phong tỏa là phong tỏa luôn thế ở đây nhiều người như vậy chẳng lẽ không sợ bị khiếu nại sao? Trong một gian hàng bên ngoài hồ Okutama, mấy nam nữ trẻ tuổi tụ tập vào chung một chỗ. Mấy người này ăn mặc vừa thời trang vừa nổi bật, khuôn mặt toát lên nét giàu sang kiêu kỳ, vừa nhìn đã biết là người có xuất thân không thấp. Họ nói tiếng Việt Nam thuần túy là khách du lịch đến Nhật Bản. Cậu cả tiêu này, tin tức của cậu lúc này cũng nhạy nhất, cậu có biết là chuyện gì không? Trong đám đông có một chàng trai vô cùng nổi bật. Chàng trai này có khuôn mặt sáng sủa, ước chừng 23-24, mỗi một hành động cử chỉ đều mang theo một luồng khí thế bất phàm. Người này tên là Tiêu Lễ, nghe nói là con cháu nhà họ Tiêu đến từ Hà Nội của Việt Nam, nhà họ Tiêu tuy rằng không nổi danh như dòng họ Hoàng phủ, nhưng ở Hà Nội cũng được coi là một dòng họ trung lưu, hơn nữa anh trai của Tiêu Lễ còn là một người tu hành có thực lực cao thâm. Chính vì vậy, Tiêu Lễ đã trở thành nhân vật hạch tâm của băng nhóm tạm thời này bên cạnh anh ta lúc nào cũng có mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vây quanh tiêu lễ cười nói các anh hỏi đúng người rồi đó Dừng lại một chút chờ mọi người tập trung hết vào mình thì anh ta mới đắc ý nói hành động phong tỏa hồ okutama hôm nay nghe nói là vì nhường chỗ cho hai nhân vật lớn tỷ thí nhường chỗ cho hai nhân vật lớn tỷ thí hồ okutama gần một ngàn km vuông kích thước của nó bằng mấy trăm sân bóng đá ai tỷ thí mà cần đến một nơi lớn như vậy chẳng lẽ là người tu hành có người không hờ được vội hỏi. Chương 1604, vậy có thể dẫn cả anh ta vào không? Cậu cả Tiêu, cậu có cách nào để mọi người vào đó không? Mọi người dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Tiêu Lễ. Tiêu Lễ vỗ vỗ ngực, nói, "Vào thì vào được. Một lát nữa anh trai tôi sẽ tới đây, không sợ nói cho các anh biết, anh trai tôi có quen biết với một ông lớn trong số đó đấy, tí để tôi nói mấy câu thì đưa mọi người vào đó chẳng phải chuyện khó khăn gì." vậy xin cảm ơn cậu tiêu rồi, trở về nước, tôi sẽ mời anh uống rượu. Mấy người nghe vậy liền liên tục cảm ơn tiêu lễ. Biểu cảm trên gương mặt tiêu lễ hết sức đắc ý. Các anh xem, tên kia muốn làm gì kìa. Đúng lúc này, mấy người nhìn thấy một thanh niên mặc một thân trang phục giản dị, vẻ ngoài cũng bình thường đang đi về phía hồ Okutama. Ở phía trước anh ta, là quân đội Nhật Bản không biết bao người. Không phải anh ta muốn xông vào hồ Okutama đó chứ? kẻ này to gan thật đó hình như anh ta cũng là người việt nam không thể thấy chết không cứu để tôi đi qua nhắc nhở anh ta một câu một cô gái nhăn mũi rồi chạy qua tiểu tâm vẫn quá thiện lương theo tôi thấy loại người này phải để cho anh ta tự sinh tự diệt mới đúng có người cất giọng khinh thường này nơi này không thể đi vào đây tốc độ của tiểu tâm rất nhanh chớp mắt đã đứng trước mặt rồi ngăn lại người thanh niên muốn xông vào hồ okutama kia thanh niên cười nhạt anh ta hỏi cô vì sao thanh niên này tất nhiên là đường tuấn vừa mới đến hồ okutama tiểu tâm liếc nhìn đám bảo an cách đó không xa cô nói nhỏ nghe nói có hai ông lớn muốn tỉ thí ở hồ okutama đã dừng hết mọi hoạt động rồi người bình thường không vào được đâu đường tuấn nghe vậy thì bật cười anh nói vậy thì tôi càng phải vào anh ta chính là người tham gia trận đấu nếu không đi thì tanabe yaro tỉ thí với ai tiểu tâm nhướng mày tựa như giận người trước mắt này không nghe lời khuyên bảo. Vừa định nói thêm vài câu thì có một giọng nói đầy trêu tức vang lên, đi vào. Anh vào đó làm trọng tài cho họ ư. Vừa dứt lời liền có mấy người đi tới. Người nói chuyện chính là tiêu lễ, anh ta khảnh khẳng chắp hai tay ra sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn đường tuấn, tư thái tràn đầy ý miệt thị. Ha ha ha, cậu tiêu đúng là thích kể chuyện cười, nhìn cái dáng gầy gò của anh ta mà đòi làm trọng tài sao, Tôi thấy làm bia đỡ đạn cho người tôi thì có. Nghe Tiêu Lễ nói vậy, mấy người đi theo sau liền cười ha ha. Tiểu Tâm, em để ý tới loại người này làm cái gì? Anh ta muốn chết thì cứ để anh ta đi chết, đợi lát nữa mọi người đi theo tôi, tôi cam đoan tất cả có thể vào đó, mà nói không chừng còn có thể xin được chữ ký của nhân vật bí ẩn kia ấy chứ." Tiêu Lễ nói. Tiểu Tâm rất muốn vào đó nếu có thể lấy được chữ ký của đại nhân vật này thì còn giá trị hơn mấy ngôi sao Opa Hàn Quốc ấy chứ. Vậy có thể dẫn cả anh ta vào không? Tiểu tâm hỏi. Cô nhìn vẻ mặt nhất quyết phải đi vào đó của đường Tuấn, lại sợ anh xúc động làm bừa nên mới hỏi thêm một câu. Tiêu lễ nhìn đường Tuấn, khinh thường nói tiểu tâm, gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy. Để loại người vô tri lỗ mãnh như anh ta đi vào rồi gây ảnh hưởng đến cuộc tỉ thí của hai ông lớn kia thì sao? đừng nói là em mà chính bản thân tôi cũng không gánh nổi trách nhiệm đó đâu. Trường 1605, cô ta đang tiến gần chỗ chúng ta. Khuôn mặt tiểu tâm cứng lại. Tiểu tâm, anh ta chỉ là một người xa lạ, đến cả tên anh ta là gì em cũng không biết thì quan tâm chuyện của anh ta làm cái gì. Đúng vậy, tiểu tâm, đừng bởi vì loại người dưng nước lã này mà ảnh hưởng đến hứng thú của chúng ta. Khó lắm cậu tiêu mới đưa chúng ta vào đây, cô phải cảm ơn cậu tiêu mới đúng cần gì phải phiền lòng vì loại người này. Cả đám người đều khuyên nhủ tiểu tâm. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng động ồn ào, đám người giạt hết ra tạo thành một con đường, tiếng phanh xe liên tục vang lên, hơn 10 chiếc xe limousine chỉnh tề dừng lại. Hoành tráng vậy, ai đến không biết. Ngay cả nhà Kitagawa mà mấy người cũng không biết, lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy đều vô ích cả. Tiêu lễ nói, nhà Kitagawa, không phải là nhà Kitagawa có thể sánh vai với nhà Misui trong địa phận nhật bản đó chứ có người há hốc miệng thốt lên đầy kinh ngạc tất nhiên rồi ngoài họ ra còn có gia đình Kitagawa thứ hai nữa sao tiêu lễ nói anh ta nhìn về một góc nào đó thân thể đột nhiên cứng đờ anh ta kêu lên thất thanh Kitagawa Keiko cũng tới đây sao chẳng lẽ cô ta cũng muốn tiến vào hồ Okutama để quan sát cuộc tỉ thí mọi người nhìn qua thì thấy một người phụ nữ mặc trang phục chỉnh chu đang đi về phía bọn họ dưới sự hộ tống của đoàn xe bảo vệ có vẻ cô ta cũng muốn tiến vào hồ okutama kitagawa nghe được cái tên này đám người tiểu tâm đều có vẻ vô cùng khiếp sợ gia đình bọn họ cũng được coi là có chút bối cảnh nhưng nếu đem so với kitagawa thì hoàn toàn không cùng một cấp độ giống như tiêu lễ nói gió tầng nào gặp mây tầng ấy thôi đám người nhìn về phía tiêu lễ trong lòng thầm nghĩ, ngay cả anh trai của Tiêu Lễ cũng không sánh được với Kitagawa Keiko. Cô ta đang tiến gần chỗ chúng ta, mấy người bất ngờ kêu lên. Kitagawa Keiko nhìn lướt qua chỗ bọn họ, bước chân của cô ta khựng lại một chút, sau đó đi thẳng về phía bọn họ. Lẽ nào cô Kitagawa biết chuyện tên này muốn xông vào hồ Okutama nên tới đây cảnh cáo anh ta? Có người lẩm bẩm, chắc không phải đâu. Cô Kitagawa là ai, sao có thể dừng bước chân của mình vì loại người này được? Một người lắc đầu. Thân phận của tên to gan liều lĩnh trước mắt này và cô Kitagawa khác nhau quá lớn, một người trên trời một kẻ dưới đất, làm sao có thể quen biết nhau được? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mọi người vẫn lặng lẽ cách xa đường Tuấn thêm một chút, ánh mắt mang hàm ý trêu chọc. Chỉ có tiểu tâm còn ở tại chỗ không biết làm sao. Tiểu tâm, Tiêu lễ có hảo cảm rất tốt với tiểu tâm, anh ta vừa định nhắc nhở cô thì đã thấy đoàn người của Kitagawa cây cô chỉ cách bọn họ còn mấy mét nên lập tức yên lặng không dám nói tiếp. Thôi vậy, cô tự lo thân mình đi, ai bảo cô lại ra mặt vì loại người này, tiêu lễ thầm nghĩ. Audio điện tử võ tấn bền Chương 1606 quả nhiên là Kitagawa Keiko, thật kiêu ngạo. Cô Kitagawa, tôi là Tiêu. Thấy Kitagawa Keiko đi tới, trên mặt Tiêu lễ lộ ra một nụ cười tươi chạy lên ninh đón, nếu có thể quen biết Kitagawa Keiko thì địa vị của anh ta ở nhà họ Tiêu có thể tăng lên rất nhiều. Ai ngờ chữ AN của anh ta còn chưa nói ra miệng, Kitagawa Keiko liền đi lướt qua người anh ta, cô ta hoàn toàn không để ý tới anh ta. Quả nhiên là Kitagawa Keiko thật kiêu ngạo, cả Việt Nam chỉ sợ cũng chỉ có những cô gái như Hoàng Phủ Ngọc hay Tào Thanh Vân mới xứng đáng làm quen với cô ta. E là nhà họ tiêu còn chưa đủ tư cách để cô ta phải coi trọng. Tiêu lễ cười gượng, anh ta xoay người, muốn nhìn xem nguyên nhân mà cô Kitagawa này đến chỗ này là gì, nhưng anh ta lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Cô Kitagawa như loài thiên nga kiêu kỳ trong mắt anh ta đi tới trước mặt tên to gan kia, sau đó khom lưng, vô cùng cung kính nói tôi là Kitagawa Keiko, xin chào anh đường. Sao lại như vậy, tiêu lễ gào thét trong lòng người khiến cô Kitagawa khom lưng hành lễ lại là tên liều lĩnh mà anh ta vừa nói ư. Đường Tuấn, ừ, một tiếng, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Cô Kitagawa lúc này mới đứng thẳng dậy, trong lòng cô ta tràn ngáp hoàng sợ. Dù cô ta có là gia chủ kế nhiệm của nhà Kitagawa, trong tay nắm giữ khối tài sản hơn chục ngàn tỷ và mạng sống của mấy chục nghìn người, nhưng ở trước mặt người đàn ông này, cô vẫn không đáng nhá đến. Chỉ cần đường Tuấn muốn là cô sẽ chết ngay lập tức quyền thế và sự giàu có lớn hơn nữa không có tác dụng gì. Nhưng không lâu nữa thì anh ta sẽ chết dưới tay Tanabe Yaro thôi, đây cũng coi như giúp Nhật Bản diệt trừ một tai họa. Kitagawa nghĩ thầm, đám người tiêu lễ đến lúc này có thể nói là vô cùng khiếp sợ, đặc biệt là mấy tên vừa châm chọc khiêu khích Đường Tuấn, bọn họ hoảng loạn chỉ vào Đường Tuấn, thất thanh nói anh, anh là kẻ đó. Anh Đường, mấy người này đối đãi với trí cường giả đến từ Việt Nam như vậy sao? Đường Tuấn còn chưa lên tiếng, cô Kitagawa đã nhíu nhíu mày tức giận. Trong mắt cô, Đường Tuấn dù kém Tanabe Yaro, nhưng cũng là một bậc siêu cường giả ở một số quốc gia nhỏ cũng là nhân vật cấp bậc thần thoại. Cho dù ở Việt Nam rộng lớn thì địa vị người này chắc chắn không thấp được. Thế nhưng nhân vật cơ ấy lại bị người khác vô lễ dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt như thế. Anh Đường, có cần tôi giúp anh dạy dỗ bọn họ một chút không? Kitagawa cây cô hỏi trong mắt cô là một khoảng trống lạnh như băng mang theo sát ý lạnh lẽo để có thể trở thành gia chủ nhà kitagawa không biết bàn tay kitagawa cây cô đã nhiễm máu của bao nhiêu người nên lúc cô ta nói chuyện tự nhiên mang theo một luồng sát khí thân thể đám người tiêu lễ run lên đặc biệt là mấy tên chỉ tay vào mặt đường tuấn bọn hắn cuống quýt rụt ngón tay lại sắc mặt xám xịt như đất kitagawa cây cô là ai cơ chứ chỉ sợ một câu nói cũng có thể làm cho bọn họ chết lúc nào không biết không cần, Đường Tuấn khoát tay. Chương 1607, đó là đương nhiên. Đường Tuấn cảnh cáo mấy người đó xong mới quay sang nhìn Tiểu Tâm, nói cô còn muốn vào xem không? Tiểu Tâm nghe xong liền cảm thấy căng thẳng đến đỏ mặt, cô lặng lẽ nhìn về phía đám người tiêu lễ rồi hỏi, thật sự có thể sao? Đương nhiên có thể, Đường Tuấn cười nói. Nếu cô gái này là bạn của anh Đường thì có thể vào xem cuộc chiến. Tôi sẽ gọi người sắp xếp sau. Kitagawa Keiko nhìn tiểu tâm cô ta cũng không để ở trong lòng cô ta đã nhìn ra tiểu tâm chỉ là một người bình thường không có tu vi sẽ không ảnh hưởng đến chiến đấu hơn nữa sau khi đường tuấn chết cũng phải có người thay anh ta nhặt xác đúng không anh đường chúng ta đi vào đi tôi có chút việc muốn bàn bạc với anh kitagawa Keiko nói đường tuấn nói được nói xong câu đó anh bước vào khu vực hồ okutama đầu tiên phía sau là Kitagawa cây cô vẻ mặt cung kính và một đám đông vệ sĩ. Quân đội vốn phụ trách phong tỏa hồ Okutama nhường ra một con đường để cho mấy người đi vào. Chờ đường tuấn biến mất khỏi tầm mắt của mấy người, đám người tiêu lễ mới thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta, anh đường này rốt cuộc là ai vậy? Có người run rẩy nói. Ngay cả cô Kitagawa cũng phải khom lưng hành lễ với anh ta, chẳng lẽ là con cháu của dòng họ rất nổi tiếng nào sao? một đám người đồng loạt nhìn về phía tiêu lễ, khi nãy chính anh ta là người chào phúng đường tuấn tích cực nhất. Trong mắt tiêu lễ vẫn còn đọng lại vẻ sợ hãi, thân thể anh ta khẽ run rẩy Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, tiêu lễ liền cảm thấy mất mặt vô cùng, anh ta căng thẳng chống chế, anh ta giỏi thật đấy, nhưng muốn trả thù thì nhà họ tiêu chúng tôi cũng không sợ. Không ngại nói cho các anh biết, dạo gần đây anh trai tôi lại đột phá tu vi rồi, cách cảnh giới nguyên đan tiên nhân trong truyền thuyết chỉ kém một bước nhỏ thôi. Tiêu Nghĩa lại đột phá? Chỉ thiếu một bước là có thể trở thành cảnh giới Nguyên Đan Tiên Nhân, nhà họ Tiêu sắp vùng lên rồi sao? Nếu Tiêu Nghĩa đột phá thành công thì khả năng cao nhà họ Tiêu có thể nhảy vào thành dòng họ cấp cao của Việt Nam. Như vậy nghĩa là nhà họ Tiêu có thể ngồi ngang hàng với nhà Kitagawa, đúng là không sợ bị anh ta trả thù thật. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có chút kích động thảo luận. Đó là đương nhiên. Trong lòng anh ta cũng được an ủi phần nào trên mặt tiêu lễ lại lộ ra biểu cảm đắc ý. Tiêu lễ. Đúng lúc này, một người gọi tên của tiêu lễ. Mấy người nhìn lại thì nhìn thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đang tới gần chỗ bọn họ. Giữa hai hàng lông mày của người đàn ông có ba phần tương tự với tiêu lễ, nhưng khí chất của anh ta lại không giống cái kiểu ăn chơi buông thả của tiêu lễ. Người đàn ông này mang lại cho người khác cảm giác vững vàng như núi, phảng phất như trời sụp xuống cũng không thể ảnh hưởng đến anh ta. Đây là sự tự tin được biểu ra của con người có thực lực mạnh mẽ. Anh cả. Chương 1608, không sai, chính là anh ta. Nhìn thấy người đàn ông kia, sắc mặt Tiêu Lễ thay đổi một chút, sau đó lộ ra một nụ cười xấu hổ, chủ động bước lên chào. "Anh Tiêu, những người khác cũng cùng kính chào anh." Người đàn ông này chính là anh trai của Tiêu Lễ, thiên tài tu hành nhà họ Tiêu, Tiêu Nghĩa. "Ừm, Tiêu Nghĩa đi tới trước mặt mấy người." Cao mày hỏi, các cậu tới nơi này làm gì? Ngày mai chính là thời gian diễn ra tỉ thí của hai người kia, cậu em trai này của anh ta luôn kiêu ngạo ương ngạnh, nếu không cẩn thận đụng phải đối phương thì nhà họ tiêu có thể bị diệt bất cứ lúc nào. Tiêu lễ nói, anh cả, chúng em nghe nói có hai đại nhân vật muốn tỉ thí ở hồ Okutama cho nên mới muốn đi vào đó quan sát, nói không chừng có thể đạt được cơ duyên gì. Nếu có thể làm quen với một người trong số họ thì chẳng phải là chuyện rất có lợi cho nhà họ tiêu chúng ta hay sao? Tiêu Nghĩa nghe vậy, cảm thấy vô cùng vui mừng, xem ra cuối cùng em cũng trưởng thành rồi, còn biết vì suy nghĩ cho dòng họ nữa. Tiêu Lễ vui mừng nói, "Vâng anh cả, nhưng lần này phong tỏa rất nghiêm, muốn đi vào cũng không dễ dàng như vậy." Vừa rồi Kitagawa Keiko mới đi vào. "Kitagawa Keiko?" Tiêu Nghĩa biến sắc, "Anh ta nói, ngay cả cô ta cũng tới?" Tiêu Lễ nói, "Cô ta không chỉ đến thôi đâu, mà còn..." Tiêu Lễ bỗng nhiên dừng lại. Hiện tại anh ta chưa biết rõ thân phận của Đường Tuấn, sợ anh trai lại trách mắng mình, phải biết rằng địa vị của anh trai mình trong gia tộc cơ hồ là người nói 102. Hơn nữa cái gì?" Tiêu Nghĩa truy hỏi. Tiêu Lễ do dự một chút, cố nặn ra một tia tươi cười rồi nói, "Không có gì, vừa mới có một tên số may được đi vào đó theo cô Kitagawa, là người Việt Nam." Mấy đồng bạn của Tiêu Lễ nghe vậy chỉ biết trợn mắt khinh bỉ. Người đó mà bảo là ăn may đó hả? Rõ ràng là bản thân anh ta có tài năng đó." Tiêu Nghĩa thất thanh nói, anh ta đi vào cùng Kitagawa Keiko, hơn nữa còn là một người Việt Nam, không phải là anh ta chứ. "Em mau kể mọi chuyện tỉ mỉ cho anh nghe, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào." Tiêu Lễ thấy anh trai bỗng nhiên trở nên nghiêm túc thì trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm đáng ngại, tên kia không phải là cậu ấm của dòng họ đáng sợ nào đó chứ? Giật mình là vậy nhưng Tiêu Lễ nói rõ mọi chuyện còn việc mình chào phúng đường Tuấn thì anh ta giấu nhẹm đi. Người em nói là anh ta sao? Chờ tiêu lễ nói xong, tiêu nghĩa lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh, chính là ảnh đường Tuấn lúc ở đạo tràng Sato. Không sai, chính là anh ta. Tiêu lễ liếc mắt một cái liền nhận ra, anh cả, rốt cuộc anh ta là ai mà được Kitagawa cây cô tự mình dẫn đường. Trên mặt tiêu nghĩa bỗng nhiên hiện lên sự sùng bái, vừa rồi em còn hỏi hai người tỉ thí ở hồ Okutama là ai đúng không? Để anh nói nói cho em biết, người được Kitagawa cây cô tự mình dẫn vào chính là một trong hai người đó. Anh ta vừa giết Kiyoshi Miyano và Ichiro Oku ở Sato. Dừng một chút, Tiêu Nghĩa nói, hơn nữa, anh ta rất có thể là người tu hành mạnh nhất Việt Nam hiện giờ. Dứt lời, Tiêu Nghĩa liền thấy cậu em trai Tiêu Lễ An run rẩy. hơn nữa ánh mắt của đám bạn ăn chơi kia khi nhìn về phía Tiêu Lễ lại tràn đầy sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Có chuyện gì, em không gây chuyện với anh ta đấy chứ." Tiêu Nghĩa quát. Bụp. Chương 1609, thật là một vụ giao dịch lớn. "Anh, anh cứu em, em không muốn chết." Tiêu Lễ đột nhiên quỳ xuống, không còn cái dáng vẻ ngông nghênh không sợ trời không sợ đất như trước nữa. Anh ta từng nghe anh trai đề cập qua về Ichiro Oku và Kiyoshi Miano, là một trong những người tu hành mạnh của Nhật Bản, nhưng hai người đó đều bị tên kia giết chết. Câu nói cuối cùng của tiêu lễ triệt để đánh nát suy nghĩ thoát nạn của anh ta, người tu hành mạnh nhất Việt Nam. Trước mặt thực lực cơ ấy, đừng nói chỉ có một mình tiêu lễ, cho dù huy động toàn bộ nhà họ tiêu cũng giống như kiến dưới bánh xe, chết không kịp trăng chối. Mọi chuyện là sao, mau nói rõ ràng mọi chuyện ra cho anh, tiêu nghĩa nói. Tiêu lễ không dám giấu giếm điều gì nữa, vội vàng kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối lại một lần đầy đủ. Cộp cộp, nghe xong, Tiêu Nghĩa lui lại vài bước, sắc mặt tái nhợt. Các cậu thật to gan, một lát sau, Tiêu Nghĩa mới thốt lên. Đám người này cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vừa rồi trừ tiểu tâm ra thì mỗi người trong đám bọn họ ít nhiều cũng có lên tiếng chào phúng đường Tuấn. Anh cả, phải làm sao bây giờ, em thật sự không muốn chết. Tiêu lễ cầu xin tha thứ. Tiêu nghĩa thở dài, nói chuyện này anh không giải quyết được, nói không chừng nhà họ tiêu cũng bị em đẩy vào vực thẳm mất thôi đi thôi, anh dẫn em đi vào hồ Okutama, chờ tỉ thí xong, nếu như có cơ hội thì để mấy cậu đứng ra xin lỗi anh đường. Tất cả mọi người, bao gồm cả tiêu lễ, đều đồng loạt gật đầu. Hồ Okutama đã tiến hành phong tỏa, nhưng chỉ đối với dân chúng bình thường mà thôi, còn người tu hành thì không, dù sao có nhiều người tu hành như vậy, có muốn phong tỏa cũng làm không được. Hơn nữa trận chiến này, đối với những người tu hành khác mà nói cũng là một cơ hội để tham khảo và học tập, cơ hồ không ai sẽ bỏ qua. Tiêu Lễ dắt theo mấy người đi bằng lối đi dành riêng cho người tu hành tiến vào hồ Okutama, chỉ lát sau họ đã nhìn thấy Đường Tuấn. Đường Tuấn cùng mấy người nữa ngồi trên một đài cao, một trong số đó chính là Kokitagawa mà bọn họ vừa nhìn thấy. Đó là chủ tịch hiệp hội võ đạo Nhật Bản Watanabe Sei, nghe nói tu vi của người này còn mạnh hơn cả Sato Hida. Người ta nói rằng thầy của anh ta là huyền thoại võ đạo của Nhật Bản 50 năm trước Tanabe Yaro kia là người đứng đầu của nhà Misui, ông Misui Kazuhi. Nhà Misui hiện nay là tập đoàn tài chính số 1 Nhật Bản, tài chính hùng hậu còn hơn xa dòng họ Hoàng Phủ ở Việt Nam. Mấy kẻ ăn chơi như tiêu lễ vừa thấy là nhận ra ngay những người này là ai, tất cả đều giật mình, có mấy người nhát gan đến nỗi hai chân bắt đầu run rẩy, cơ hồ đứng không vững. Tuy rằng bọn họ đều là con ông cháu cha của mấy nhà trung lưu, ở Việt Nam có thể nói là hô mưa gọi gió, nhưng mà so với Watanabe Sei, Misui Kazuhi hay là con cháu nhà Misui, đúng là một trời một vực. Mà bây giờ, Đường Tuấn lại có thể ngồi ngang hàng với mấy người này, hơn nữa nhìn mấy người kia hình như còn rất kính trọng Đường Tuấn. Thì ra chúng ta không ở cùng một cấp bậc thật. Tiêu lễ cười khổ, anh ta nghĩ lại câu nói khi nãy mình nói với Đường Tuấn. Anh cả, Tiêu lễ nhìn về phía anh trai Tiêu Nghĩa. Tiêu Nghĩa thở dài nói, chỉ có thể chờ tỉ thí kết thúc những đại nhân vật thế kia có mặt ở đây thì đâu đến lượt bọn họ nói chuyện. Trên bục cao, anh Đường, về lần tỉ thí của anh với quý ngài Tanabe lần này, liên minh nhà Kitagawa và nhà Misui muốn thử đánh cược với anh Đường một ván. Kitagawa cây cô mỉm cười nói. Đánh cuộc, Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Vâng, nghe nói anh Đường ở Việt Nam có nắm giữ vài công ty của Hiệp hội Y học Cổ truyền và Tập đoàn Thiên Thanh, nếu lần này quý ngài Tanabe thắng thì quyền sở hữu của mấy công ty này thuộc sở hữu của hai công ty chúng ta. Misui Kazuhi cười nói, trong nụ cười mang theo loại cảm giác khống chế hết thảy. Đường Tuấn nghe xong hiểu ngay, tuy quy mô của tập đoàn Thiên Thanh và hiệp hội y học cổ truyền còn nhỏ, nhưng thương hiệu đã nổi tiếng vượt ngoài biên giới Việt Nam, chuyện phát triển nó lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí còn có cơ hội đứng lên nắm độc quyền. Mà ý đồ của Mitsui Kazuhi và nhà Kitagawa rất rõ ràng. Thông qua việc khống chế tập đoàn Thiên Thanh và Hiệp hội Y học Cổ truyền để khống chế thị trường dược phẩm Việt Nam. Nếu tôi thắng thì sao? Đường Tuấn nói. Nếu anh đường thắng, gia đình Mitsui chúng tôi đồng ý nhường lại 10% cổ phần của tập đoàn Mitsui. Mitsui Kazuhi nói. Nhà Kitagawa tôi cũng bằng lòng nhường ra 15%. Kitagawa Keiko nói tiếp. Chương 1610, Đường Tuấn, tôi sẽ giết anh. Không chỉ có Misui Kazuhi, còn có Kitagawa Keiko mà cả Watanabe xây đều nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt đong đầy ý cười. Bọn họ dám đưa ra một khoản tiền lớn như vậy là vì bọn họ đều tin Đường Tuấn chiến thắng. Nếu biết kết quả anh ta chắc chắn sẽ thua rồi thì đặt cược lớn một chút cũng không sao. Quyết định thu mua tập đoàn Thiên Thanh và hiệp hội y học cổ truyền, ngoại trừ hai công ty này có tiềm lực còn có một nguyên nhân khác bọn họ muốn mượn mấy công ty này để bôi nhọ danh dự của Đường Tuấn sau khi anh ta chết. Đây chính là kết quả của kẻ dám khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản. Dám, tại sao không dám, Đường Tuấn cười nói. Anh Đường thật quyết đoán, nhưng miệng nói không có bằng chứng, tôi sợ sau khi anh chết người của công ty anh lại lật lòng thì sao? Chúng ta vẫn nên ký hợp đồng thì hơn. Misui Kazuhi vỗ tay, lập tức có người mang lên một bản hợp đồng. Đường Tuấn nhìn qua một lượt, sau khi xác nhận hợp đồng không có vấn đề gì liền ký tên mình lên đó. Mitsui Kazuhi cầm lại bản hợp đồng, cười nói, anh đừng hãy nghỉ ngơi cho tốt, quý ngài Tanabe hy vọng anh có thể nghênh chiến với trạng thái tốt nhất. Trận chiến này sẽ nổi tiếng Nhật Bản giống như cuộc chiến thành danh của quý ngài Tanabe hơn 50 năm trước. Nói xong, ba người Mitsui Kazuhi dẫn theo đám thuộc hạ rời đi, trên đài cao chỉ còn lại một mình đường tuấn. Anh Tiêu Nghĩa, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tâm đứng bên dưới hỏi. Những người khác cũng phát hiện ra bầu không khí khác thường giữa đường Tuấn và Kitagawa. Tiêu Nghĩa trần chờ một chút rồi nói, bởi vì người sẽ tỉ thí với anh ta chính là thần thoại đương đại của Nhật Bản Tanabe Yaro. Anh ta kể lại sự việc từ đầu đến cuối cho mọi người. Nói vậy thì xác suất anh ta có thể sống sót trong trận chiến này rất nhỏ. Nghe xong, mấy cậu ấm của ấm ăn chơi chắc táng kia và tiêu lễ giật mình ngạc nhiên, sau đó hai mắt tỏa sáng nói nếu anh ta chết thì sẽ không còn ai truy cứu chuyện vừa rồi em cũng không cần chết nhà học tiêu cũng không gặp nguy hiểm nữa tiêu lễ hưng phấn nói tiêu nghĩa nghe xong lời của anh ta há há miệng lại không biết nên nói cái gì bởi vì ngay cả anh cũng cảm thấy cơ hội sống sót của đường tuấn rất nhỏ dù sao đối thủ của anh ta cũng là thần thoại đương đại của nhật bản nếu có thể thắng trong trận chiến này thì anh ta sẽ trở thành thần thoại của việt nam chúng ta tiêu nghĩa nhìn lên bóng người trên đài cao bất giác nghĩ về kết quả khó thành sự thật ấy. Người trong hồ Okutama càng ngày càng đông, nhưng không còn ai bước lên đài cao kia nữa. Ngày hôm sau, ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống hồ Okutama, mặt hồ lấp lánh, hào quang minh mang. Đường Tuấn, tôi sẽ giết anh. Một tiếng quát lớn từ hồ Okutama xa xa chuyển đến, sóng nước trong hồ Okutama vì vậy cuồn cuộn dâng lên những cột nước khổng lồ tựa như ngày tận thế vậy phía chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một bóng người đang bay tới đây với tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, cách xa đến vậy mà vẫn nghe được tiếng gào thét như có thể đánh sập mọi vật cản. Tanabe Yaro đến rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1611 phẩm giá là gì? Đều là giả hết. Những người đã phải chờ đợi một đêm như bừng tỉnh, họ nhìn không chấp về phía hồ Okutama, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Trận chiến kinh điển nhất trong 50 năm qua sắp bắt đầu. Hừ, không nghe lời khuyên của tôi ư, tôi sẽ xem cậu lấy gì để tỉ thí với Tanabe Yaro. Dưới đài cao, khóe miệng Trung Nam nhếch lên một nụ cười lạnh. Bên cạnh ông ta có vài người Nhật Bản khác, tu vi của đám người này không cao, chỉ đến thần hải mà thôi, nhưng mỗi một động tác đều mang theo một loại cảm giác hất hàm sai khiến, hẳn là đệ tử đến từ các dòng họ lớn của Nhật Bản. Trưởng lão Trung anh cảm thấy tỷ lệ thắng trận của cậu ta là bao nhiêu?" Một người đàn ông khoảng 30 tuổi trong đám thanh niên kia cất tiếng hỏi. Trung Nam cười nói, "Không tới 30%." "Mitsuinu, ông Trung Nam này chính là trưởng lão đặc biệt của nhà Misui các cậu sao?" Có người không nén được sự tò mò bèn hỏi. "Mitsuinu, người đứng đầu đời tiếp theo của gia đình Misui, một trong những người trẻ tuổi quyền lực nhất Nhật Bản." Điều khiến người ta cảm thấy khiếp sợ hơn chính là một người liên lạc của tổ chức nghịch luân ở nhật bản như trung nam lại có thể trở thành trưởng lão đặc biệt của nhà misui nhật bản misui nu ngạo nghễ nói đúng vậy ban đầu ông ta là thành viên của nghịch luân ở việt nam tu vi đạt tới cảnh giới nguyên đan trung kỳ có anh ta chấn giữ nhà misui thì nhà misui chúng tôi không sợ bất cứ vụ ám sát nào quá giỏi trong mắt đám thanh niên bên cạnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc có năng lực biến một người tu hành cảnh giới nguyên đan trung kỳ thành trưởng lão của cái giá phải trả cho việc này có lẽ chỉ mình các dòng họ cấp cao như nhà Misui mới trả nổi. Nhưng trong lòng mấy người lại cảm thấy khinh thường Trung Nam. Bản thân là thành viên nghịch luân nhưng lại trở thành trưởng lão nhà Misui, đây đã là phản quốc rồi. Dám phản bội cả quốc gia của mình thì còn có chuyện gì ông ta không làm được. Đám con ông cháu cha này biết gì, thấy biểu cảm của mấy người kia, Trung Nam cười lạnh trong lòng, nếu không trở thành trưởng lão đặc biệt của nhà Misui và dùng tài nguyên của nhà Misui thì bản thân làm sao có thể tự tăng cấp tu vi được. Ông ta dốc sức vì nghịch luân, liều chết liều sống nhưng cũng chẳng được lợi lộc gì. Với thực lực hiện giờ của ông ta, cho dù trở lại nghịch luân thì cả Long Vương cũng không đánh lại tôi. Quốc gia là gì, phẩm giá là gì, đều là giả hết, chỉ có thực lực mới là thật. Trung Nam nhìn lên đường Tuấn đang ở trên đài cao với ánh mắt châm chọc, lấy yếu đánh thắng mạnh là ngu ngốc. Dùng sức mạnh cá nhân đối địch với cả một quốc gia là không biết tiến lùi. Tôi đã khuyên rồi nhưng do cậu không nghe, đấy là kiêu ngạo. Một kẻ như cậu xứng đáng bị giết. Xẹt. Bỗng có một bóng người xẹt qua đào cao, Tanabe Yaro xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ông lão đã 90 tuổi nhưng trông như chưa đến 40, thậm chí còn trẻ hơn. Ông ta chắp hai tay ra sau lưng, chân đạp lên không trung, ánh mắt thâm sâu đảo qua đám người phía dưới, sau đó cố định lại trên người đường Tuấn. Cậu ra tay đi, bằng không sẽ không có cơ hội đâu. Tanabe Yaro cất giọng hờ hứng, lẫn trong đó còn có sự tự tin vô hạn. Đường Tuấn nhìn Tanabe Yaro. Mới qua một ngày mà thôi, khí tức Tanabe Yaro đã ngừng tụ mạnh hơn trước, phảng phất như núi cao, vô hình làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác bị đè ép nặng nề. Chương 1612, trận chiến này không dễ. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, sau đó nói, xem ra ông đã kịp tu luyện thành công thần thông hoặc bí pháp nào đó trong quãng thời gian một ngày. Tanabe Yaro giật mình, ông ta rất bất ngờ trước đôi mắt nhìn thấu mọi thứ của Đường Tuấn. Nhưng ông ta không quan tâm mà cười cười, ngạo nghễ nói, đúng vậy, tôi đã tu luyện thành công một loại thần thông tiểu thừa đạt tới trình độ trung cấp. Mà có lẽ bản thân cậu cũng không hiểu thần thông được phân cấp như thế nào đâu mềm có nói với cậu cũng vô dụng. Tiểu thừa thần thông, trung cấp, trung nam hơi biến sắc, thất thanh nói, vậy khả năng đường Tuấn có thể thắng trận này không tới 20%. Trên mặt đám thanh niên Nhật Bản và Misui Nu lập tức chuyển sang vẻ vui mừng. Anh, thần thông là cái gì? Thần thông được phân cấp như thế nào? Tiêu lễ hỏi. Tiêu nghĩa lắc đầu, nói anh cũng không biết cụ thể về nó. Nhưng anh từng nghe người khác nhắn tới, cấp bậc trên vũ kỹ chính là thần thông, mà thần thông lại chia làm ba cấp bậc lớn là tiểu thừa đại thừa và hoàn mỹ mỗi một cấp bậc lớn lại chia làm ba cấp bậc nhỏ là sơ cấp trung cấp và viên mãn tiêu lễ khẽ nhíu mày thế tiểu thừa trung cấp cũng đâu được mạnh lắm tiêu nghĩa cười cười em hoàn toàn không biết thần thông khủng bố đến mức nào đâu mấy năm nay chuyện tu hành của anh cũng tiến bộ nhiều nhưng dù vậy vẫn chưa chạm đến ngưỡng cửa của thần thông nhưng nói như vậy chắc em vẫn chưa hiểu em biết kiếm thánh liễu mộc thanh đúng chứ thấy tiêu lễ gật gật đầu, tiêu nghĩa mới nói tiếp, vậy em có biết ông ta lĩnh ngộ thần thông tới trình độ nào không? Ngoặc kép, tiêu lễ trần chờ một chút rồi nói, liễu mộc thanh khi còn sống xếp thứ sáu trong bảng xếp hạng trí cường, tối thiểu cũng phải lĩnh ngộ tới thần thông tiểu thừa sơ cấp đó nhỉ? Tiêu nghĩa lắc đầu nói, nhát kiếm mạnh nhất của liễu mộc thanh, chính là nhát kiếm cuối cùng trong trận chiến giữa ông ta và đạo thể kia, và nhát kiếm ấy cũng chỉ đạt tới trình độ nửa thần thông. Nói cách khác, liễu mộc thanh đến chết cũng không lĩnh ngộ ra thần thông hoàn chỉnh tiêu lễ sướng sờ thần thông thần thông mạnh đến vậy sao vậy anh ta thì sao không phải anh ta đã đánh bại liễu mộc thanh sao chắc anh ta đã lĩnh ngộ thần thông rồi đúng chứ anh ta chính là đường tuấn tiêu nghĩa nói đạo thể ít nhất cũng đã lĩnh ngộ được nửa thần thông thậm chí có khả năng lĩnh ngộ thần thông tiểu thừa sơ cấp nếu không thì anh ta không thể hạ gục liễu mộc thanh được nhưng thực lực như thế vẫn kém xa thần thông trung cấp Trận chiến này không dễ. Tiêu Nghĩa nhìn lên sàn đấu trên cao, chỉ có thể yên lặng cổ vũ cho Đường Tuấn ở trong lòng. Thần thông tiểu thừa trung cấp, Đường Tuấn nghe xong, cũng giật mình. Anh còn tưởng Tanabe Yaro có thể có thủ đoạn đáng sợ gì, không nghĩ tới chỉ là thần thông tiểu thừa trung cấp mà thôi. Anh có thể tự sáng tạo ra tam chiêu thần thông phân M Dương có thể khai hỗn độn, chấn thiên địa, tất cả đều đạt tới trình độ thần thông tiểu thừa viên mãn, thần thông tiểu thừa trung cấp ư, anh phất tay là có chương 1613, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vô số ánh sáng vàng từ cơ thể ông ta hòa cùng lân tinh trên mặt hồ hội tụ lại, ở hình thành một bàn chân màu vàng cực lớn trên đỉnh đầu Tanabe Yaro. Hơn 50 năm trước sau khi thành danh ở hồ Okutama, gần như nửa tháng tôi phải đến hồ Okutama một lần, gần 10 năm chưa một lần vắng mặt, không bao giờ gián đoạn. Mỗi một cm của hồ Okutama này đều lưu lại dấu chân và tinh thần của tôi, hôm nay lựa chọn quyết đấu chỗ này vì tôi muốn dùng máu tươi của cậu, làm cho thanh danh giới võ đạo Nhật Bản vang truyền khắp thế giới. Trên mặt Tanabe Yaro phản phất được đắp một lớp kim quang mờ ảo, vẻ mặt nghiêm trang. Đây là thiên túc thông. Tiêu nghĩa run rẩy, nghe nói loại thần thông này luyện đến đỉnh phong có thể dẫm một cái khiến núi non đổ sụp, trong nháy mắt co lại còn một mét, vượt qua ngàn dặm. Khó trách ông ta lại chọn quyết đấu ở hồ Okutama. Tanabe Yaro tận dụng khí thức bản thân đã để lại trong hồ Okutama mấy năm nay giúp uy lực của thiên túc thông tăng lên gấp dưới, cơ hồ có thể ngang bằng với uy lực của thần thông tiểu thừa cấp bậc viên mãn. Thật là một nước cờ hay. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ông ta đạp chân xuống một cái, mặt hồ Okutama đột nhiên bị nén xuống gần một mét. Cuồng phong cuồn cuộn, không biết quanh hồ Okutama đã có bao nhiêu cây cối bị gãy đổ. Đây chính là uy lực của thần thông. Khi mọi người cho rằng đường Tuấn sắp bị một đối thủ dẫm chết thì lại thấy đường Tuấn vươn một ngón tay ra, dưới đôi chân ánh vàng khổng lồ kia thì ngón tay anh một sự quá nhỏ bé. Chẳng lẽ tên này lại muốn dùng một ngón tay chống lại thiên túc thông? Trong đầu mọi người vừa mới hiện ra một suy nghĩ như vậy thì ngay sau đó họ lại thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Đường Tuấn vươn một ngón tay ra, thiên túc thông vô cùng đáng sợ trong mắt bọn họ lại vỡ vụn ra từng chút một, nó hóa thành một chùm ánh sáng vàng, Nhanh chóng tiêu tán vào không gian Phần âm dương Ôi, chiều đó có thể phá vỡ thiên túc thông Mọi người ngơ ngác đến sững người Lấy điểm phá mặt Vị đạo thể này biết dùng thủ đoạn Rất thông minh Có người nói Mọi người nhìn qua Người vừa cất lời chính là chủ tịch hiệp hội võ đạo Nhật Bản Watanabe Sei Cũng là đệ tử thân truyền của Tanabe Yaro Có người hỏi Watanabe Sei Chuyện quái gì đang xảy ra vậy qua Tanabe xây giải thích, uy lực chiêu thiên túc thông của thầy thật sự rất mạnh, nhưng lực lượng quá phân tán. Mà đạo thể kia đã nhận điểm này, cho nên anh ta đã ngưng tụ lực lượng toàn thân vào đầu ngón tay, lấy điểm phá mặt, phá trừ thần thông của thầy. Đòn vừa rồi của anh ta đã đạt tới thần thông trình độ tiểu thừa sơ cấp. Ồ, thì ra là như vậy. Tên đạo thể này cũng biết phải dùng kỹ xảo đấy. Mọi người không khỏi cười nói. Đáng tiếc thủ đoạn này chỉ có thể dùng một lần thầy sẽ không cho anh ta cơ hội như vậy một lần nào nữa. Watanabe xây lắc đầu nói. Lấy điểm phá mặt, chiều này hay lắm, thần thông cũng tuyệt lắm. chương 1614, thanh kiếm thật sắc bén. Thần thông của Tanabe Yaro bị đánh tan, trên mặt ông ta lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng cũng khôi phục bình tĩnh rất nhanh, thậm chí còn rất tán thường đường tuấn. Ông ta thở dài rồi nói, đáng tiếc, vừa rồi để tiếp một chiêu thiên túc thông của tôi mà nguyên khí trong cơ thể cậu tối thiểu cũng đã tiêu hao đến 78 phần 10. Hiện tại cậu chỉ có một con đường chết mà thôi. Đường Tuấn nghe vậy lại cảm thấy có chút buồn cười. Vừa rồi anh đã vận dụng phân M dương để đỡ đòn thiên túc thông của Tanabe Yaro, nhưng anh không cần dùng hết trăm phần trăm lực mà chỉ dùng chưa tới một phần năm, lượng nguyên khí tiêu hao có thể nói là không đáng kể. Trong lúc Tanabe Yaro than thở thì anh cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn rồi. Tanabe Yaro nói, thiên tài như cậu nếu có thêm 10 năm nữa, có lẽ có cơ hội đạt tới độ cao hiện tại của tôi. Đáng lẽ cậu không nên nghĩ đến việc tuyên bố muốn một mình tiêu diệt giới võ đạo Nhật Bản, Nhật Bản của chúng tôi không phải là nơi cậu có thể làm nhục như thế. Sau khi giết cậu xong, tôi sẽ tới khiêu chiến giới võ đạo Việt Nam, để xem ai có thể ngăn cản được tôi. Nói xong, ông ta duỗi thẳng hai tay, cung kính khom lưng với hồ Okutama, xin mời thần khí chấn quốc. Rút lời, chân trời xa xôi đột nhiên bắn ra một đường thẳng màu đen. Đường thẳng này xuyên qua bầu trời, không biết điểm khởi đầu của nó từ nói đâu, trong chớp mắt nó đã vượt qua khoảng cách vô cùng xa xôi, cuối cùng đáp xuống bàn tay Tanabe Yaro. Đó là một thanh kiếm. Kiếm Thiên Vân, đó là thần khí trấn quốc, Kiếm Thiên Vân. Người tu hành Nhật Bản đứng bên dưới vui sướng hô vang, sắc mặt ai nấy cũng đỏ rực vì hưng phấn, trên khuôn mặt họ hiện rõ sự sùng bái không ngờ tanabe yaro lại có kiếm thiên vân trên mặt trung nam cũng lộ ra vẻ khiếp sợ trưởng lão trung hiện tại tỷ lệ đánh thắng của anh ta là bao nhiêu đây misu inu cười nói trung nam lắc đầu không thể thắng được kiếm thiên vân chính là thần kiếm trấn quốc của nhật bản được đền thờ nhật bản cung dưỡng mấy ngàn năm dù xét về linh tính hay là độ sắc bén đều là vũ khí số một số hai đương thời có thanh kiếm này trong tay sẽ giúp thực lực của quý ngài tanabe tăng lên gấp ba lần trừ khi trong tay anh ta có kiếm hiên viên của Việt Nam, hoặc là bảy đại thần khí trong thần thoại phương Tây thì may ra còn có thể chống cự một hai, nếu không thì anh ta không thể chống lại, dù chỉ một đòn. Thanh kiếm thật sắc bén. Nhìn kiếm thiên vân trong tay Tanabe Yaro, sắc mặt đường Tuấn khẽ biến. Cách hơn 10 mét mà anh vẫn có thể cảm nhận được khí tức sắc bén của kiếm thiên vân, nó khiến cho da thịt anh ta cũng trở nên lạnh lẽo. Tất nhiên rồi, kiếm thiên vân là thần khí sắc bén nhất Nhật Bản, mà tôi lại là người tu hành mạnh nhất Nhật Bản, cậu có thể chết trong tay tôi chính là vinh hạnh lớn nhất đời này của cậu. Tôi cũng không bắt nạt cậu làm gì, hãy rút vũ khí của mình ra đi. Tanabe Yaro ngạo nghễ nói. Nghe ông nói như vậy, tôi mới nhớ ra mình có vũ khí thật. Đường Tuấn nhầm thầm, không ai nhìn thấy anh hành động như thế nào nhưng chỉ trước mắt sau, trong tay anh lại đột nhiên xuất hiện một con dao ngắn như được đúc từ máu tươi. Trường 1615, Nhật Bản vô địch. Xuất lời, Tanabe Yaro trong nháy mắt đã đi tới trước mặt đường Tuấn, ông ta bổ xuống một nhát kiếm thật mạnh. Keng! Đường Tuấn giơ tay lên, nhát kiếm này chém đúng lên thanh đao thị huyết. Một lực lượng khổng lồ từ đối thủ truyền qua thanh đao thị huyết đến anh, đầu gối của đường Tuấn lập tức khuỵu xuống. Nếu là hoàng hôn của chư thần đứng đầu trong số bảy đại thần khí thì có lẽ tôi còn sinh ra vài phần sợ hãi. Đáng tiếc trong tay cậu là thanh đao thị huyết, thứ xếp cuối cùng của bảy đại thần khí, để tôi xem cậu có thể đỡ được mấy nhát kiếm nào. giọng nói ngông cuồng của Tanabe Yaro vang vọng cả hồ Okutama. Thanh Đao Thị Huyết nứt rồi. người tinh mắt đã nhìn thấy Thanh Đao Thị Huyết trong tay Đường Tuấn sau khi đỡ nhát kiếm vừa rồi đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. chỉ là kéo dài thời khắc tử vong mà thôi. chờ Thanh Đao Thị Huyết gãy lìa thì anh ta vẫn phải chết. Trung Nam nhíu mày nói. ken ken tiếng động do vũ khí va chạm vào nhau không ngừng vang vọng khắp hồ Okutama. Vết nước trên thanh đao thị huyết càng lúc càng lan rộng, giọng nói của Tanabe Yaro cũng càng ngày càng ngông cuồng, đường tuấn, cậu còn dám coi khinh Nhật Bản chúng tôi không có anh hùng sao? Ngoặc kép, không biết bao nhiêu võ giả Nhật Bản đứng phía dưới đều đỏ mặt vì hung phấn, nắm tay họ siết chặt, như đã bị những lời nói của Tanabe Yaro làm xúc động, quý ngài Tanabe của Nhật Bản, dù trăm năm sau cũng không e ngại bất kỳ lời khiêu chiến trên võ đạo. Nhật Bản vô địch, quý ngài Tanabe vô địch có người bắt đầu hô khẩu hiệu. Quý ngài Tanabe không hổ là thần thoại Nhật Bản, trận chiến đấu này đã không còn bất kỳ sự hồi hộp và bất ngờ nào, hậu thiên đạo thể vô địch Việt Nam chết trong tay thần thoại Nhật Bản, cũng coi như đáng đời. Trung Nam nhìn bóng người không ngừng bị công kích trên bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm nói, dẫy dụa vô ích mà thôi. Không chỉ ở Nhật Bản mà ở Việt Nam cũng xảy ra cảnh tượng tương tự, trận chiến này được phát sóng qua vệ tinh nên dù ở Việt Nam thì mọi người cũng có thể xem trực tuyến, Đường Tuấn, Long Vương nhìn đường Tuấn trên màn hình, trong lòng sinh ra cảm giác tiếc thương buồn cười, cậu không nên xúc động như thế, 10 năm nữa thì có khi cậu sẽ có hy vọng khiêu chiến thành công. Giao thức đại thánh cũng lắc đầu. Trong tay Tanabe Yaro có kiếm thiên vân, thực lực đã đạt tới đỉnh cao của thế giới, mặc dù ông ta cũng được liệt vào top đầu của danh sách trí cường. Nhưng chỉ sợ cũng không đủ khả năng mà đỡ được một chiêu của Tanabe Yaro. Đường Tuấn có thể đỡ được nhiều chiêu như vậy, đã vượt quá tưởng tượng của ông ta rồi. Vất vả lắm mới nhận được chủ nhân, thế mà anh ta lại sắp chết. Giao thức đại thánh vô cùng bi thống, ông ta còn trông cậy vào người chủ nhân này có thể chỉ dạy cho mình cái gì đấy. Giao thức đại thánh bất giác nhìn về phía thủy dị, nhíu mày, không phải cậu nói Tanabe Yaro không đỡ nổi năm chiêu của đường Tuấn sao? Ngoặc kép, yên tâm đi, chủ nhân sẽ phản kích lại ngay, nếu bị kẻ ở đẳng cấp này đánh chết thì cũng không xứng làm chủ nhân của tôi. Thủy dị còn chưa nói gì, Ngân Thiên đã mở miệng trước. chương 1616, Thần Thông, đây là Thần Thông. Con chim to xác này nói đúng, cái tên gọi là Tanabe gì gì kia, tuy thực lực của ông ta mạnh thật đấy nhưng vẫn không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Thủy dị nói với vẻ ung dung. Ngân Thiên nhớn mày, tầm nhìn của anh còn chấp nhận được, sau này cứ đi theo anh đây, để anh che chở chú. Khóe miệng Thủy dị giật giật, con chim giờ này, cái gì cũng dám nói nhát kiếm cuối cùng giọng nói của tanabe yaro vang lên kiếm thiên vân trong tay ông ta cũng đồng thời chém xuống keng nhát kiếm ấy giáng xuống thanh đao thị huyết tách thành hai đoạn một luồng kiếm khí sắc bén bay vút vào không trung cơ thể đường tuấn ở trên không trung liên tục lui về phía sau trong mắt những người vây xem như trung nam thì trông anh vô cùng chật vật đã chuẩn bị nếm mùi thất bại sau khi chém đứt thanh đao thị huyết tanabe yaro ngừng lại nhẹ nhàng vuốt ve kiếm thiên vân, ông ta dùng ánh mắt cao ngạo nhìn về phía đường Tuấn cậu còn có thần khí nào khác không? Ngoặc kép, đường Tuấn lắc đầu. cha vậy hôm nay cậu phải chết ở chỗ này rồi. Tanabe Yaro nói. Nói xong, Tanabe Yaro lắc cổ tay một cái, kiếm khí cuồn cuộn từ bàn tay ông ta hình thành một cơn bão. Kiếm nhận phong bảo, đây là chiêu thần thông đầu tiên mà thầy sáng chế, tuy rằng cấp bậc không bằng thiên túc thông, nhưng cũng có uy lực rất mạnh mà hiện tại còn có thần khí kiếm thiên vân hỗ trợ sức mạnh của kiếm nhận phong bạo còn đáng sợ hơn cả thiên túc thông Watanabe xây nói trong mắt anh ta tràn đầy sự sùng kính có một người thầy như vậy là chuyện đáng kiêu ngạo nhất trong cuộc đời của anh ta kết thúc rồi tất cả mọi người đều nghĩ như vậy kiếm nhận phong bạo xoay tròn nước trong hồ okutama đều bị cuốn lên trời tạo thành một cái vòi rồng đáng sợ tất cả cá và tôm trong hồ okutama đều bị kiếm khí trong đó quấy nát ngay cả xương cốt cũng không còn. Chỉ trước mắt sau, vòi rồng vốn trong suốt sạch sẽ kia đã bị nhuộm thành một cuộn nước màu đỏ như máu. Thần thông, đây là thần thông, tiêu nghĩa run rẩy. Còn cậu em trai tiêu lễ cùng mấy cậu ấm khác đã run rẩy cả hai chân, ngã ngồi xuống đất. Trong nháy mắt, kiếm nhận phong bạo đã cuốn lấy đường tuấn vào trong nó, nước hồ đỏ như máu khiến mọi người không còn thấy bóng anh đau nữa. Nhưng mọi người đều tưởng tượng ra được, dưới kiếm khí dày đặc như vậy, Đường Tuấn không còn khả năng sống sót. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Không đành lòng nhìn thấy cảnh Đường Tuấn bị kiếm khí xé nát đến mức thân xác cũng không còn, Tiêu Nghĩa cố nén bi thương trong lòng, anh ta xoay người lại, nói với Tiêu Lễ. Đám người Tiêu Lễ nhẹ nhàng gật đầu, Đường Tuấn chết, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bọn họ cũng rơi xuống. Anh ta đứng dậy, cố nhìn qua vị trí của kiếm nhận phong bạo một lần nữa, ngay sau đó, Tiêu Lễ bắt đầu run rẩy. Trên mặt lộ ra biểu tình không dám tin, Ngạc Nhiên đến nỗi một lần nữa ngã ngồi xuống đất. Làm sao vậy? Tiêu Nghĩa nhíu nhíu mày, cậu em trai anh nhát gan quá đấy, thật sự là không được việc gì. Chương 1617 một sự yên lặng tuyệt đối. "Anh, anh mau nhìn xem." Tiêu Lễ run rẩy nói. Tiêu Nghĩa khó chịu xoay người, anh ta nói thầm, chẳng lẽ đạo thể đã chết mà Tanabe Yaro còn không chịu thôi sao? Tiếng nói của anh ta đột nhiên ứ lại trong họng cơ thể của tiêu nghĩa cũng run lên vì khiếp sợ trên mặt hồ okutama tanabe yaro cúi đầu nhìn ngực mình khóe miệng còn treo nụ cười ngực trái của ông ta ngay vị trí gần trái tim một cái lỗ to bằng đầu ngón tay đang tí tách chảy máu máu tươi từ không trung nhỏ xuống hồ okutama không chỉ như thế kiếm thiên vân trong tay ông ta cũng bị đâm thủng một cái lỗ to bằng đầu ngón tay cũng to bằng với cái lỗ trên ngực ông ta trong giây phút mà kiếm nhận phong bạo đổ ụp lấy đường tuấn thì đồng thời ông ta cảm giác được một luồng kiếm khí từ trong vòi rồng ấy bắn ra ngoài ông ta theo bản năng nâng kiếm chắn ngang người với độ cứng của kiếm thiên vân cộng với tu vi của ông ta thì có là thần thông cũng chưa chắc có thể phá vỡ lớp phòng ngự mà ông ta dựng lên nhưng không ngờ được rằng luồng kiếm khí kia lại xuyên qua kiếm thiên vân và thân thể của ông ta dễ dàng như xuyên qua một lớp giấy mỏng manh ngay sau đó luồng kiếm khí kia xé nát trái tim ông ta cũng chặt đứt tất cả sự sống của ông ta. Giao rào mất đi trợ lực của Tanabe Yaro, kiếm nhận phong bạo và vòi rồng kia nháy mắt tiêu biến, một lần nữa quay trở về hồ Okutama, phảng phất như thác nước trong hư không. Tanabe Yaro nặng nhọc ngẩng đầu, nhìn sang đường Tuấn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, đại thần thông giả, không ngờ Việt Nam lại xuất hiện một đại thần thông giả, tôi thua không oan. Trong lúc nói chuyện, thân thể của Tanabe Yaro siêu vẹo như sắp từ trên không trung rơi xuống mặt đất soạt Watanabe xây bay lên không trung đỡ lấy Tanabe Yaro nhìn vết thương của Tanabe Yaro sắc mặt Watanabe xây cũng trở nên xanh lét thầy ơi Tanabe Yaro thì thào đứt quáng để để cậu ta đi đi không làm khó cậu ta nói xong thân thể Tanabe Yaro mềm hoạt, ông ta đã chết a a a Watanabe xây thất thanh khóc giống ánh mắt đỏ rực lạnh lùng nhìn về phía đường Tuấn, anh dùng thủ đoạn hèn hạ gì để ám toán thầy tôi. Ngoặc kép, đường Tuấn cười cười, tôi chỉ dùng một ngón tay, là do thực lực của ông ta không bằng tôi mà thôi. Vớ vẩn, khi nãy anh có thanh đao thị huyết trong tay mà cũng không làm gì được thầy, hiện tại làm sao lại có thực lực giết thầy được, chắc chắn anh đã lợi dụng khi kiếm nhận phong bạo ngăn trở tầm mắt của mọi người rồi dùng thủ đoạn xấu xa gì đó. Watanabe xây vô cùng khẳng định, tin hay không thì tùy, Đường Tuấn lười giải thích. Hừ, người tu hành Nhật Bản nghe lệnh, quý ngài Tanabe cùng tên đạo thể người Việt Nam ban đầu đã nói là tỉ thí công bằng, không nghĩ tới lại bị đạo thể Việt Nam dùng thủ đoạn xấu xa rồi ám toán ông ấy. Tôi xin lấy thân phận của Chủ tịch Hiệp hội Giới Võ Đạo Nhật Bản hạ lệnh tiêu diệt anh ta, từ hôm nay trở đi, truy sát tên đạo thể đó. Giọng nói tràn ngập sát ý của Watanabe xây vang vọng khắp hồ Okutama. Cậu muốn chết sao? Đường Tuấn nhíu mày. Watanabe xây ôm thi thể Tanabe Yaro rồi đặt trên xuống hồ Okutama. Anh ta gần từng chữ nói, chỉ cần có thể báo thù cho thầy Tanabe, tôi chết không hối hận. Được rồi, vậy tôi muốn xem có ai dám ra tay với tôi. Đường Tuấn nhìn Watanabe xây cùng đám người tu hành Nhật Bản đứng phía dưới. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, đám người tu hành Nhật Bản lại không có ai dám ra tay. Một sự yên lặng tuyệt đối. Trung Nam và những người vây xem đều lộ vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt. chương 1618, gia chủ nhà Misui. Trong nghịch luân, đám người Long Vương và Giao Thức Đại Thánh nhìn cảnh tượng Tanabe Yaro tử vong trên màn hình mà một hồi lâu cũng không thốt lên lời. Dùng một ngón tay giết Tanabe Yaro. Thực lực của anh ta quá đáng sợ. Có khi nào anh ta dùng thủ đoạn ngầm gì hay không? Long Vương bắt đầu nghĩ lung tung. Tôi nói rồi mà, thực lực của chủ nhân thì chuyện thắng là không thành vấn đề, các ông cứ lo lắng lung tung cái gì. Ngân Thiên lại có vẻ rất bình tĩnh. Trong mắt Thủy Dị lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói không ngờ thực lực của anh ta lại tiến bộ nhiều đến vậy. Trong nhà Misui, Misui Kazuhi đang uống trà, ngồi đối diện anh ta là Kitagawa Keiko, căn phòng chống trải đang trực tiếp cảnh chiến đấu trên hồ Okutama. Kiếm nhận phong bạo, tôi từng nghe người khác nói về chiêu này rồi nghe nói đó là tuyệt kỹ thành danh của quý ngài Tanabe, từ khi ông ta xuất đạo đến bây giờ, chưa có người nào có thể sống sót dưới kiếm nhận phong bạo của ông ta cả. Misui Kazuhi đảo, Kitagawa Keiko gật gật đầu, trong số những người tu hành Nhật Bản thì Tanabe Yaro hoàn toàn xứng đáng với vị trí đứng đầu, không biết có bao nhiêu người nghe chuyện xưa của ông ta mà lớn lên nữa. Lạch cạch, chén trà trong tay Misui Kazuhi bỗng nhiên rơi xuống đất. Trên màn hình, vừa lúc phát đến cảnh ngực Tanabe Yaro bị đâm thủng thành một cái lỗ dòng dòng máu, còn đường tuấn lại bình yên vô sự đứng ở một bên. Quý ngài Tanabe đã thua, Misui Kazuhi lầm bẩm Kitagawa Keiko cũng giật mình, bộ ngực động lòng người phập phồng kịch liệt. Ngay sau đó, sắc mặt hai người chuyển sang trắng bệch, cả hai hét lên thất thanh cá cược. Đường Tuấn thắng, điều đó có nghĩa là họ phải thực hiện theo những gì đã cá cược. 10% cổ phần của gia đình Misui và 15% cổ phần của gia đình Kitagawa. Làm sao bây giờ, nếu phải chuyển cho anh ta số cổ phần này thật thì anh ta sẽ ngay lập tức trở thành người giàu nhất châu Á. Hơn nữa, nhà Kitagawa của tôi và nhà Misui của anh cũng sẽ bị tổn thất nặng nề, thậm chí có thể mất đi quyền khống chế công ty. Kitagawa Keiko nói, một người Việt Nam trở thành người nắm trong tay hai đại tài phiệt Nhật Bản, nói ra thì hai người bọn họ còn muốn tự sát tả tội. Hừ, chẳng lẽ anh ta dám tới tìm chúng ta thật sao? Ngoặc kép. Misui Kazuhi lấy hợp đồng ra, nhanh chóng dùng bật lửa đốt rụi bản hợp đồng. Chỉ lát sau, hợp đồng đã bị đốt cháy thành một đống cho tàn. Gia chủ nhà Misui, Kitagawa Keiko không hiểu. Hiện tại không còn hợp đồng nữa rồi, xem anh ta còn làm gì được. Misui Kazuhi đắc ý nói. Nhưng trong tay anh ta còn có một bản hợp đồng khác. Kitagawa Keiko nhíu mày nói đó không phải là hợp đồng mà chúng ta tự nguyện ký, chúng ta bị ép buộc, bản hợp đồng đó không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào. Tất cả nhân viên công chứng đều là người Nhật Bản, cô nghĩ xem họ sẽ đứng về phe ai. Anh ta giết Tanabe Yaro, tuy rằng có thể khiến đám tu hành Nhật Bản hoảng sợ một khoảng thời gian, nhưng Watanabe Sei đã ban hành mệnh lệnh phải lấy mạng anh ta, anh ta còn đang mệt mỏi chạy trốn, làm gì còn có thời gian tới tìm chúng ta. Misui Kazuhi xảo trá nói. Kitagawa Keiko sừng sốt một chút rồi cũng gật gật đầu. Chương 1619, Hậu thiên đạo thể khốn nạn. Tuy rằng làm như vậy là vi phạm tinh thần của hợp đồng, nhưng cô không thể chấp nhận việc sản nghiệp của nhà Kitagawa bị một người Việt Nam thao túng. "Kha, không chỉ như thế, tôi còn muốn tổ chức họp báo, nói với mọi người rằng Đường Tuấn ép buộc hai nhà chúng ta ký lên bản hợp đồng này, đến lúc đó nếu anh ta dám tìm tới cửa thì đồng nghĩa với việc anh ta không chỉ đang đối địch với giới võ đạo Nhật Bản" mà là đối địch với cả nước Nhật. Trong mắt Misui Kazuhi lóe ra ánh sáng của âm mưu. Kitagawa Keiko giật mình, Misui Kazuhi muốn ép Đường Tuấn vào chỗ chết. Cậu Đường, em trai tôi ngày thường bị gia đình chiều hư nên có hơi bướng bỉnh. Lần này đã đắc tội với anh, muốn giết muốn sẻo, chúng tôi đều chịu. Trong khu vực hồ Okutama, Đường Tuấn chắp hai tay ra sau lưng, anh quay mặt lại nhìn mặt hồ yên ả ở phía sau anh là tiêu lễ và đám cậu ấm kia đang run rẩy quỳ trên mặt đất người vừa nói chuyện là tiêu nghĩa cho dù tu vi của anh ta gần như đã đạt cảnh giới nguyên đan nhưng khi đối mặt với vị thần thoại đương đại mới như đường tuấn vẫn cảm thấy kinh hồn bạt phía xin anh đường tha mạng mấy cậu ấm cô chiêu cùng nhóm tiêu lễ không ngừng cầu xin tha thứ mười mấy giây im lặng trôi qua nhưng đối với mấy người tiêu lễ lại là thời gian dài nhất trong cuộc đời Bọn họ vô cùng hối hận, nếu có cơ hội thì bọn họ sẽ không bao giờ cho mồm miệng đi chơi xa như vậy nữa, cũng không dám lên tiếng khinh bị ai nữa. Đường Tuấn thản nhiên nói, tôi không hy vọng có lần sau, nếu lại có lần tiếp theo, hừ. Đám người mềm nhũn người, toàn bộ ngã dạp xuống đất. Xin cảm ơn anh Đường. Đám người tiêu lễ vội vàng nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời đi. Cậu Đường, không biết anh dự định khi nào sẽ về nước nếu không có việc quan trọng thì nên đi càng sớm càng tốt. Tiêu Nghĩa còn chưa đi, anh ta lên tiếng nhắc nhở Đường Tuấn. Tanabe Yaro là thần thoại đương đại của Nhật Bản, nay ông ta lại bị giết chết như vậy, cho dù Watanabe xây không hạ lệnh truy giết anh thì giới võ đạo Nhật Bản cũng sẽ phát điên. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, tôi đã nói sẽ khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản trong 3 ngày, thời gian còn có một ngày. Tiêu Nghĩa cười khổ, ngay cả vị thần thoại võ đạo tanabe yaro này cũng bị anh giết bằng một ngón tay rồi nhật bản này còn có ai dám khiêu chiến anh nữa anh có chuyện lớn rồi đúng lúc này lại có một giọng nói bối rối vang lên thì ra là tiêu lễ đi rồi lại trở về có chuyện gì tiêu nghĩa quát nhỏ anh anh xem bản tin này đi tiêu lễ bị quát sợ đến run rẩy sau đó mới đưa điện thoại di động cho tiêu nghĩa tiêu nghĩa chỉ nhìn thoáng qua liền xanh mặt anh đường Tiêu Nghĩa xoay màn hình về phía đường Tuấn. Điện thoại đang phát một đoạn video nhỏ là Misui Kazuhi đang tổ chức họp báo. Trên mặt Misui là sự bi thương và phẫn nộ, khuôn mặt ông ta đầy vết thương sen lẫn nước mắt giàn ruộng đang không ngừng nhỏ xuống. Vừa rồi, hậu thiên đạo thể ở Việt Nam xông vào nhà Misui chúng tôi, anh ta ép tôi và cô Kitagawa ký vào một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đòi 30% cổ phần của nhà Misui và nhà Kitagawa. Nếu như chúng tôi không đồng ý, anh ta sẽ giết người nhà Misui và nhà Kitagawa, vì bảo vệ cho gia đình, chúng tôi chỉ có thể đồng ý với anh ta. Nói đến đây, trên mặt Misui Kazuhi lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói, "Tôi xin trịnh trọng tuyên bố, nhà Misui chúng tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục, âm mưu của cậu sẽ không bao giờ thành công." Bên dưới video là một loạt các dòng tin nhắn bày tỏ ý kiến. Chương 1620, thứ đó cũng chỉ có thể hù dọa các cậu mà thôi. Cậu Đường, nhà Misui và nhà Kitagawa là hai gia tộc lớn của Nhật Bản, nội tình thâm hậu, sản nghiệp trải dài trên mấy chục lĩnh vực, ảnh hưởng vô cùng lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả kết quả bầu cử lãnh đạo Nhật Bản. Họ dám đưa ra một tuyên bố công khai như vậy, có nghĩa là họ đã đặt một cái bẫy đang chờ đợi anh nhảy vào. Dù anh là thần thoại đương đại, vô địch giới võ đạo, nhưng không chừng bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì khác, tôi cảm thấy tốt nhất là anh không nên đi. Tiêu Nghĩa suy nghĩ một hồi sau đó nghiêm túc khuyên nhủ. Vậy cứ mặc cho bọn họ chụp mũ lên đầu tôi như vậy ư? Bản hợp đồng cá cược mà họ chủ động ký cũng bỏ qua. Không phải họ nói rằng tôi đang ép buộc họ sao, tôi không thể làm cho họ thất vọng được. Đường Tuấn cười lạnh. Anh Đường, không thể làm vậy. Tiêu Nghĩa hét lên, nhưng trước mắt đâu còn bóng dáng Đường Tuấn nữa. Anh, bây giờ phải làm sao? Tiêu Lễ hỏi ông anh trai hoảng hốt đến mất hồn của mình trở về Việt Nam đi, anh có cảm giác sau chuyện lần này Nhật Bản sẽ đại loạn. Tiêu Nghĩa nhìn về phía nhà Misui, cười lạnh nói: Thần thoại đương đại làm sao có thể dễ dàng bị người khác uy hiếp như thế? Nhà Kitagawa chiếm diện tích hơn 2.000 mét vuông, nằm ở vùng ngoại ô của Nhật Bản, đứng trong sân có thể nhìn thấy cả núi Phú Sĩ, phong cảnh vô cùng tuyệt vời. Hiện tại trong sân có một người phụ nữ mặc kimono đang thưởng thức cảnh đẹp này. Khuôn mặt non mịn cảm giác như thổi một cái là rách, làn da trắng nõn giống như băng tuyết, nhưng nơi da thịt trần trụi như lóe ra ánh sáng trong suốt dưới ánh trăng. Cô ta có dáng vóc tuyệt đẹp, từ đầu đến chân, mỗi nơi đều toát ra sức hấp dẫn làm cho người ta không thể kháng cự. Người phụ nữ này chính là Kitagawa Keiko. Phía sau cô là hơn 10 vệ sĩ, họ đều là người tu hành Nhật Bản. Từ cường độ khí tức thì biết ít nhất cũng là người đã tu hành đến thần hải cực cảnh mấy người còn lại thì khí tức như vực cao như biển sâu, họ đều là cường giả cảnh giới nguyên đan. Ông Miyamoto, ông thử nói xem tên đạo thể người Việt Nam kia sẽ tới thật sao? Một người đàn ông hơn 40 tuổi đứng trong đám vệ sĩ cất giọng hỏi. Đứng trước mặt anh ta là đội trưởng đội hộ vệ, Miyamoto Kuma, một vị người tu hành rất mạnh, thực lực của ông ta đã đạt tới cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Miyamoto Kuma nheo mắt, ông ta nói, nói chung tôi rất hy vọng anh ta tới thanh niên có chút sợ hãi, ông Miyamoto, người nọ chính là kẻ đã giết quý ngài Tanabe, hiện tại đã được tôn xưng là thần thoại võ đạo châu Á rồi. Trong trận chiến ở hồ Okutama, anh ta chỉ dùng một ngón tay xuyên thủng thần khí kiếm thiên vân, thật sự đã vượt qua nhận thức của võ đạo. Miyamoto Kuma biểu cười nói châm biếm, thứ đó cũng chỉ có thể hù dọa các cậu mà thôi. Hù dọa, người đàn ông khó hiểu hỏi lại. Miyamoto Kuma nở một nụ cười như nhìn thấu tất cả, tôi hỏi cậu vài câu. Kiếm Thiên Vân là thần khí trấn quốc của Nhật Bản đã truyền thừa mấy ngàn năm, trong khoảng thời gian dài như vậy đã có không ít người tu hành có thực lực siêu quần, thậm chí còn có bán bộ đại thần thông giả, nhưng cậu đã bao giờ nghe đến chuyện Kiếm Thiên Vân bị hỏng chưa? Ngoặc kép, người đàn ông ngẩn ra, lắc đầu, không có. Chuyện mà bán bộ đại thần thông giả cũng không làm được, cậu nghĩ tên đó làm được sao? chẳng lẽ cậu ta còn mạnh hơn cả bán bộ đại thần thông giả sao? Miyamoto Kuma hỏi ngược lại. Chuyện này, chuyện này, người đàn ông không biết phải đáp trả thế nào. Đại thần thông giả là cảnh giới trên nguyên đan, đã hơn 2.000 năm không ai đạt đến cảnh giới đó. Anh ta lại liên tưởng đến cảnh đường Tuấn cầm thanh đao thị huyết nhưng lại bị Tanabe Yaro đánh đến mức liên tiếp lùi bước, vậy thì anh ta chắc chắn không phải đại thần thông giả. Audio điện tử võ tấn bền chương 1621, tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi. Người đàn ông nghĩ đến đây thì giật mình, sắc mặt có vẻ quái dị, lẽ nào? Đúng vậy, tựa như Watanabe Sei đã nói ngay lúc đó, chắc chắn tên đạo thể đó đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó mới giết chết Tanabe Yaro. Miyamoto Kuma lộ ra biểu tình trào phúng, em mưu thật thâm độc, chắc chắn anh ta đã đoán ra được Tanabe Yaro sẽ dùng chiêu kiếm nhận phong bạo. Đáng tiếc, anh ta dùng mấy âm mưu bẩn thỉu đó chiếm được cái danh thần thoại giới võ đạo, nhưng phỏng chừng cũng không lâu dài đâu. Đây chỉ là suy đoán thôi, người đàn ông do dự nói. Được thôi, vậy tôi hỏi cậu một vấn đề khác, đã bao nhiêu năm Tanabe Yaro không đánh nhau với ai rồi? Miyamoto Kuma hỏi. Phải được 50 năm rồi, người đàn ông nói. Đúng vậy, 50 năm đã qua, nửa thế kỷ. Tanabe Yaro 50 năm trước là vô địch, tinh khí thần cũng ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng 50 năm đủ để tiêu hao một vài thứ, có lẽ thể lực của ông ấy đã không còn như trước. Nói cách khác, thực lực của Tanabe Yaro không còn mạnh như chúng ta tưởng tượng. Người mà tên đạo thể kia đánh bại hoàn toàn không phải là một huyền thoại võ đạo, mà là một ông lão không có sức lực. Thiên túc thông và kiếm nhận phong bạo nhìn thì rực rỡ và có uy lực cực lớn, nhưng ai biết có phải chỉ là bề ngoài hay không. Miyamoto Kuma ác ý suy luận người đàn ông há miệng, lại không thể phản bác lại điều gì. Bởi vì không chỉ có Miyamoto Kuma nghĩ như vậy, rất nhiều người trong giới võ đạo đều nghĩ như vậy. Bị đạo thể đánh chết bằng một ngón tay, danh vọng mà Tanabe Yaro tích lũy trong nửa đời trước đã sụp đổ hoàn toàn. Thật ra cô Kitagawa không cần sắp xếp nhiều người vệ sĩ như vậy, có mấy người thuộc cảnh giới nguyên đan như chúng ta bảo vệ thì không ai có thể động vào một sợi tóc khi cô ấy ở trong nhà Kitagawa cho dù tên đạo thể kia tới thì cũng chỉ có tới được mà không được. Niyamoto Kuma cười cười, trong nụ cười mang theo sự tự tin mút trời, đánh bại một vị thần thoại đương thời, không ai có thể từ chối niềm vinh quang này. Cộp cộp cộp, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong hành lang, giữa khoảng giao nhau của ánh sáng và bóng tôi, một bóng người dần dần hiện ra. Ai, mười mấy vệ sĩ đồng loạt nhìn về phía đó, trầm giọng quát. Khí kinh khủng bố phun trào như thủy triều, cả tòa nhà lung lay như sắp đổ. Kitagawa Keiko cũng xoay người lại, cô nhìn về phía người vừa tới. Khi đã thấy rõ gương mặt người nọ, khuôn mặt Kitagawa Keiko đột nhiên cứng đờ, cô ta hét thất thanh, "Là anh!" Đường Tuấn chậm rãi bước ra khỏi hành lang, "Là tôi." Anh cầm bản một hợp đồng trong tay, "Tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi." Kitagawa Keiko vung tay sắc mặt cô ta vô cùng lạnh lẽ anh có ý gì ồ xem ra các người không định thực hiện theo cá cược giữa chúng ta đường tuấn cất bản hợp đồng đi kitagawa keiko cười lạnh cá cược gì rõ ràng là anh ép tôi ký hợp đồng này hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý anh đường tôi tôn trọng thực lực của anh không muốn phải ra tay với anh hiện tại mời anh lập tức rời khỏi khu vực nhà kitagawa tôi có thể không truy cứu lỗi lầm của anh Xem ra tôi đã xem thường trình độ không biết xấu hổ của các người thật rồi, nếu cô không muốn đưa thì tôi phải tự đi lấy rồi." Đường Tuấn làm bộ đi về phía trước. Soạt, mười mấy người tu hành do Miyamoto Kuma cầm đầu đồng loạt chạy đến chắn trước mặt Đường Tuấn như một bức tường vững chắc. Chương 1622, làm bộ làm tịch. Đường Tuấn dừng bước. Anh không nghe thấy lời của cô Kitagawa sao, lập tức ra khỏi nơi này. Miyamoto Kuma quát Đường Tuấn nhíu mày, tránh ra, chờ tôi lấy lại đồ thuộc về mình rồi sẽ tự đi. Đồ của anh sao, buồn cười. Miyamoto Kuma bật cười nói, ép buộc cô Kitagawa ký loại hợp đồng này xong còn dám nói ra những lời như vậy. Thế nếu tôi cũng uy hiếp người giàu nhất thế giới là có thể chiếm hết số tài khoản của kẻ đó rồi sao? Chàng trai trẻ, đừng mơ tưởng nữa. Hành vi của anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Cô Kitagawa không tốt bụng thì anh nghĩ mình còn có thể đứng ở đây sao? tôi lặp lại một lần nữa, tránh ra, tôi sẽ tha mạng cho các anh. Đường Tuấn trầm giọng nói. Tha mạng cho chúng tôi, lời nói ngông cuồng như vậy, anh thật sự tưởng mình là thần thoại võ đạo sao? Miyamoto Kuma vung tay lên, nói trong căn nhà này có 12 cực cảnh và 4 cảnh giới nguyên đan chứ không phải là lão già đã bước được một nửa vào quan tài như Tanabe Yaro. Giết anh ta! Nói xong, Miyamoto Kuma lập tức lệnh khí tức của 16 người tu hành liên kết với nhau, cơ hồ đạt tới trình độ cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Sắc mặt đường Tuấn trầm xuống, tay anh vỗ nhẹ một cái, sau đó lập tức dừng lại. Làm bộ làm tịch, Miyamoto Kuma châm biếm. Nhưng ông ta vừa dứt lời lại nghe thấy một loạt âm thanh ngã dạp xuống đất. Ông ta quay đầu lại nhìn lại, mười mấy người tu hành phía sau ông ta lần lượt ngã xuống, sau đó chết đi. Một, hai, ba. Mười lăm người tu hành, Toàn bộ đã ngã xuống, trên người họ không có bất kỳ vết thương nào, chỉ có ánh mắt trợn tròn như vừa nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Này, Miyamoto Kuma cả người run rẩy. Đến bây giờ, cuối cùng anh ta cũng hiểu được bốn chữ thần thoại võ đạo, mà Đường Tuấn được phong là thật. Trong lòng ông ta chỉ còn lại sự chua xót và hối hận, với thực lực như vậy anh ta hoàn toàn không cần sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu, là do chính ông ta vẫn luôn suy đoán lung tung. Phụt, cuối cùng Miyamoto Kuma cũng mang theo hoang mang cùng khiếp sợ ngã xuống đất. 16 người tu hành, trong đó còn có 4 người thuộc cảnh giới nguyên đan đã bỏ mạng chỉ sau một cái vỗ tay của Đường Tuấn. Cộp cộp cộp, chương 1623, chuyện này các người không cần hỏi nhiều. Chính là bản hợp đồng của vụ cá cực đó. Nhìn tờ giấy này, trong lòng Kitagawa cây cô tràn ngập hối hận. Nếu cô ta an phận thực hiện theo điều khoản trong hợp đồng thì sẽ không có chuyện xảy ra ngày hôm nay tôi không muốn chết. Bỗng nhiên, Kitagawa cây cô ngẩn đầu, cô ta nhìn về phía đường Tuấn với ánh mắt kiên cường. Cha mẹ tôi bị người hại chết, từ nhỏ phải trải qua biết bao cuộc đấu tranh rồi âm mưu, vất vả lắm mới tới được bước này, tôi không muốn chết. Nhà Kitagawa có thể cho anh, thậm chí ngay cả tôi cũng có thể cho anh. Chỉ cần để tôi sống. Duệt. Quần áo trên người Kitagawa Keiko bị cô ta xé ra, lóe sáng dưới ánh trăng, cô ta biết rõ thân thể này của mình có sức hấp dẫn lớn như thế nào đối với đàn ông quan trọng hơn là cô ta chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ nhưng khi cô ta nhìn về phía đường tuấn trái tim cô ta như rơi xuống đáy cốc ánh mắt đường tuấn trong suốt sạch sẽ không chứa bất kỳ dục vọng nào anh ta chỉ lạnh lùng nhìn cô giống như đang nhìn một tảng đá khi kitagawa keiko cho rằng mình phải chết ngay giây sau thì giọng nói lạnh nhạt của đường tuấn vang lên bên tai cô ta tôi có thể tha cho cô được sống cũng có thể để cô tiếp tục nắm quyền của nhà Kitagawa. Nhưng tôi có một yêu cầu. Kitagawa Keiko sững sốt, chợt hiểu được, cô ta không kịp sửa sang lại quần áo, vội vàng quỳ gối dưới chân Đường Tuấn, vẻ mặt vô cùng cung kính, "Vâng thưa chủ nhân. Sau này nhà Kitagawa là của anh, Kitagawa Keiko cũng là của anh." "Cô hiểu là tốt rồi." Đường Tuấn nói. Anh ta còn không lưu lại dấu ấn tinh thần cho Kitagawa Keiko, với thực lực hiện tại của Đường Tuấn, giết chết Kitagawa Keiko là việc quá đỗi đơn giản. Misui Kazuhi đâu? Đường Tuấn hỏi. Đường Tuấn sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ đứng đầu nhà Misui đã dám gải bẫy anh. Đêm nay, Misui Kazuhi ở nhà Misui chiêu đãi Watanabe Sei và mấy ông lớn trong giới chính trị. Nghe nói họ muốn thương lượng kế sách đối phó với chủ nhân. Kitagawa Keiko thành thật nói. Ừ, đường Tuấn gật đầu. Nói xong, đường tuấn tung người bay vào bầu trời đêm, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Phù 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 phù, Kitagawa cây cô nặng nề hô hấp, thân thể mềm mại của cô ta không ngừng run rẩy. Ngắn ngủi vài phút mà thôi, lại như đã rút hết tất cả sức lực của cô ta. Cô ta cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, quần áo vừa rồi đã bị cô kéo ra đang ở trong trạng thái nửa kín nửa hở. Cô ta bóp một cái thật mạnh lên chỗ da thịt trắng ngần ấy, Làn da non mịn bị ép tràn ra khỏi cái ngón tay, Kitagawa Keiko bỗng nhiên cười to như điên. Một lát sau, người hầu trong nhà Kitagawa chạy tới, nhưng lúc này Kitagawa Keiko đã khôi phục bộ dáng bình thường, lại trở về là cô chủ lạnh lùng cao ngạo. "Gia chủ, đây, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" À? Họ khiếp sợ nhìn 16 người tu hành té trên mặt đất đã không còn hơi thở. Chuyện này các người không cần hỏi nhiều sắc mặt Kitagawa Keiko lạnh lẽo, đúng rồi. Một thời gian nhà Kitagawa sẽ qua thăm dò tình hình bên Việt Nam đúng không? Đến lúc đó tôi sẽ đích thân sang đó. Vâng, chương 1624, tôi muốn báo thù cho thầy. Thấy Kitagawa Keiko như vậy, đám người vội vàng gật đầu đồng ý. Trong nhà Misui, đêm nay khu nhà Misui đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Vừa bước vào cửa lớn, có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý của Misui, không hổ là người đứng đầu nhà Misui, chỉ một buổi họp báo liền đã có thể dồn tên đạo thể đó vào chân tường, làm anh ta không có chỗ dung thân ở cái đất Nhật Bản này. Trong đại sảnh có một người đàn ông mặc âu phục, để dâu ngắn đang cười nói. Khí tức trên người đàn ông này nói thật là không mạnh, nhưng lại mang khí chất của kẻ đứng trên đỉnh cao xã hội, làm cho người ta không cách nào làm lơ lời nói của ông ta được. Misui cười nói, quý ngài Takeyama quá khen rồi, Lần này nhờ có ông mới có thể kích động nhiều dân chúng vô tri như vậy. Quý ngài Takeyama gật gật đầu, ông ta cất giọng âm trầm, một tên luyện võ ở Việt Nam cũng dám làm loạn ở Nhật Bản, đúng là tứ không biết điều. Nhưng chúng ta ép anh ta như vậy, cẩn thận anh ta sẽ phản kích lại chúng ta. Quý ngài Takeyama yên tâm, chỉ cần anh ta dám đến, tôi sẽ không cho anh ta có cơ hội ra khỏi đây. Misui cười nói, không giấu gì ông khu nhà của tôi đã được sắp xếp tám tay súng bắn tỉa hàng đầu thế giới khắp xung quanh, cũng chuẩn bị loại bị đạn chuyên đối phó người tu hành. Tám người đồng loạt ra tay, ngay cả cảnh giới nguyên đan trung kỳ cũng phải chết, chứ chưa nói là còn có hai người tu hành xuất sắc là trưởng lão Trung Nam và Watanabe. Trong lúc nói chuyện, Misui Kazuhi liếc sang Watanabe xây cùng Trung Nam ngồi bên cạnh. Watanabe xây mặc quần áo màu trắng, trên mặt tràn đầy vẻ bi thương. Nghe vậy, Watanabe xây lạnh lùng nói, tôi muốn báo thù cho thầy. Misui Kazuhi, chờ sau khi giết được tên đạo thể đó thì cậu chính là thần thoại võ đạo mới của Nhật Bản. Cũng được coi là kế thừa danh tiếng của thầy cậu rồi. Trung Nam ngồi bên cạnh nghe thế thì âm thầm lắc đầu. Hậu thiên đạo thể, cho dù cậu giết Tanabe Yaro thì thế nào? Dù cậu đã trở thành một huyền thoại võ đạo mới thì sao? Những người ở đây, không một ai có tu vi cao hơn cậu nhưng vẫn có thể quyết định sinh tử của cậu chỉ bằng vài câu nói kẻ hạ đẳng chỉ đến thế mà thôi ở trước mặt những nhân vật đáng sợ như này cậu hoàn toàn không làm được gì hết thưa ông chủ bên ngoài có người tới anh ta nói mình là hậu thiên đạo thể đúng lúc này một người hầu của nhà misui vội vàng đi vào đạo thể anh ta dám đến đây ư Watanabe xây đứng bật dậy sát khí trong mắt cơ hồ muốn hóa thành thực thể quý ngài Takeyama khoát tay nói, "Watanabe đừng xúc động, nói không chừng là cậu ta tới để đầu hàng đó." Misui Kazuhi cũng cười nói, "quý ngài Takeyama nói rất có lý, chắc cậu ta cũng biết bản thân không thể rời khỏi Nhật Bản, cho nên mới đến đây nhận thua." Ông ta khoát tay rồi nói với người hầu, để cho cậu ta vào đi. Sau khi người hầu đi ra ngoài, Misui Kazuhi cười ha ha, tên đạo thể người Việt Nam này cũng biết điều đấy chứ. Trường 1625, ha ha, đơn giản thôi. Takeyama nói, đợi lát nữa đùa giỡn cậu ta một chút cũng được, dù sao cũng có tám tay súng bắn tỉa đang mai phục ngoài kia, thêm Watanabe Sei và Trung Nam, chẳng khác nào có bảo hiểm kép. Nếu như anh ta dám ra tay, tôi cam đoan sẽ khiến anh ta nhận lấy cái chết thê thảm nhất. Watanabe Sei nghe được lại nhíu mày, nói, theo hiểu biết của tôi thì anh ta không phải là người dễ dàng cúi đầu. Takeyama cười nhạo nói, "Watanabe, cậu lo nhiều quá rồi, cho dù võ đạo của anh ta có mạnh hơn nữa thì còn có thể lật trời được chắc? Nhật Bản chung quy vẫn nằm trong tay chúng ta, chúng ta mới là trời của Nhật Bản." "Dẫu cậu ta không muốn cũng phải cúi đầu." "Đúng là một kế hoạch tuyệt vời." Đúng lúc này, có một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Một người đàn ông theo sau người hầu của nhà Mitsui đi vào phòng. Nhìn thấy người vừa tới, hai mắt Watanabe xây đỏ ngầu như máu. Khàn giọng nói, đường tuấn, là anh. Người tới chính là đường tuấn. Trung Nam ngồi cạnh đó vừa cười lạnh vừa uống rượu. Misui khoát tay, có vẻ ông ta vẫn rất thoải mái. Cậu Watanabe bình tĩnh, chớ nóng này, cứ ngồi xuống đã. Cậu ta đã đến là không đi ra được đâu, cậu không cần gấp gáp như thế. Watanabe xây như không nghe thấy lời nói của ông ta. Anh ta vẫn nhìn chầm chầm đường tuấn như loài giã thú nhìn chầm chầm con mồi misui kazuhi cũng không để ý ông ta nhìn đường tuấn nói cậu đường chúng ta lại gặp mặt đúng vậy một lần cá cược mà thôi mà có thể ép mấy người dùng thủ đoạn ti tiện như vậy thật sự làm cho tôi phải nhìn mấy người với cặp mắt khác xưa đấy đường tuấn nói trên mặt misui kazuhi lộ ra vẻ đắc ý cậu đường không một ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì từ nhà misui của tôi cậu cũng biết điều đấy biết tiến biết lùi biết rằng tới tìm tôi mới có thể sống sót đi ra khỏi nhật bản Ồ, không biết tôi phải làm gì mới có thể sống sót ra khỏi đất nước Nhật Bản? Đường Tuấn hỏi. Sâu trong đôi mắt anh đã lóe lên toa sáng lạnh lùng, đáng tiếc không ai phát giác ra điều đó. Ha ha, đơn giản thôi. Quý ngài Takeyama bỗng nhiên cười rộ lên, ông ta đặt lại chén rượu giống trong tay lên trên bàn, nói, nghe nói đạo thể có võ đạo thông thần, không biết công phu rót rượu cho người ta như thế nào đây? Ngoặc kép, ông ta muốn đường Tuấn rót rượu cho mình. Nisui Kazuhi cũng cười rộ lên, hẳn là cũng thuần thục lắm. Cậu đường, quên giới thiệu với cậu, đây là quý ngài Takeyama, một trong những người đứng đầu cơ quan tình báo chính phủ. Ở Nhật Bản, ông ấy có quyền lực mà cậu không thể tưởng tượng được, chỉ cần một câu nói của ông ấy có thể quyết định được sự sống chết của cậu đó. Ông muốn tôi rót rượu cho ông, nhưng đường Tuấn nghe xong lại nở nụ cười. Takeyama gật đầu nói, đúng vậy, rót rượu cho tôi, không chừng chút nữa tôi vui, nói một vài câu lại giúp cậu rời khỏi đất nước Nhật Bản một cách an toàn thì sao? Không sợ nói cho cậu biết, dân chúng Nhật Bản kích động về chuyện của cậu như vậy, đều do tôi bày ra đó, cho nên cậu cũng đừng hoài nghi năng lực của tôi. Được, Đường Tuấn nói. Trong lúc nói chuyện, anh ta đi về phía Takeyama. Quý ngài Takeyama nhìn về phía Misui Kazuhi, cười nói, ông Misui, còn không kêu người nhanh chóng tới quay cảnh này lại, sau đó tải lên trang web của Việt Nam, để cho mọi người biết đạo thể vô địch trong mắt bọn họ rót rượu cho tôi như thế nào. Ha ha ha, chương 1626, làm sao mà cậu biết được? Misui vỗ vỗ tay, nói ý này hay. Lập tức có người hầu cầm theo camera bắt đầu ghi hình. Sóc sách, đường tuấn cúi xuống rót rượu thật, rượu vang đỏ sậm chậm rãi rót vào trong chén. Quý ngài Takeyama ngồi thẳng lưng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn ông ta nhìn về phía Watanabe xây với giọng điệu ngạo nghễ Watanabe, nhìn thấy không, rượu mà đạo thể rót cũng không khác gì người bình thường đâu. Misui Kazuhi lắc đầu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Quý ngài Takeyama nhận lấy chén rượu từ trong tay đường Tuấn, ông ta uống một hơi cạn sạch, cười nói, rượu ngon. Quý ngài Takeyama, a. À. Đúng lúc này, trên mặt Misui Kazuhi bỗng nhiên toát ra sự khiếp sợ, ông ta chỉ tay vào quý ngài Takeyama. Quý ngài Takeyama nhìn theo hướng tay của ông ta, chỉ nhìn một cái mà ông ta đã sợ toát mồ hôi. Bụng ông ta thủng lỗ chỗ như cái sang, rượu vừa rót vào bụng lại dỉ ra, nhỏ xuống đất. Mà ông ta lại không hề cảm thấy đau đớn. Rượu mà tôi rót không phải dễ uống vậy đâu. Đường Tuấn lắc đầu, ánh mắt anh lạnh dần. Đường Tuấn, anh làm gì vậy, còn không mau dừng tay. Anh có tin tôi sẽ cho người ta giết anh ngay bây giờ không? Quý ngài Takeyama quát lên, lúc này trên mặt ông ta chỉ còn vẻ hung ác. Bốp, Đường Tuấn búng tay một cái. Vù vù, vô số kiếm khí lớn bằng đầu kim từ trong cơ thể Takeyama bắn ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, Takeyama biến thành một cái cột đầy máu. Lúc này, trong mắt ông ta mới lộ ra sự hối hận. Huyền thoại võ đạo, không thể làm nhục. Phụt, Takeyama ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn trong đôi mắt đó chứa đầy sự bất ngờ và khiếp sợ. Đường Tuấn, anh thật to gan, anh có biết hậu quả của việc giết quý ngài Takeyama là gì không? Misui trầm mặt uy hiếp, ông ta bắt đầu thấy hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng để bản thân duy trì bình tĩnh. Kẻ làm nhục tôi đều phải chết, Đường Tuấn cầm ly rượu trong tay, tự rót cho mình một ly. Uống rượu xong, Đường Tuấn cười nói có phải ông muốn ra lệnh cho tám tay súng bắn tỉa kia không? Ngoặc kép, làm sao mà cậu biết được? Misui Kazuhi kinh ngạc. Đường Tuấn nói, lúc tôi đi vào nơi này thì tám người bọn họ đã chết rồi. Misui Kazuhi không tin, ông ta cầm thiết bị liên lạc rồi hét lên, bắn súng. Bắn anh ta đi, ngoặc kép. Không ai trả lời. Dầm. Trường 1627, sao cậu ta có thể mạnh như vậy? Máy liên lạc trong tay ông ta bị ném xuống đất cho dù không có tám tay súng bắn tỉa kia thì cậu cũng không giết được tôi đâu. Misui Kazuhi Quát, Trung Nam, Watanabe Sei, các cậu đợi gì mà còn chưa ra tay. Vừa nói ông ta vừa liếc sang vị trí của hai người kia, nhưng vừa thấy cảnh tượng hai người bên cạnh thì ông ta đã cứng đờ tại chỗ, cơ thể không ngừng run rẩy. Watanabe Sei và Trung Nam vẫn ngồi thẳng ở chỗ cũ, nhưng giữa hai đầu long mày của bọn họ lại có thêm một cái lỗ đầy máu, máu tươi ảo ảo chảy ra từ ấy là kiếm khí vừa rồi. Misui Kazuhi bỗng nhiên nhớ tới. Vừa rồi Đường Tuấn không chỉ dùng kiếm khí bắn thủng quý ngài Takeyama mà còn giết cả Trung Nam và Watanabe xây nữa. Mà hai người ấy còn không kịp dãy ruộng. Sao cậu ta có thể mạnh như vậy? Misui Kazuhi gào thét như điên trong lòng. Đến giờ ông vẫn cảm thấy tôi đến để đầu hàng sao. Đường Tuấn nhìn ông ta với ánh nhìn châm chọc. Cậu Đường, chuyện này là tôi làm sai, tội của tôi phải chết nghìn lần mới phải, tôi không nên lật lọng, không nên tìm người khiến anh bị thương. Misui Kazuhi quỳ sụp xuống đất. Ông ta ngồi trên địa vị cao như vậy nhưng chỉ là một người bình thường, không có tu vi. Sau khi tám tay súng bắn tỉa, Trung Nam và Watanabe xây lần lượt chết ngay trước mặt mình, cũng khiến ông ta mất hết can đảm. Đường Tuấn không nói một lời, chỉ chậm rãi đi tới trước mặt Misui Kazuhi. Misui liên tục dập đầu khiến sàn nhà cũng bị đập vỡ, cậu đường, tôi đã sai rồi tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo để thanh minh cho cậu ngay bây giờ, trong khi thực hiện các giao dịch cờ bạc ngay lập tức. Tôi sẽ đưa 10% nhà Mitsui của tôi, không, 15% cổ phần cho cậu. Ha ha! Đường Tuấn cười lạnh, anh búng tay một cái, một luồng kiếm khí bắn ra xuyên thủng chán của Mitsui Kazuhi. Ngày hôm sau, gia tộc Mitsui của Nhật Bản tuyên bố Mitsui Kazuhi đã chết vì bệnh nặng. Mitsui Nu sẽ đứng lên điều hành cả gia tộc Mitsui. Ngoài ra, Mitsui nu và Kitagawa Keiko cũng đồng thời tổ chức một cuộc họp báo nhằm công bố một tin tức. Sự việc liên quan đến đạo thể người Việt Nam lúc trước chỉ là một sự hiểu lầm, anh ta không hề uy hiếp hai nhà Mitsui và Kitagawa. Để bù đắp cho sai lầm này, anh đường đây sẽ là vị khách tôn quý nhất của nhà Mitsui và nhà Kitagawa chúng tôi. Mitsui nu và Kitagawa Keiko đồng thời tuyên bố. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, toàn bộ Nhật Bản rung chuyển. Đặc biệt là số ít người được biết bí mật sâu xa hơn, họ cẩn thận dặn dò các đệ tử trong dòng họ không được đắc tội với đạo thể đó. Ngay cả hai nhà Misui và Kitagawa cũng phải cúi đầu thì cả Nhật Bản này còn có dòng họ nào không có mắt dám đắc tội với anh ta nữa. Anh ta, một mình anh ta lại có thể ép cả giới võ đạo Nhật Bản phải cúi đầu. Tin tức truyền về Việt Nam, Long Vương biết được thì run giọng nói. Chương 1628 chẳng lẽ cảm thấy bọn họ nói không đúng? người đứng đầu mới nhậm chức của nhà misui misui nu kho người đứng hầu một bên trong lòng còn đang hồi tưởng lại cảnh tượng tối hôm qua sau khi tận mắt chứng kiến đám người misui kazuhi cùng watanabe xây lần lượt bị giết anh ta đã lựa chọn cúi đầu trước đường tuấn chủ nhân của một dòng họ kia mà vị trí này đặt ở thời cổ đại chính là nhân vật tựa thần tiên không phải thứ mà bản thân mình có thể với tới misui nu thầm nghĩ cậu đường người kia bảo tôi chuyển lời anh rằng anh ta đã hủy bỏ lệnh truy sát với anh. Misu Inu cung kính nói. Đường Tuấn gật gật đầu, sau khi anh ta giết Watanabe Say thì cũng đồng nghĩa với việc giới võ đạo Nhật Bản bị anh ta đánh cho trọng thương, không có 50 năm thì không thể khôi phục như cũ. Đi chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị trở về Việt Nam. Đường Tuấn ra lệnh. Kitagawa Keiko nghe vậy thì sững lại, cô ta định nói cho Đường Tuấn biết mình cũng sẽ đến Việt Nam, nhưng cuối cùng lại không nói ra đến lúc đó coi như cho chủ nhân một bất ngờ. Kitagawa cây cô thầm nghĩ, đáng lẽ cô ta còn một ít chướng ngại vật ngăn cản cô ta bước lên cái ghế điều hành nhà Kitagawa, nói thật thì trong dòng tộc vẫn có không ít người phản đối cô ta. Nhưng sau khi sự việc tối qua xảy ra thì không ai dám nói gì nữa. Cho nên tính ra, Kitagawa Keiko còn cảm thấy phải cảm ơn Đường Tuấn. Truyền thông Việt Nam và Nhật Bản đã cố hết sức che giấu chuyện của anh, không để thân phận của anh bại lộ trong tầm mắt công chúng. Misuinu nói. Đường Tuấn nói, "Được. Như vậy cũng có thể tránh được một ít phiền toái không cần thiết, miễn cho mỗi ngày đều bị đám người đâu đâu tìm tới tận cửa." Trên chuyến máy bay trở về Việt Nam, Đường Tuấn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhìn biển mây bên ngoài ô cửa kính, thế nhưng lại có cảm giác thật hưởng thụ cuộc sống bình yên này. "Các cậu nghe nói chưa, mấy ngày nay giới võ đạo Nhật Bản bị một người tu hành ở Việt Nam đánh cho không ngẩng đầu lên nổi." "Giả đúng không?" giới võ đạo Nhật Bản có bao nhiêu cao thủ, không phải còn có một vị trí cường giả xếp thứ hai là Sato Hida sao? Ngoặc kép. Ha ha, tôi nghe nói hình như là do anh ta đắc tội đối phương, mới dẫn đến kết quả giới võ đạo Nhật Bản thiếu chút nữa bị diệt sạch như thế. Dùng lực lượng của một người mà dẫm lên giới võ đạo cả một nước, nếu được anh ta nhận làm đồ đệ thì chẳng khác gì trở thành người nổi tiếng trong một ngày. Ngoặc kép. Không cần được làm đồ đệ của anh ta, chỉ cần được anh ta dạy một hai chiêu thôi thì chúng ta cũng được hời lớn rồi. Đáng tiếc loại người này như rồng thần trên trời vậy, không ở cùng một thế giới với chúng ta đâu, đâu phải muốn gặp là gặp được. Trên máy bay có một đám người đang bàn tán xôn xao. Đường Tuấn nghe vậy, không khỏi lắc đầu. May mắn là Nhật Bản và Việt Nam đã giấu kỹ thông tin của mình. Đường Tuấn thầm cảm thấy may mắn, bằng không anh ta vừa ra khỏi cửa sẽ bị người ta đuổi theo thì hỏng. Cậu lắc đầu làm cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy bọn họ nói không đúng? Lúc này, người đàn ông đầu đinh và có vẻ mặt hung ác ngồi bên cạnh anh, thấy Đường Tuấn lắc đầu liền nhướng mày, trầm giọng hỏi. Chương 1629, còn có người kia. Nói như vậy tức là anh đã được gặp người nọ rồi ư? Người vừa lớn tiếng thảo luận lúc nãy nghe thấy người đàn ông nói vậy, hai mắt anh ta lập tức tỏa sáng. Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ ngạo nghễ ngày đó tôi vừa hay lại ở đạo tràng Sato nên cũng có cơ hội đứng từ xa nhìn thấy vị kia. Người nọ dáng vẻ như thế nào? Có người hỏi. Anh ta vô cùng cao lớn, phải cao đến 2-3 mét, hai mắt có thể phóng ra ánh sáng vàng, biết lên trời độn thổ như thần. Chỉ dùng một ngón tay đã đã khiến cả đám người tu hành ở đạo tràng Sato không dám hó hé. Người đàn ông chậm rãi nói. Anh ta nói chuyện mà tim đập bình bịch như gõ trống, ngày đó anh ta ở gần đạo tràng Sato thật, nhưng không được nhìn thấy tận mắt vị thần tiên kia, chỉ là từ xa nhìn thoáng qua bóng lưng. Còn về chuyện, cao 2-3 mét, hai mắt phóng ra ánh sáng vàng, gì đó đều do anh ta tự bịa ra cả. Mọi người nghe vậy càng thấy hứng thú. Thấy mọi người chú ý làm tên đàn ông đó càng đắc ý, anh ta lặng lẽ liếc mắt nhìn đường Tuấn một cái, thấy anh ta vẫn bình tĩnh như cố thì ra chiều không vui. Nhưng lúc này anh ta bị người khác quấn lấy đòi kể lại tình hình hôm ấy nên cũng lười nói thêm gì nữa. Hai giờ sau, Máy bay đỗ xuống sân bay Việt Nam. Lúc này, mấy người được kể chuyện còn chưa thỏa mãn, trong ánh mắt tràn đầy ước vọng và sùng bái, người này thật sự là huyền thoại võ đạo. Người đàn ông quay đầu lại nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình lại phát hiện ra người đàn ông đó đã xuống máy bay. Thôi, nhỏ nhen với loại người đó làm gì, người đàn ông mỉm cười rồi thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị xuống máy bay. Anh ta đi ra khỏi khoang máy bay, vừa nhìn xuống bên dưới liền cứng người cách đó không xa có bảy tám người đang đứng. Đó là tổng giám đốc tập đoàn Yên Hòa Hoàng Phủ Ngọc. Người thanh niên đeo kiếm trên lưng kia hình như là Hàn Đông Ly đã đánh bại Liễu Mộc Thanh trên núi Châu Thới. Còn có người kia, người đàn ông nhíu mày suy nghĩ mất một lát, sau đó ánh mắt anh ta trợn to, thất thanh nói, không phải là người phụ trách của nghịch luân, Long Vương đó chứ. Càng nhìn càng giống, người đàn ông sắp không đứng vững nổi nữa. Bảy tám người đó, Người nào cũng có thân phận bất phàm, hơn nữa có vẻ đang chờ đón ai đó. Ai mà lại khiến nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy phải ra tận sân bay đón chứ? Người đàn ông càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, đột nhiên trong đầu anh ta hiện ra một bóng người, không phải là anh ta chứ? Sau đó, anh ta thấy một người đàn ông tiến lại gần đám người kia. Tên kia, anh ta chính là không thức thời mà anh ta gặp trên máy bay. Xong đời rồi, những nhân vật nổi tiếng kia muốn là có thể giết chết anh ta. Đợi lát nữa sẽ không bị tiểu kiếm thánh nâng kiếm bổ chết đó chứ. Sau trận ở núi Châu Thới, Hàn Đông Ly đã được phong là tiểu kiếm thánh. Chương 1630, khó trách tôi cảm thấy bóng lưng anh ta thật quen. Tên này, nhìn theo bóng lưng người nọ, miệng anh ta há to, thẫn thờ ngồi sụp trên mặt đất, tựa như một vũng bùn nhão. Người được nhiều đại nhân vật như vậy ra đón, cả Việt Nam chỉ có một người. Khó trách tôi cảm thấy bóng lưng anh ta thật quen trong đầu người đàn ông ong ong như sấm nổ, nhưng trong lòng lại thấy may mắn, may mắn vừa rồi bản thân không nói ra lời gì quá đáng, nếu không lúc này e là anh ta đã chết rồi. Đường Tuấn không chấp nhặt chuyện trên máy bay làm gì, lúc này, Long Vương tự mình dẫn đường, anh ta lại tiến vào căn cứ bí mật của nghịch luân một lần nữa. Đường Tuấn, lần này anh lập công lớn cho đất nước. Trải qua trận chiến này, cả châu Á không còn ai dám tùy ý khiêu chiến với sự uy nghiêm của Việt Nam nữa. Ngay cả mấy đại nhân vật phía trên cũng có vẻ rất vừa lòng với biểu hiện của cậu, có ý để cậu nhận một hàm trong quân đội, chức vị tối thiểu sẽ là cấp bậc thiếu tướng. Long Vương với với anh trên đường đi. Một năm nay, trời đất thay đổi rất nhiều, thiên tài võ đạo các quốc gia như măng mọc sau mưa. Nhưng sau khi Việt Nam trải qua trận chiến thần nông giá đã tổn hại rất nhiều cao thủ, có thể nói là đang tiến vào thời kỳ giáp hạt thiếu thốn nhân tài, bị rất nhiều quốc gia nhòm ngó bằng không dựa vào quốc lực việt nam thì mình liễu mộc thanh sao dám sinh ra suy nghĩ ngông cuồng như thế dám đứng ra khiêu chiến giới võ đạo của một nước mà bây giờ đường tuấn khiến giới võ đạo nhật bản bị thương vài chục năm cũng giúp việt nam giảm bớt rất nhiều áp lực gánh nặng trên người long vương cũng nhẹ hơn công lao cỡ này phong hàm tướng cũng là chuyện bình thường đường tuấn nghe vậy lại lắc đầu nói anh từ chối giúp tôi tôi không có ý định đi nhậm chức trong quân đội long vương hơi giật mình nhưng nghĩ lại thì cũng không bất ngờ, cũng đúng, với thiên phú của cậu thì thành tựu trong tương lai ở võ đạo còn xa hơn nữa. Một khi nhậm chức trong quân đội lại có tác dụng ngược, sẽ khiến cậu không tập trung vào một chuyện, ảnh hưởng đến tiến độ nhiều hơn. Đường Tuấn cười cười, cũng không giải thích nhiều, nhưng trong ánh mắt anh lại chứa đầy sự nặng nề. Nhật Bản không phải là thứ mà anh lo lắng, theo như lời thủy dị thì 5 năm sau sẽ có người tu hành ngoài hành tinh tới địa cầu. Trong đó thậm chí còn có siêu cấp cường giả cảnh giới hóa thần. Đừng nói là bậc tướng, đến lúc đó ngay cả tổng thống một nước cũng phải đối mặt với đại họa. Nhất định phải có được lực lượng đối chọi được với hóa thần trong vòng 5 năm. Đường Tuấn siết chặt tay, ánh mắt nghiêm túc. Chỉ khi anh đủ mạnh mới có thể bảo vệ những người bên cạnh. Một lát sau, mấy người bước đến một gian phòng nằm sâu trong Nghịch Luân. Căn phòng rất lớn, có hai người đang bị thanh liên và mấy thành viên Nghịch Luân khác khống chế. Cha, quý ông Sa Mai, chúng ta lại gặp lại nhau rồi." Nhìn thấy hai người đó, Đường Tuấn mỉm cười chào hỏi. Hai người này là đặc phái viên của Ấn Độ và Hàn Quốc Samit và Kim Minh Nhật. Lúc này, Sa Mai không còn vẻ mặt coi khinh tất cả như trước nữa, hiện giờ ông ta vô cùng trật vật, như xác sống vậy. Sau khi tin tức của cậu ở Nhật Bản truyền ra, hai nước kia cũng đã đưa hai vị đặc sứ này đến Việt Nam, nói là cậu muốn xử lý họ thế nào cũng được. Còn nói chuyện của Sato Hida, bọn họ không biết gì hết, tất cả đều do hai người này làm ra. Long Vương cười cười, nói, bọn họ sợ cậu trả thù nên còn liên tục ra hơn 10 chính sách ưu đãi đối với Việt Nam, tỏ vẻ giao hảo với Việt Nam. Cậu bây giờ, thật sự là một người chống lại cả một quốc gia đấy. Audio điện tử võ tấn bền chương 1631, Tổ phụ trách an toàn Đám người thanh liên đứng bên nghe được thì vô cùng sửng sốt, mọi người ở nghịch luân cố gắng nhiều năm như vậy nhưng không làm được còn với đường tuấn thì chỉ là một chuyện vô cùng dễ dàng e là cả đời này cũng không đuổi kịp anh ta thanh liên thở dài nhớ năm đó cô và đường tuấn không thua kém nhau bao nhiêu nhưng hiện tại đường tuấn đã đứng ở đỉnh cao của thế giới này mà cô lại dừng lại không đột phá nổi cảnh giới nguyên đan tranh lệch giữa hai người xa xôi tựa như trời và đất cậu đường tha mạng cho chúng tôi chúng ta biết sai rồi sau khi nhìn thấy đường tuấn sa mai và kim minh nhật liền quỳ xuống hai người họ kéo chân đường tuấn không ngừng cầu xin tha thứ đường tuấn nhíu mày chỉ dựa vào hai người này thì không thể liên hệ với giao thức đại thánh sau lưng họ khẳng định còn có người cấp bậc cao hơn đang thao túng mọi chuyện hai người này chỉ là quỷ chết thay thôi đường tuấn anh phải xử lý hai người này thì hai nước mới yên tâm được nhưng chuyện còn lại việt nam sẽ không để cậu phải nén giận thế đâu long vương nhắc nhở được." Đường Tuấn khẽ gật đầu. Anh nhìn hai người kia một cái, hai người họ lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó đồng loạt ngã xuống đất. Liếc mắt một cái đã có thể giết người, đây là thực lực của anh ta sao? Thanh Liên hoảng hốt, lần đầu tiên cô cảm nhận được lực lượng của Đường Tuấn chân thật như vậy. Ngày mai sẽ có mấy quốc gia phương Tây sẽ tới Việt Nam để trao đổi kỹ thuật không gian, đây là giấy tờ tôi làm cho cậu." Long Vương lấy ra một tờ giấy đưa cho Đường Tuấn, lần trao đổi kỹ thuật này liên quan đến rất nhiều phía, không chỉ các nước châu Âu, mà ngay cả Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á cũng sẽ tham gia. Việt Nam phái ra mười mấy nhà khoa học trình độ hàng đầu thế giới tạo thành một đội ngũ, do viện sĩ Ngô Hoài Nhân dẫn đầu với mong muốn có thể là nước đầu tiên nghiên cứu ra kỹ thuật không gian hoàn chỉnh. Đường Tuấn nhìn giấy tờ tùy thân trong tay mình, trên đó ghi mấy chữ tổ phụ trách an toàn. Long Vương có vẻ hơi xấu hổ nói, bởi vì thời gian có hạn nên chỉ có thể làm cái này cho cậu. Nghịch Luân là đơn vị phụ trách an toàn của đại hội giao lưu lần này. Đường Tuấn khoát tay, cũng không để ý nhiều, cho dù không có giấy tờ tùy thân cũng không sao, một đại hội trao đổi mà thôi, cũng không ngăn được anh. Sau khi nói chuyện phiếm với Long Vương vài câu, Đường Tuấn rời khỏi Nghịch Luân. Thanh Liên xử lý thi thể của Sa Mai và Kim Minh Nhật xong, sắc mặt cô đột nhiên sám đi. Làm sao vậy? Long Vương hỏi. Vừa rồi có một tổ truyền đến tin đến, nói rằng ở gần Hàn Cung có sự dao động nguyên khí bất thường. Còn cả vùng núi Chứa Chan và núi Yên Tử cũng xuất hiện khí tức cường đại, hiện tại đang đang tiến hành điều tra. Thanh Liên nói, chương 1632, đương nhiên là được rồi. Long Vương nhướng mày, trầm giọng nói, Hàn Cung, núi Chứa Chan và núi Yên Tử, chẳng lẽ lại có bảo vật sắp xuất thế sao? Ngoặc kép, cái này thì chưa rõ, Thanh Liên nói. Cho một tổ tăng nhanh tốc độ điều tra, sau khi có kết quả lập tức báo cho tôi. Long Vương nói. Trở lại căn nhà ở Hà Nội, trong sân, Hoa Tiểu Nan đang hấp thu nguyên khí, một viên nguyên đan thất khiếu lơ lửng trên đỉnh đầu cô, tản ra dao động mạnh mẽ. Nguyên đan thất khiếu tuy không thể đạt tới trình độ siêu phẩm như nguyên đan cửu khiếu, nhưng cũng mạnh hơn nguyên đan nhất phẩm nhiều. Có lẽ vì Tiểu Nan vội vã tu hành quá, nếu không dựa vào công pháp mà tôi cho cô ấy thì việc ngưng kết nguyên đan cửu khiếu cũng không phải chuyện khó. Nhưng hiện tại còn chưa muộn, vẫn có cơ hội luyện lại lần nữa. Đường Tuấn thầm thở dài. Mười ngón tay của anh chạm vào hư không, như thể trong không khí có một cây dàn tranh cổ. Nguyên khí như dòng suối rót vào nguyên đan của hoa tiểu nam. Ôi, cảm nhận được nguyên khí khác thường đang chảy vào vào nguyên đan, hoa tiểu nam mở bừng hai mắt, sau đó trở nên cảnh giác với xung quanh. Đến tận khi thấy người đó là Đường Tuấn, ánh mắt cô trở nên dịu dàng như cũ, anh Đường. Ổn định, Đường Tuấn gật đầu. Hoa Tiểu Nam lúc này cũng hiểu Đường Tuấn muốn tốt cho mình, không dám suy nghĩ nhiều, một lần nữa nhắm mắt ngưng thần. Đường Tuấn không ngừng rót nguyên khí vào nguyên đan của Hoa Tiểu Nam khiến nó càng ngày càng mượt mà, mơ hồ có hào quang phun ra từ thất khiếu, tựa như thần vật. Hai khiếu không mở ra trên nguyên đan của cô cũng dần dần hiện lên. Đến cuối cùng nó kêu lên một tiếng keng, báo hiệu hai khiếu cuối cùng đã mở ra hoàn toàn. Nguyên đan thất khiếu biến thành nguyên đan cửu khiếu, khí tức trên người Hoa Tiểu Nam lập tức tăng vọt. Tuy không đột phá cảnh giới, nhưng thực lực của cô đã tăng lên gần 5 lần so với lúc trước C. Đây chính là chỗ mạnh của siêu phẩm nguyên đan. Khi nguyên đan cửu khiếu đã ổn định hoàn toàn, Hoa Tiểu Nam mới mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ bất ngờ. Lúc này, khí chất của Hoa Tiểu Nam cũng thay đổi. Cô chỉ cao khoảng 1m65, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác rất đặc biệt. Da thịt như tuyết, nét đẹp trong trẻo, tựa như nàng tiên không nhiễm bụi bặm trong tranh. Không cần trang điểm cũng khiến người đối diện cảm thấy tự ti, mặc cảm. Nhìn dáng vẻ của hoa tiểu nam, trong lòng đường Tuấn có chút cảm khái. Mấy cô gái như Mộ Dung Lan, Hoàng Phủ Ngọc và Lý Ngọc Mai cũng được anh ta đưa cho phương pháp tu hành và dạy bảo thêm, nhưng thiên phú của họ không bằng hoa tiểu nam, hơn nữa hay bị những chuyện khác quấy nhiễu nên tiến độ rất chậm. Nhưng cô em gái này của anh thì khác, tiến độ rất mau. Anh Đường cảm nhận được sự biến hóa của nguyên khí trong cơ thể, Hoa Tiểu Nam vui mừng khôn xiết, lập tức nhào vào trong ngực Đường Tuấn. "Anh Đường, hiện tại em có thể giúp được anh rồi sao?" Hoa Tiểu Nam nắm lấy Đường Tuấn, đôi mắt to chớp chớp nhìn Đường Tuấn. "Chương 1633, đúng là tôi." Bởi vì đại hội trao đổi lần này tương đối quan trọng nên địa điểm được bố trí trong một phòng báo cáo của Viện Khoa học. Nói là phòng báo cáo, thật ra là một tòa nhà. Tòa nhà này có hơn 10 tầng, người ra vào đều là các nhà khoa học thuộc lĩnh vực sinh học, hóa học và các lĩnh vực khác. Hôm nay chính là dịp các nhà khoa học hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới hội tụ về đây. Anh Đường, chúng ta tới nơi này làm gì? Hoa Tiểu Nam hỏi. Ngắm thôi, Đường Tuấn nói. Anh không quan tâm đến chuyện các nước châu U đã phát triển công nghệ không gian thế nào. Mối quan tâm của anh là công nghệ không gian của châu U đến từ đâu. Chuyện đó rất có thể liên quan đến giới tu hành phương Tây. Theo lời Thủy Dị nói, nếu tôi ở trên địa cầu cũng chỉ có thể tu hành đến nguyên anh hậu kỳ là cao nhất. Muốn đột phá hóa thần thì phải lĩnh ngộ pháp tắc, mà địa cầu đã không còn điều kiện để làm việc này nữa rồi, mình phải nghĩ cách rời khỏi địa cầu, đi tới các tinh cầu tu hành khác. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Nếu xét về mặt giá trị vũ lực thì hiện giờ anh ta đã vô địch khắp địa cầu. Nơi đây đã không đủ để tôi luyện thực lực của anh ta, nếu như vẫn tiếp tục ở lại đây thì e 10 năm sau anh ta cũng sẽ không có tiến bộ thêm chút nào. Chỉ khi nào anh đi ra vùng trời rộng lớn hơn, mới có thể không ngừng mài rũa bản thân, có thể bước tới cảnh giới cao hơn trong thời gian ngắn, như thế mới có năng lực ngăn cản tai họa của 5 năm sau. Trong kế hoạch đó, công nghệ không gian của phương Tây, rất có thể sẽ mở ra một con đường giúp anh rời khỏi trái đất. Nếu như không được nữa thì chỉ đành đến băng tuyết quốc độ của Hàn Cung. Như Thái cổ Thánh viên đã nói, nơi đó cất giấu một con đường thành tiên. Ánh mắt Đường Tuấn co lại. Nhưng Thái cổ Thánh viên từng nói con đường ấy đã bị bịt lại, cần một lượng pháp lực khổng lồ mới có thể mở ra được. Ngắm chơi ư, nơi này cũng không phải là nơi ai muốn cũng vào được đâu. Đúng lúc này, có một giọng nói không vui vang lên. Suy nghĩ bị cắt đứt, đường Tuấn khẽ nhíu mày, anh quay lại nhìn về người vừa cất lời. Đó là một thanh niên mặc Âu phục giày ra đang bước vào phòng báo cáo. Người này chưa tới 30 tuổi, giữa hai hàng lông mày lại viết mấy chữ kiêu căng to đùng, ánh mắt nhìn người khác cứ khinh khỉnh như đang nhìn một đám ngu ngốc. Anh ta nhìn đường Tuấn và hoa tiểu nam, nhưng khi chạm mắt với hoa tiểu nam, trong mắt anh rõ ràng sáng lên một chút, giống như phát hiện ra vùng đất mới vậy. Nơi này là cung điện cao cấp nhất của các nhà khoa học Việt Nam, mỗi nhà khoa học đều coi việc có thể làm việc ở đây là niềm tự hào của mình. Người được phép vào nơi này tối thiểu cũng phải học hết tiến sĩ chứ không phải cái chợ rau mà ai muốn vào xem cũng được đâu. Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày nói, nhìn bộ dáng của cậu chắc mới vừa tốt nghiệp đại học, căng lắm cũng chỉ là nghiên cứu sinh thạc sĩ, còn không có cả tư cách để tiến vào nơi này kia. Hừ, vậy còn anh thì sao? Anh thì giỏi lắm à, thấy người trước mắt khinh thường Đường Tuấn như vậy, Hoa Tiểu Nam nhíu nhíu mày, tức giận nói: "Nếu nơi này không cấm việc sử dụng vũ lực bừa bãi thì cô đã vung một cái tát đập chết tên khốn không biết lựa lời này rồi." Người trẻ tuổi lắc đầu, cậu ta chưa kịp nói thêm câu gì thì đã có một người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới, ông ta vô cùng kích động nói: "Anh là tiến sĩ Ngô Tiểu Quỳnh đúng không?" Cậu thanh niên đó gật đầu, "Đúng là tôi." Chương 1634, chuyện đó thì không cần cậu quan tâm ngô tiểu quỳnh là ai không biết hoa tiểu nam càng tỏ ra bực bội anh đường của cô vừa đánh bại giới võ đạo nhật bản đấy anh ấy mới là người giỏi nhất chẳng lẽ cậu ta còn nổi tiếng hơn cả anh đường chắc người đàn ông trung niên trừng mắt với hoa tiểu nam một cái tức giận nói các người tới nơi này cũng phải biết viện sĩ ngô hoài nhân là người chủ trì đại hội giao lưu lần này chứ vậy thì sao chẳng lẽ anh ta vẫn là cháu trai của ngô hoài nhân sao hoa tiểu nam liếc lại Ngô Hoài Nhân đúng là ông nội của tôi. Ai biết Hoa Tiểu Nam vừa nói xong thì lại thấy Ngô Tiểu Quỳnh cười nói. Nếu chỉ là cháu trai của viện sĩ Ngô Hoài Nhân thì chưa là gì cả. Thứ khiến cậu Ngô Tiểu Quỳnh đây nổi tiếng chính là thành tựu cá nhân khi còn là tiến sĩ của cậu ấy. Dưới 30 tuổi đã có hai bằng tiến sĩ của Đại học Harvard, xuất bản hơn chục báo cáo học thuật có tầm ảnh hưởng. Chỉ vài năm nữa thôi, tiến sĩ Ngô Tiểu Quỳnh có thể vào Viện Hàn Lâm Khoa học, trở thành viện sĩ trẻ nhất trong lịch sử giọng điệu của người đàn ông trung niên rất từ tốn, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự sùng bái. Tiến sĩ Ngô Tiểu Quỳnh, bài viết về bước nhảy hạt của cậu đã truyền cảm hứng rất lớn cho tôi, có thời gian chúng ta phải thảo luận thêm vói nhau đấy. Nói xong, người đàn ông trung niên đưa danh thiếp của mình cho cậu ta. Ngô Tiểu Quỳnh nhận danh thiếp, nói không có gì. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu cảm kiêu ngạo trên mặt anh ta lại không thể che giấu được. Chào cô, lần này tôi cố ý từ nước ngoài trở về vì muốn làm trợ lý cho ông nội của mình. Tiến hành trao đổi học thuật về các tiến bộ trong phát minh khoa học giữa các quốc gia khác nhau là việc làm vĩ đại, nếu có thể đạt được kết quả thì nó có thể cho phép nhân loại khám phá độ sâu không gian của 20 năm sau. Nếu cô quan tâm đến khoa học, tôi có thể đưa cô vào đó tham quan." Ngô Tiểu Quỳnh nói với Hoa Tiểu Nam. Ngô Tiểu Quỳnh cũng coi như là ngôi sao mới nổi tiếng trong giới khoa học cậu ta cảm thấy bản thân đã gặp qua không ít cô gái xinh đẹp cũng quen biết không ít siêu mẫu nhưng so với hoa tiểu nam trước mắt thì họ đều chẳng là gì cho nên khó tránh khỏi có ý nghĩ muốn làm quen không cần anh đừng có thể dẫn tôi vào đó hoa tiểu nam nhăn mũi lại trông rất đáng yêu được rồi nhưng tôi nói cho cô biết nơi này thật sự không phải nơi ai muốn vào là vào được đâu ngô tiểu quỳnh nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả chuyện đó thì không cần cậu quan tâm Đường Tuấn lắc đầu. Những kẻ thiên tài như này, anh cũng gặp nhiều rồi. Nói xong, Đường Tuấn đi tới phòng an ninh, xuất trình giấy tờ Long Vương đưa cho mình. Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì, Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong. Tiến sĩ Ngô Tiểu Quỳnh, không biết bây giờ anh có thời gian không? Đàn ông trung niên vẫn dây dưa với Ngô Tiểu Quỳnh, muốn tiến hành thảo luận học thuật với cậu ta. Sắc mặt Ngô Tiểu Quỳnh trầm xuống, không ngờ tên kia lại vào được bên trong không được hiếm lắm mới gặp được một cô nhóc xinh đẹp như vậy tôi không tin mình không tóm được cô nàng ngô tiểu quỳnh nghĩ thầm cậu ta bước nhanh đến phòng kiểm tra an ninh sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân ngô tiểu quỳnh ra vẻ bản thân chỉ hỏi bâng quơ hai người vừa rồi là ai vậy ngoặc kép trước tiên phải dò hỏi được thân phận của đối phương đã cần biết người biết ta nhân viên an ninh nói họ là người chịu trách nhiệm về khâu an toàn của hội nghị trao đổi lần này. Nghe vậy, khóe miệng Ngô Tiểu Quỳnh giật giật một chút, cậu ta hừ lạnh, thì ra là một nhân viên bảo vệ, thảo nào lại vào đó được. Một tên bảo vệ mà thôi, còn hơn tôi được chắc. chương 1635, Viện Sĩ Ngô Đi vào giảng đường báo cáo, những người ra vào đều là các nhà khoa học nổi tiếng trong nước và những vị khách lâu năm của kênh khoa học. Anh vừa mới đi vào đã có người đi tới mặc đồ đồng phục, tóc ngắn cột đuôi ngựa, cả người làm cho người ta cảm giác vô cùng giỏi giang. Chính là Nghịch Luân Thanh Liên. Tại sao bây giờ mới đến? Thanh Liên hơi nhíu mày nói, vừa rồi tôi còn định giới thiệu một viện sĩ tên Ngô Hà cho anh làm quen. Nghiên cứu lần này là do ông ta dẫn đầu, nếu như anh muốn hiểu rõ về công nghệ vũ trụ thì ông ta là người biết rõ nhất. Vừa gặp được cháu trai của viện sĩ Ngô, Ngô Tiểu Quỳnh nên đến chế một chút." Đường Tuấn nói. "Ngô Tiểu Quỳnh Thanh Liên nói, người này thật sự là một thiên tài nghiên cứu khoa học, chỉ số IQ 140, nhận được hai bằng tiến sĩ của Đại học Harvard và xuất bản một số tác phẩm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng 1-2 năm tới sẽ viện Hàn Lâm khoa học làm việc. Cô ta nhìn thoáng qua Đường Tuấn, ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ, nhưng mà những thành tựu này tuy tốt trong mắt của người khác, nhưng đối với anh thì kém xa. Một nhà khoa học tiềm năng và một chuyên gia võ thuật hoàn toàn không thể so sánh được đặc biệt là đường Tuấn vừa dốc hết sức áp đảo giới võ thuật Nhật Bản. Đi thôi, tôi dẫn anh đi gặp viện sĩ Ngô Hà. Thanh Liên không nhiều lời đi trước dẫn đường. Một lúc sau, mấy người bước vào một căn phòng làm việc, văn phòng này cách biệt với giảng đường báo cáo, hiệu quả cách âm rất tốt, dường như không thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Trong văn phòng chỉ có một ông lão đang ngồi cúi đầu làm việc. Ông cụ tóc bạch kim, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, dường như ít nhất cũng phải 7-80 tuổi, khiến người ta cảm thấy là một dáng vẻ cằn cõi trầm lắng. Nghe thấy tiếng bước chân, ông cụ ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía thanh liên nói, thanh liên có chuyện gì? Thanh liên hơi khom lưng cung kính nói, viện sĩ ngô, người này chính là anh đường, anh ấy có một số việc muốn hỏi ngài. Tuy ngô hà không luyện võ nhưng đã cống hiến tâm sức cả đời cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của đất nước, cho dù là thân phận hay ý chí này thì cũng đều đáng để thanh liên kính trọng. Anh đường, em mờ thanh của ngô hà dừng lại một chút sau đó đột nhiên ánh mắt sáng ngời nói chẳng lẽ là người mới từ nhật bản trở về anh đường thanh liên gật đầu ngô hà thấy vậy liền đẩy ghế sang một bên từ sau bàn làm việc vội vã đi tới bước nhanh tới trước mặt đường tuấn nắm lấy tay đường tuấn hưng phấn nói anh đường anh là niềm tự hào của việt nam chúng ta chúng tôi làm việc chăm chỉ cả đời bây giờ anh đã thực hiện được đường tuấn sửng sốt lập tức hiểu ra Ngô Hà nghĩa ở tuổi này hẳn là đã từng trải qua thời kỳ chiến tranh những năm tháng xưa, cho nên ông ta đối với Nhật Bản cũng không có nhiều thiện ý. Mà lần này anh áp đảo được Nhật Bản, tương đương với việc gián tiếp thực hiện được mong muốn của ông cụ. Viện sĩ Ngô, Đường Tuấn nói, "Thần thoại võ thuật, mặc dù không luyện võ nhưng tôi vẫn khao khát đạt đến với cấp bậc đó. Anh Đường đứng trên đỉnh cao của võ thuật khi tuổi còn trẻ, là hình mẫu cho vô số người trẻ Việt Nam." Ngô Hà không tiếc lời ca ngợi Thanh Liên đứng một bên hé miệng cười khẽ, tuy rằng Ngô Hà đã bảy tám chục tuổi nhưng vẫn còn lòng nhiệt huyết như xưa. Bây giờ nhìn thấy Đường Tuấn, chỗ nào giống như một nhà khoa học nổi tiếng thế giới, giống như là người hâm mộ nhìn thấy thần tượng hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1636, đáng tiếc, vẫn không thể đột phá nguyên đan. Đáng tiếc tôi tuổi cao sức yếu không luyện được võ đạo, nếu không nhất định sẽ bái anh Đường làm sư phụ. Ngô Hà lắc đầu tiếc hận nói, ông ta cảm thấy mình sinh nhầm thời rồi. Ai nói tuổi cao sức yếu không thể tu luyện võ thuật? Đường Tuấn cười cười, Ngô Hà trợn tròn mắt thất thanh nói, chẳng lẽ tôi còn cơ hội tu luyện võ thuật sao? Đường Tuấn gật đầu nói, đương nhiên có thể. Trong khi nói chuyện, anh đặt nhẹ lòng bàn tay lên đầu Ngô Hà. Hành động này có chút không lễ phép, Ngô Hà hơi nhíu mày nhưng khoảng 15 phút sau thân thể của ông ta đột nhiên run lên một luồng nguyên khí cuồn cuộn từ lòng bàn tay của đường tuấn mãnh liệt tràn vào đỉnh đầu của ông ta sức lực giống như con sông lớn thậm chí ông ta nghĩ chỉ cần một suy nghĩ trong đầu đường tuấn thì cơ thể của ông ta lập tức nổ tung nhưng điều khiến ông ta thực sự ngạc nhiên chính là sức sống ẩn chứa trong luồng nguyên khí này thân thể của ông đã sớm kiệt sức trong những năm tháng làm công tác nghiên cứu khoa học giống như ngọn nến trước gió bề ngoài tuy không nhìn thấy nhưng nhiều cơ quan đã bị lão hóa rất nghiêm trọng rồi không thể sống bao nhiêu năm nữa. Nhưng khi luồng nguyên khí này lan tỏa trong cơ thể, các cơ quan và kinh mạch của ông ta thực sự được trẻ hóa, tứ chi dường như tràn đầy sức mạnh vô hạn. Mà lúc này Thanh Liên cũng khiếp sợ không dứt. Theo luồng nguyên khí đường tuấn rót vào, hơi thở của Ngô Hà tăng vọt. Hai giây sau, Ngô Hà đã đạt tới đỉnh cao nội lực. Mười giây sau, ông ta vừa đột phá cảnh giới chân khí. Hai mươi giây sau, cảnh giới chân khí đạt đến đỉnh chẳng lẽ có thể đột phá thần hải sao? Thanh liên thất thanh, giống như để kiểm chứng câu nói này, chỉ nghe, bốp, một tiếng, không cùng xiềng xích toàn thân ngô hà như bị phá vỡ, một cỗ hơi thở cường đại hơn dao động ra ngoài. Thần hải, thân thể mềm mại của thanh liên chấn động mãnh liệt, miệng mở lớn gần như có thể nhét đầy một quả trứng gà. Trong vòng chưa đầy một phút, một ông cụ không tu luyện võ thuật đã thành công đột phá ba cảnh giới lớn và đạt tới thần hải lẽ nào anh ta còn muốn tiếp tục sao, tạo ra một vị tiên nhân cảnh giới cao thủ. Thanh Liên thấy đường Tuấn còn chưa thu tay về, không nhịn được hoảng sợ nghĩ đến. Hai, lúc này đường Tuấn thở dài thu bàn tay về. Ngô Hà nhất thời nắm chặt hai mắt, đang tiêu hóa tu vi đột nhiên xuất hiện. Thanh Liên thấy thế thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ buông lòng. Cô ta nỗ lực tu luyện đến nay chưa từng bước vào cảnh giới nguyên đan, nếu như Ngô Hà dùng cách này đột phá, vậy thì đánh vào mặt cô ta cũng có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, vẫn không thể đột phá nguyên đan, đường tuấn thở dài. Thanh liên gượng cười, tạo ra cảnh giới thần bằng một tay, đây đã là phương pháp hơn người rồi. Cảnh giới nguyên đan cần phải hiểu được sự huyền bí của trời đất. Dù sao ngô viện trưởng cũng không có luyện võ, anh đường không làm được cũng là chuyện bình thường. chương 1637, đây là sức mạnh võ thuật sao? Ai ngờ cô ta mới vừa nói xong, Đường Tuấn lại lắc đầu nói, cũng không phải là nguyên nhân này, là do kinh mạch trong cơ thể ông ấy quá yếu, không chịu nổi càng nhiều sức mạnh của tôi, nếu không chỉ là nguyên đan mà thôi cũng không phải việc khó. Anh vừa mới giúp Hoa Tiểu Nam tu luyện nguyên đan, cũng không đơn giản hơn so với tạo ra một cao thủ cảnh giới nguyên đan. Nụ cười trên mặt Thanh Liên Đông cứng lại nói, như vậy cấp bậc nguyên đan chế tạo ra như vậy cũng không cao. Lúc này Đường Tuấn cũng nghiêm túc gật đầu nói, quả thực là sẽ không quá cao. Thanh Loan mới vừa có loại cảm giác giống như chút được gánh nặng, ai biết ngay sau đó Đường Tuấn liền nói, dù sao cũng chỉ có chừng 4 cấp bậc, nếu như tôi dùng toàn lực hẳn là có thể đạt được cấp 2 hoặc cấp 3. Ít nhất là cấp 4, có thể tiến vào cấp 2. Vẻ mặt của Thanh Liên hoàn toàn cứng đờ, cảm thấy tất cả nhận thức của cô ta đều bị phá vỡ. Cho dù cô ta có đột phá nguyên đan cũng không biết có thể đạt được cấp 2 hay không. Vào lúc này, Cô thậm chí còn muốn để cho Đường Tuấn sờ sờ đầu của mình, nhưng mà cuối cùng vẫn cố nén lại. Vù vù, Ngô Hà mở mắt ra, một hơi thở ngắn cũng có thể cảm nhận được nguyên khí thiên địa dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, ông ta nắm chặt bàn tay cảm nhận sức mạnh vô tận. Mặc dù thoạt nhìn rất già nua nhưng trạng thái cơ thể lại tốt trước nay chưa từng có. Đây là sức mạnh võ thuật sao? Ngô Hà khẽ nói, loại lực lượng này thật sự khiến cho người ta trầm mê. Sau một hồi điều chỉnh tâm trạng, Ngô Hà một lần nữa nhìn về phía Đường Tuấn, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. "Phù phù, Ngô Hà quỳ xuống. Anh Đường truyền đạo cho tôi, sau này ngài chính là sư phụ của tôi." Ngô Hà trầm giọng nói. Cho dù ông ta không tu luyện võ thuật cũng đã nghe nói là không thể khinh thường. Đường Tuấn truyền công cho ông ta thì chính là sư phụ của ông, cho dù tuổi tác của ông ta lớn hơn Đường Tuấn 4, 50 tuổi cũng không thể thay đổi sự thật này sư phụ thì không cần đâu, tôi chỉ mong viện sĩ Ngô có thể đóng góp sức nhiều hơn cho nền nghiên cứu khoa học của Việt Nam thôi. Đường Tuấn nói, đối với những nhà khoa học như viện sĩ Ngô sống lâu thêm một năm cũng là may mắn to lớn cho đất nước. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh truyền công cho ông ta. Về chuyện thu nhận đệ tử, tạm thời anh không có ý định này. Viện sĩ Ngô sừng sốt chợt cười khổ nói, là tôi quá xúc động, có thể trở thành đệ tử của anh Đường thì ít nhất cũng phải là thiên tài kiếm thánh. Ánh mắt ông ta lộ ra vẻ kiên định, mặc dù anh Đường không thu nhận nhưng trong lòng tôi, ngài chính là sư phụ của tôi, cả đời này đều là như vậy. Đường Tuấn gật đầu. "Đúng rồi sư phụ, người tới tìm tôi có chuyện gì không?" Ngô Hà cung kính hỏi. Chương 1638, so sánh cùng với sư phụ còn kém nhiều lắm. Đường Tuấn nói ra mục đích tới đây. Ngô Hà từ trên bàn lấy ra một đống tài liệu đưa cho Đường Tuấn, đây là những nghiên cứu về công nghệ vũ trụ của Viện Hàn lâm Khoa học. Đường Tuấn nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi biến đổi thấp giọng nói, công nghệ vũ trụ đến từ nước Mỹ. Ngô Hà giải thích, đúng vậy, công nghệ vũ trụ của châu Âu không phải là nguyên bản, mà có được từ một nhân viên nghiên cứu khoa học trốn khỏi viện nghiên cứu khoa học ở Hoa Kỳ. Vấn đề này rất cơ mật, Viện Hàn lâm Khoa học của chúng tôi cũng hao tốn một số tiền không nhỏ mới lấy được. Được rồi, đúng rồi, đoàn đại biểu dẫn đội của châu Âu lần này là ai? Đường Tuấn hỏi. Chính là Adam, tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Billy. Việc nghiên cứu và phát triển công nghệ vũ trụ của châu Âu là do gia tộc Billy đầu tư. Vẻ mặt của Ngô Hà nghiêm nghị hơn rất nhiều, nói gia tộc này vô cùng cổ xưa, nghe nói là có quan hệ gắn bó chặt chẽ với giới tu hành châu Âu. Thanh Liên cũng nghiêm mặt nói, hơn một năm trở lại đây, công việc làm ăn của gia đình Billy đã mở rộng rất nhiều. Nghe nói Billy Adam này mang dòng máu thuần chủng nhất của gia tộc Billy và có tu vi rất cao. Theo thông tin tình báo chúng tôi lấy được thì một năm qua gia đình Billy đã liên hiệp với tòa án thứ bảy, một tổ chức thần bí ở phương Tây, cùng nhau nắm trong tay toàn bộ giới tu hành của phương Tây. Cô ta nhìn thoáng qua đường Tuấn nói, thực lực như này mạnh hơn gấp mười mấy lần so với Nhật Bản, không thể coi thường. Đường Tuấn cười cười cũng không để ý nhiều, Mặc dù Billy Adam lấy được cơ duyên ở vùng đất chấn ma thực lực tiến nhanh, nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát của anh. Thanh Liên còn muốn khuyên anh một chút, nhưng nghĩ tới vừa rồi đường tuấn một tay tạo ra thần hải, cô ta chề miệng một cái cuối cùng không nói gì. Thực lực như vậy, tuy rằng có tranh lệch với giới tu hành châu U nhưng cũng không phải là không chống lại được. Thanh Liên thầm nghĩ, cùng Ngô Hà trò chuyện vài câu, rồi đường tuấn, hoa tiểu nam và Thanh Liên rời đi. Sau khi tiến đường Tuấn ra cửa, trên khuôn mặt già nua của ngô hà vẫn khó nén kích động tất cả đều giống như mộng ảo cộc 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 lúc này cửa phòng bị gõ cửa phòng mở ra một thanh niên trẻ tuổi bước vào nhìn thấy thiếu niên này vẻ mặt ngô hà cười nói tiểu quỳnh cháu đã trở về thanh niên đi vào chính là cháu trai của ông ta ngô tiểu quỳnh ông nội ngô tiểu quỳnh cung kính nói ngô hà gật đầu nhìn ngô tiểu quỳnh chợt nhíu mày vốn dĩ ông rất hài lòng với cháu trai của mình, người được kỳ vọng sẽ trở thành viện sĩ trẻ tuổi nhất, nhưng sau khi quen biết đường Tuấn, khoảng cách tranh lệch liền xuất hiện. Bước chân không vững, vừa nhìn cũng biết là uống rượu quá độ, hơi thở sốt ruột lại có chút tự kiêu. Trường 1639 đứng trước mặt anh ta chính là Billy Adam. Chỉ là một người vệ sĩ mà thôi không cần làm phiền đến ông nội. Trong đầu hiện ra hình dáng của hoa tiểu nam, trong lòng mô tiểu quỳnh nóng lên. Tốt, không hổ là cháu trai của Ngô Hà ta, nếu như sự phụ nhìn thấy cháu nhất định sẽ rất thích. Ngô Hà cười ha ha, cảm thấy cuộc sống tràn đầy mong đợi, tương lai nhà họ Ngô rất có triển vọng. Ngô Tiểu Quỳnh ngượng ngùng cười, nói: "Ông nội người nghỉ ngơi trước đi, cháu đi ra làm việc." Anh ta sợ đợi tiếp nữa chính anh ta cũng bị rối loạn. Ngô Tiểu Quỳnh đi ra khỏi văn phòng, đúng lúc nhìn thấy Đường Tuấn đang cùng Hoa Tiểu Nam và Thanh Liên đang đứng nói chuyện cách đó không xa nắm chặt quả đấm ngô tiểu quỳnh có chút tức giận nói thầm cái tên đào hoa anh không xứng với cô hoa đợi tôi trở thành viện sĩ viện hàn lâm khoa học sau đó sẽ theo đuổi tiểu nam để xem anh sẽ ngăn cản thế nào nói xong anh ta không nhìn nữa xoay người rời đi hội nghị giao lưu sắp bắt đầu trước hết anh ta phải đi chuẩn bị anh đường không ngờ tới khoa học vũ trụ là từ nước mỹ lưu truyền tới tôi sợ rằng có chút không dễ xử lý dù sao hiện nay nước Mỹ cũng là cường quốc đứng đầu và có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trên thế giới. Một năm qua tất cả các quốc gia đều xuất hiện người tu luyện, nhưng nước Mỹ hoàn toàn chưa nghe nói qua về chuyện người tu luyện gặp nạn và chuyện rắc rối. Sắc mặt Thanh Loan ngưng trọng nói. Đường Tuấn gật đầu cũng hiểu được có chút khó làm. Dù sao cũng là quốc gia cường đại nhất trên tinh cầu này. Anh Đường, 10 phút nữa hội nghị giao lưu sẽ bắt đầu. Nếu như lát nữa đụng phải đoàn đại biểu châu Âu tôi vẫn mong anh cố gắng không động thủ, dù sao thì châu Âu cũng không thể so sánh với Nhật Bản. Thanh Liên nhắc nhở lần nữa. Đường Tuấn tùy ý, ừ, một tiếng, nếu quả thật là Billy Adam thực sự đang dẫn dắt đội thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Thấy bộ dạng của Đường Tuấn, Thanh Loan khẽ nhíu mày cũng không tiện nói gì thêm. Sau khi kiểm tra thời gian Thanh Liên nói, hội nghị giao lưu sắp bắt đầu, chúng ta cũng có thể đi vào rồi, đoàn đại biểu của các quốc gia ít nhiều cũng đã đến đông đủ rồi. Mà lúc này, Ngô Tiểu Quỳnh đang thay ông nội tiếp đón các đoàn đại biểu của các quốc gia. "Anh Billy, chào mừng tới Việt Nam." Ngô Tiểu Quỳnh hướng về phía người trước mặt hơi khom lưng. Đứng trước mặt anh ta chính là Billy Adam. Ở phía sau Adam chính là đoàn đại biểu châu Âu. Đối mặt với sự lễ phép ân cần của Ngô Tiểu Quỳnh, Billy Adam lại không quan tâm liếc nhìn khóe miệng anh ta nói, "Ngô Tiểu Quỳnh, tôi có nghe nói đến cậu, đạt được hai bằng tiến sĩ của Harvard." có triển vọng trở thành viện sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam, về phương diện nghiên cứu công nghệ vũ trụ cũng có kiến giải độc đáo. Thế nào, có ý nghĩ muốn đến châu Âu công tác hay không, tôi sẽ trả cho cậu tiền lương gấp 10 lần, đồng thời thành lập cho cậu một phòng nghiên cứu chuyên môn để cậu chuyên tâm nghiên cứu. Thật sao, Ngô Tiểu Quỳnh vừa nghe vậy thân thể khẽ run lên, trong lòng không khỏi kích động. Trường 1640 người trước mặt anh ta, chính là Đường Tuấn ông nội của cậu viện sĩ Ngô Hà cũng phải tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bạc đãi ông ta, tiền lương cũng gấp 10 lần, hơn nữa ông ấy có thể là người phụ trách một số dự án. Billy Adam nói, Ngô Tiểu Quỳnh ngẩn ra, chợt hiểu được. Thì ra đối phương là vì ông nội của anh ta mà đến. Cũng khó trách, mặc dù mình có hai bằng tiến sĩ Harvard, nhưng so với ông nội thì thực sự không tính là gì. Người tài giỏi như ông nội chính là quốc bảo, nghe nói lần này để bảo vệ an toàn cho ông ngay cả bộ phận an ninh đặc biệt cũng được phái tới trong lòng ngô tiểu quỳnh thở dài việc này e rằng không thể ngô tiểu quỳnh lắc đầu tính tình của ngô hà anh ta nắm rất rõ tuyệt đối sẽ không vì một chút lợi ích mà làm trái bản tâm ha ha vậy thì hãy thuyết phục ông nội của cậu nếu không phải là bởi vì chủ của tôi nói đến đây billy adam dừng lại một chút rồi nói tiếp nói chung tuy thiên phú của cậu tốt nhưng trong mắt của tôi cũng chỉ có vậy nếu như không phải là vì ông nội của cậu thì cậu ngay cả tư cách nói chuyện cùng tôi cũng không có. Trong đầu Adam bỗng nhiên hiện lên hình dáng của Đường Tuấn. Hiện tại anh ta đã đột phá cấp 9, dựa vào tài nguyên gia tộc đạt tới trình độ cấp 9, nhưng dấu ấn tinh thần mà Đường Tuấn để lại trong trí óc của anh ta vẫn chưa được xóa sạch. Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh ta không dám làm loạn ở Việt Nam mặc dù tính cách kiêu ngạo và độc đoán. Về phần hội nghị giao lưu này, không cần tổ chức chỉ với kết quả nghiên cứu khoa học của nhà Billy tốt hơn Việt Nam không biết bao nhiêu. Adam vẻ mặt kiêu ngạo. Ngô Tiểu Quỳnh nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng hết sức lúng túng, thầm nghĩ quả nhiên là người châu U kiêu ngạo, cũng không biết ông nội mời bọn họ tới để làm gì. Mấy người vừa nói vừa đi vào giữa giảng đường báo cáo. Anh Billy, căn phòng này chính là đại sảnh báo cáo, lát nữa hội nghị giao lưu sẽ tiến hành ở đây. Ngô Tiểu Quỳnh chủ động giới thiệu. Cái này mà là đại sảnh báo cáo hả, còn không bằng một phòng thí nghiệm nhỏ của chúng ta." Các thành viên đội đại biểu phía sau lưng Adam nói thầm. Trong lời nói nồng nặc mùi khinh thường. Sắc mặt Ngô Tiểu Quỳnh càng thêm khó coi, nhìn thoáng qua Billy Adam lại phát hiện vẻ mặt vị quý tộc châu Âu hết sức kiêu ngạo này giống như bị đông cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Anh Billy," Ngô Tiểu Quỳnh trầm giọng nói. Dường như không nghe thấy giọng nói của Ngô Tiểu Quỳnh, Billy Adam một đường đi thẳng về phía vị trí giảng đường báo cáo. Ngô Tiểu Quỳnh nhìn thoáng qua theo hướng đó, ánh mắt ngay lập tức âm trầm xuống, thầm nghĩ tên kia muốn làm gì? Không biết chỗ này cấm vệ sĩ vào sao? Nhanh chóng đi tới phía trước, Ngô Tiểu Quỳnh theo sát phía sau Billy Adam đi tới trước mặt người đàn ông nọ, quát lên, nơi đây là nơi một người vệ sĩ như anh có thể vào sao? Lập tức đi ra ngoài, nếu như ảnh hưởng đến khách quý anh có thể gánh lấy trách nhiệm không? đợi sau khi hội nghị kết thúc, tôi sẽ tìm quản lý của các người để các người biết thế nào là quy tắc. Người trước mặt anh ta, chính là Đường Tuấn. Anh Billy, không cần tính toán với những người như thế này. Chúng ta đi qua bên kia nói chuyện đi, đồng thời Ngô Tiểu Quỳnh nói với Adam. Ngay cả thanh niên đứng một bên sắc mặt cũng thay đổi, hiển nhiên cũng không biết Billy Adam muốn làm gì. Audio điện tử võ tấn bền Chương 1641, mang ông đi xem. Ai ngờ anh ta vừa dứt lời, Billy Adam đứng bên cạnh lại hướng về phía Đường Tuấn cúi đầu xuống, nói: "Xin chào chủ nhân." "Ừm, không tệ, tu vi của anh tiến bộ không ít." Đường Tuấn nói. Billy Adam cúi xuống thấp thêm chút nữa nói: "Tất cả đều là nhờ chủ nhân ban cho." Nếu lúc đó Đường Tuấn không dẫn dắt anh ta đi vào vùng đất chấn ma, sợ rằng anh ta còn không thể đột phá cấp 9. Ngồi đi đợi lát nữa tôi có việc muốn hỏi anh. Đường Tuấn nói. Chờ sau khi Đường Tuấn ngồi xuống, Billy Adam mới ngồi xuống theo, nhìn bộ dạng thận trọng của anh ta giống như học sinh tiểu học sợ hãi giáo viên. Anh Billy, anh đang làm gì vậy? Vị trí của anh là ở phía trước. Lúc này Ngô Tiểu Quỳnh mới phản ứng, có chút không dám tin tưởng nói. Một vệ sĩ nhỏ bé trong mắt anh ta lại là chủ nhân của Billy Adam. Vẻ mặt Billy Adam nghiêm nghị nói, tôi ngồi ở chỗ này cũng được. Adam, quản lý tốt người của anh, nơi này là Việt Nam không phải châu Âu." Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Lời nói khinh thường giảng đường báo cáo của thành viên đoàn đại biểu châu Âu vừa nói, Đường Tuấn nghe không sót chữ nào. "Lauren, anh bị sa thải ngay lập tức trở về châu Âu." Billy Adam sững sốt, quay sang nói với người đàn ông tóc vàng trong đoàn đại biểu. "Lauren, không phải là nhà khoa học thiên tài của châu Âu sao?" chỉ vì một câu nói của tên kia, Billy Adam liền sa thải anh ta. Ngô Tiểu Quỳnh run sợ dường như đã nghe lầm. Đúng lúc này, lối vào phòng báo cáo vang lên một tiếng vỗ tay. Ngô Tiểu Quỳnh nhìn lại, trên mặt lộ ra vui vẻ ông nội tới. Anh ta nhìn thoáng qua đường Tuấn thầm nghĩ, có ông nội ra mặt, để xem anh có thể dở cho gì. Ngô Tiểu Quỳnh chạy chậm tới, đúng lúc nhìn thấy ông nội Ngô Hà đang bị một đám người vây quanh, chàng cảnh đi vào giảng đường báo cáo trong lòng không khỏi khao khát, nụ cười trên mặt càng đậm. Với thanh danh của ông nội là nhà khoa học nổi tiếng thế giới, là đủ để ứng phó với bất kỳ biến đổi nào. Xảy ra chuyện gì, không phải là để cháu đón tiếp đoàn đại biểu châu U sao? Ngô Hà Châu mày nói. Sau khi bước vào thần cảnh võ thuật, trên người ông ta tự nhiên mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Ngô Tiểu Quỳnh nghe xong trong lòng run lên nhanh chóng giải thích, ông nội, người nên chỉnh sửa quy tắc ở nơi này một chút, một vệ sĩ nhỏ bé lại dám ngăn cản đoàn đại biểu châu U. Cái gì, Ngô Hà sừng sốt, ánh mắt âm trầm, mang ông đi xem. Hội nghị trao đổi này có liên quan đến sự tiến triển nền nghiên cứu khoa học của Việt Nam trong vài thập kỷ tới, ông ta không cho phép xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lòng một tiểu quỳnh hả hê, mang theo ông nội đi về hướng chỗ ngồi của đường Tuấn. Một lát sau, anh ta chỉ vào bóng lưng của đường Tuấn nói, ông nội, chính là người này người ngồi bên cạnh anh ta là người dẫn đầu đoàn đại biểu châu Âu Anh Billy. Trường 1642, đã chết. Viện sĩ Ngô, xem ra người cháu trai này của ông có thành kiến với tôi. Đúng lúc này, vệ sĩ nhỏ nhoi kia mở miệng. Ngô Tiểu Quỳnh nghe vậy nét mặt cứng đờ. Không ngờ tới đối phương lại trả đũa. Anh ta xoay người nhìn ông nội, chỉ thấy ông ta cứng đờ tại chỗ giường như cũng nói không thành lời. Người này thật là đáng ghét tính cách ông nội tốt như vậy cũng bị anh ta làm cho nói không nên lời. Trong lòng Ngô Tiểu Quỳnh tức giận. Chát chát, anh ta đang nghĩ như vậy, đột nhiên ông nội Ngô Hà giáng hai cái tát vào đầu anh ta. Mày cái thằng này, ở bên ngoài coi trời bằng vung coi như không tính, lại dám xúc phạm sư phụ. Còn không quỳ xuống, trong lúc vẻ mặt Ngô Tiểu Quỳnh còn đang mở mịt, Ngô Hà mở miệng lần nữa. Dựa vào cái gì bắt cháu quỳ hả? Anh ta cắn răng, ánh mắt anh ta kiên định nhìn về phía ông nội, cho dù thân phận của đối phương không tầm thường, nhưng anh ta cũng không kém cạnh, dựa vào cái gì phải quỳ. Người là sư phụ của ông, cũng là bề trên của cháu. Cháu xúc phạm ngài ấy chính là xúc phạm ông, Ngô Hà trầm giọng nói, âm thanh nghiêm khắc, người này trước mắt không chỉ là sư phụ của ông ta, còn là một thần thoại võ thuật một mình địch một nước. Anh ta là sư phụ của ông nội, lúc này Ngô Tiểu Quỳnh mới hồi phục lại tinh thần, nhưng vẫn cắn răng không cúi đầu ngô hà còn muốn dạy dỗ thêm một chút nhưng đường tuấn khoát tay nói quên đi anh ta cũng không mắc sai lầm gì nghiêm trọng cứ như vậy đi được cảm ơn sư phụ ngô hà khom lưng cảm kích nói ông đi chủ trì hội nghị đi đường tuấn nói sau khi ngô hà mang theo cháu trai rời khỏi thanh niên mới lên tiếng anh cứ như vậy bỏ qua cho anh ta ngô tiểu quỳnh tư chất không tệ thành tựu sau này cũng sẽ không thấp anh không sợ anh ta sẽ ghi hận với anh sao?" Đường Tuấn cười cười nói, cho dù sinh lòng oán hận thì thế nào. Nghe vậy, Thanh Liên cười tự diễu. "Đúng vậy, một thần thoại võ thuật ngay cả con cháu của quý tộc cổ xưa châu U cũng có thể bắt làm đầy tớ, sao có thể quan tâm loại chuyện nhỏ này?" "Adam, người nhân viên nghiên cứu khoa học người Mỹ kia đâu?" Đường Tuấn nhìn về phía Adam. Adam nói, "Thưa chủ nhân, người đó đã chết." "Đã chết?" Đường Tuấn biến sắc, Đúng vậy, bỗng nhiên anh ta chết ngay trên đường giống như là bị người ta ám sát. Vài kỵ sĩ trong tòa án thứ bảy cũng bị ám sát, hình như là nước Mỹ làm. Sắc mặt Adam tái nhợt. Ám sát. Đường Tuấn có chút kinh ngạc. Kỵ sĩ đứng đầu tòa án thứ bảy chính là siêu cấp cường giả của cảnh giới nguyên đan, có thể ám sát anh ta, ít nhất tu vi cũng phải là cảnh giới nguyên đan viên mãn. mươi 1643 ông nội của anh ta bay lên tình huống này là gì? Đúng lúc này Đường Tuấn nhướng mày nói, anh ta đến. Adam và Thanh Liên nghe xong thì vẻ mặt mờ mịt, bỗng nhiên một tiếng cười to vang lên trong giảng đường. Trình độ này mà cũng dám tổ chức hội nghị giao lưu nghiên cứu khoa học. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên bục phòng báo cáo, người đàn ông tóc vàng, ngũ quan anh tuấn khí sắc nam tính. Anh ta chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn những người đi qua sân khấu, ánh mắt không chút cảm xúc. Một luồng hơi thở vô hình toát ra trên người anh ta, nó một ngạt đến mức khiến những người trong đại sảnh hô hấp có chút khó khăn. Cường giả cảnh giới Nguyên Đan, sắc mặt Thanh Liên thay đổi. Tu vi của người đàn ông này còn mạnh hơn cô ta, đạt tới cảnh giới Nguyên Đan. Đây không phải là nơi anh có thể làm bậy, mời rời đi. Vẻ mặt của Ngô Hà đang đứng trên đài trầm xuống, lạnh lùng nói. Ha ha chỉ với mình ông ngay cả cảnh giới nguyên đan cũng chưa bước vào mà cũng đòi không ngăn cản được tôi. Người đàn ông hít mắt lại, vung tay lên một luồng nguyên khí bảy màu toát ra. Ken két, bục giảng bị cắt ra làm hai, một hình dáng từ trong bụi mù bay lên. Ngô Hà trôi lơ lửng trên không trung, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi nguy hiểm vừa hướng tới, ý niệm của ông ta chỉ khẽ chuyển động vậy mà lập tức bay lên. Mà Ngô Tiểu Quỳnh đứng ở dưới khán đài càng sửng suốt hơn. Ông nội của anh ta bay lên tình huống này là gì? Đáng tiếc, đối phương không cho Ngô Hà thời gian kịp phản ứng. Anh ta tùy ý vung tay, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới khiến cả người của ông ta bay ra ngoài, ngã xuống đất. "Ông nội!" Ngô Tiểu Quỳnh chạy tới. Thấy ông ấy không có chuyện gì, vẻ lo lắng trên mặt Ngô Tiểu Quỳnh mới ít đi một chút. May là có sư phụ truyền công, trong lòng Ngô Hà thầm cảm thấy may mắn. Nhóc con nhà Billy, cậu chạy không thoát đâu. Sau khi đánh lui Ngô Hà, người đàn ông cười giữ tợn nhìn về phía Billy Adam nói. Chủ nhân, môi Adam trắng bệch, thực lực của tên kia đã đạt tới cấp 10 anh ta không phải là đối thủ. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào đường Tuấn ra tay. Anh đường, tôi đi cho. Đường Tuấn còn chưa lên tiếng, hoa tiểu nam ngồi ở một bên đã đứng lên. Đường Tuấn gật đầu. Anh đường, tôi thấy anh tự mình ra tay có lẽ hợp hơn, tuy là thực lực của cô hoa cũng đạt tới cảnh giới nguyên đan, nhưng khí tức của tên này thật kỳ quái, có vẻ có phần giống với người sói thời kỳ Trung Cổ. Thanh Liên nói, người sói thời Trung Cổ sao? Đường Tuấn búng một ngón tay nói, tiểu nam có thể đối phó. chương 1644, thật sự là người sói. Trước tiếp, tên này không tự mình ra mặt, lại để một cô gái yếu đuối như cô Hoa ra tay. Bên kia, Ngô Tiểu Quỳnh nhìn thấy Hoa Tiểu Nam đi về phía người đàn ông tóc vàng thì càng tức giận, trong lòng càng chán ghét Đường Tuấn, tiểu mỹ nhân, cô không phải là đối thủ của tôi. Trên đài, người đàn ông tóc vàng hài hước nhìn hoa tiểu nam. Oanh! Anh ta vừa nói xong, hoa tiểu nam khẽ động đã lập tức đi tới trước mặt anh ta, nắm tay nho nhỏ đấm trên người anh ta. Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp bay ra ngoài, máu tươi phun ra bắn từng sợi máu trên không trung. Thật mạnh, nhìn thấy một quyền này, thân thể mềm mại của thanh liên run lên. Ngô Tiểu Quỳnh càng sửng suốt hơn. À, 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 trong màn bụi bặm, người đàn ông tóc vàng điên cuồng hét lên, thanh âm hung ác thảm thiết. Ngay sau đó, quần áo bị xé rách, toàn thân dài ra bộ lông rậm rạp. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông tóc vàng đã biến thành một người sói. Một cái đầu sói, móng vuốt sói lập lè hàn quang, thân cao hơn 2 mét, đôi mắt hiện ra ánh sáng màu xanh lục. Thật sự là người sói, khuôn mặt tươi cười của thanh liên chợt biến sắc, người sói sau khi biến thân khí tức trở nên cường đại hơn nhiều, có thể đạt đến cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Đặc biệt là loại khí tức thích siết chóc kia càng làm cho người ta thầm sợ hãi. Đôi mắt đường Tuấn híp lại, anh cũng là lần đầu nhìn thấy loại sinh vật người sói này. Cậu sinh viên Harvard tài cao Ngô Tiểu Quỳnh nhìn thấy cảnh tượng này cả người đều trở nên run rẩy, lộ ra ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Cho đến nay cậu luôn cho rằng xã hội mà mình sinh hoạt rất an toàn, cho dù từng nghe qua chuyện về võ đạo nhưng cũng không đặt ở trong lòng. Ông nội, Ngô Tiểu Quỳnh giọng nói run rẩy túm chặt lấy ông nội Ngô Hà của cậu ta. Yên tâm, thầy giáo có thể giải quyết. Ngô Hà giọng nói rất bình tĩnh vỗ vào mờ u bàn tay của cậu ta một cái. Anh ta, Ngô Tiểu Quỳnh nhìn về phía đường Tuấn. Tên người sói trước mắt này sợ rằng có thể dễ dàng xé nát cả một chiếc xe tăng, chỉ dựa vào tiểu bảo an kia có ổn không? Ngô Hà tựa như nhìn thấy nghi hoặc của Ngô Tiểu Quỳnh, thanh âm hạ xuống, Tiểu Quỳnh, trước đây con quấy rối nhiều ông đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng chuyện này con nhất định phải xin lỗi cậu đường. Tại sao, Ngô Tiểu Quỳnh cắn răng? Cho đến tận bây giờ cậu ta vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi. Con có biết một thân bản lĩnh của ông đến từ đâu không? Ngô Hà hỏi. Ngô Tiểu Quỳnh nghi ngờ nói, lẽ nào ông nội là người trong ngành đặc biệt của quốc gia sao? Ông vẫn luôn che giấu đến hiện tại. Ngô Hà lắc đầu cười khổ, vừa mới nửa ngày trước ông vẫn còn là một lão già sức yếu, một thân bản lĩnh này đều là thầy giáo ban tặng. Chương 1645, chuyện này không có khả năng. Chuyện, chuyện này sao có thể chứ? Ngô Tiểu Quỳnh vốn dĩ không tin, thậm chí nghi ngờ ông nội đang lừa cậu. Một người làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Tiểu Nam, để tôi. Đúng lúc này thì một âm thanh nhàn nhạt vang lên ngô tiểu quỳnh nhìn sang thấy đường tuấn đang chắp tay sau lưng thong thả đi về phía người sói cái tên này đang làm gì thế ngô tiểu quỳnh cau mày kể cả đạn pháo cũng không chắc có thể đánh chết tên người sói trước mắt này con người các ngươi chọc giận ta hú ú người sói giống lên một tiếng sóng âm đáng sợ tàn phá bên trong đại sảnh làm cho rất nhiều người hôn mê bất tỉnh ngô hà vung một tay lên liền có một đạo ánh sáng bao trùm ngô tiểu quỳnh sau đó cậu ta mới không bị ngã xuống. Xoát, chỉ thấy móng vuốt sắc bén của người sói vạch một đường, không khí tựa như bị xé rách sinh ra tiếng giết thảm thiết. Một chảo này có thể sánh ngang với thần thông. Đường Tuấn nghiêng nghiêng đầu tung một trưởng ra phía trước, hiển nhiên là muốn cản lại móng vuốt sói. Ánh mắt người sói lộ ra vẻ khinh thường, móng vuốt của anh ta có thể bóp nát cả kim cương đấy. Việt Nam rộng lớn nhưng anh ta chỉ sợ duy nhất một người, đó là người vừa áp đảo hậu thiên đạo thể của giới võ đạo nước nhật ngoài ra anh ta không đặt ai vào trong mắt người trước mắt chính là đạo thể của việt nam thiên hạ không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy oanh móng vuốt sói va chạm vào bàn tay của đường tuấn nhất thời nụ cười của người sói trở nên cứng đờ chuyện này không có khả năng một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vào trên cánh tay của người sói oanh 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 bộ móng vuốt sói mà anh ta luôn lấy làm kiêu ngạo đều đã nổ tan tành, từng giọt máu tuôn ra. Mày rốt cục là ai? Người sói trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đường Tuấn. Đường Tuấn nở nụ cười ngay lập tức bóp lấy cổ của người sói nhấc lên. Thân thể to lớn của người sói trong tay đường Tuấn cũng chỉ tựa như rơm giả. Mày là đạo thể Việt Nam, người sói nghe vậy thanh âm run rẩy, trên mặt càng thêm hoảng sợ. Đường Tuấn gật đầu, audio điện tử võ tấn bền. Chương 1646, mày dám sỉ nhục tộc người sói tinh không? Ngay lập tức người sói vô cùng đau đớn, thật quá là trùng hợp mà. Nơi này giao cho cô, người sói này tôi đem đi trước." Đường Tuấn quay đầu nói với Thanh Liên. Thanh Liên đồng ý, trong lòng cô lúc này vẫn còn sợ hãi, không nghĩ tới đại hội giao lưu khoa học sẽ dẫn dụ ra người sói ở trong truyền thuyết nếu không phải hôm nay đường tuấn vừa vặn ở đây sợ là kết cục sẽ chẳng tốt lành gì đường tuấn đem theo hoa tiểu nam thêm cả người sói kia rời đi chỉ còn lại một đám nhà khoa học đang hôn mê trong sảnh cùng với một mình ngô hà hiện tại con đã tin chưa ngô hà thoáng nhìn qua ngô tiểu quỳnh rồi từ từ nói con vẫn còn cảm giác mình không thua kém gì so với cậu ta sao ngô tiểu quỳnh miệng mở to cả khuôn mặt đều là dáng vẻ không thể tin đồng thời từ đáy lòng giấy lên một cảm giác vô lực loại tranh lệch này cho dù cậu ta là sinh viên giỏi giang trẻ tuổi nhất viện sĩ viện hàn lâm khoa học của harvard hay kể cả là viện trưởng viện hàn lâm khoa học hẳn cũng không thể sánh bằng đường tuấn rất nhanh đã đem theo người sói về đến nơi ở tại hà nội oanh đường tuấn vứt người sói ở trên mặt đất tiện tay phong ấn luôn tu vi của hắn một lúc sau người sói lại biến thành người đàn ông tóc vàng lúc trước báo cáo ở trong sảnh chỉ là lúc này người đàn ông đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước kia một cánh tay anh ta bị thương rất nghiêm trọng, mạch máu dường như đều đã nổ tung. Anh tới Việt Nam làm gì? Tại sao phải giết chết Bỉ Lợi Á? Đường Tuấn trực tiếp hỏi. Vốn còn tưởng rằng người sói sẽ do dự không nghĩ tới anh ta trực tiếp nói, kỹ thuật không gian là tuyệt mật nó không phải là thứ mà con người các ngươi có thể nắm giữ. Nói như vậy, anh là người nước Mỹ phái tới? Đường Tuấn khẽ cau mày. Người sói nghe thấy vậy không khỏi diếu cợt một tiếng nói nước mỹ chẳng qua là đối tượng hợp tác phụ trợ chúng tôi chứ chưa có tư cách ra lệnh cho tôi anh ta ngẩng đầu nhìn đường tuấn rồi lạnh lùng nói nhóm người đại trưởng lão đã đi đến lối vào tinh không qua không bao lâu nữa cường giả bộ tộc người sói chúng tôi sẽ tới đến lúc đó đừng nói là nước mỹ cho dù cả toàn thế giới cũng đều phải thần phục bộ tộc chúng tôi trên trái đất anh là thiên tài thế nhưng ở ngoại vực anh chẳng là cái thá gì nhiều người lợi hại hơn nhiều so với anh oanh Đường Tuấn hơi vung tay, một luồng sức mạnh đè xuống bả vai của người đàn ông làm cho anh ta nằm bò trên mặt đất. Bộ tộc người sói, lối vào tinh không, Đường Tuấn âm thầm dùng mình, không nghĩ đến ngoại trừ vị khách thủy ma đến từ ngoại vực vẫn còn bộ tộc người sói cũng đến từ ngoại vực. Lối vào tinh không ở chỗ nào? Đường Tuấn hỏi. Anh đừng hòng biết được, người đàn ông cười khẩy nói, chờ cường giả của bộ tộc của tôi đến thì trái đất nhất định sẽ bị tiêu diệt chỉ là tộc người sói tinh không, bộ tộc cấp thấp nhất trong vạn tộc mà cũng dám nói ra những lời này. Đang lúc này thì có một âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Một bóng người xuất hiện ở trong phòng, chính là Thủy Ma. May dám sỉ nhục tộc người sói tinh không, người đàn ông phẫn nộ. Thủy Ma không ngừng cười khẩy, tộc người sói tinh không đến cả tư cách làm vật cưỡi cho tộc của ta cũng không có, chủng tộc giống như run dế không cần ta phải sỉ nhục chương 1647 không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy. Mắt sinh ra ô diếm, ngài là hoàng tộc của hắc ám ma tộc, người đàn ông vô cùng sợ hãi nói. Anh ta mặc dù sinh ra ở trái đất nhưng những ký ức tồn tại bên trong huyết mạch vẫn còn giữ nguyên, đặc biệt là sự sợ hãi của chủng tộc cấp thấp với chủng tộc cấp cao. Nội thiết tứ của bộ tộc người sói hắc ám ra mắt đại nhân. Người đàn ông quỳ xuống trên mặt anh ta là biểu cảm vô cùng cung kính ngươi xem như là có mắt nhìn năm đó ta xuống địa cầu còn đã từng thu một con trong tộc người sói hắc ám làm vật cưỡi đáng tiếc sau đó ta bị chấn áp con vật của tộc người sói hắc ám kia lại chẳng biết đã đi đâu thủy ma hừ lạnh một tiếng lúc nói chuyện nguyên khí của ông ta tuôn ra hóa thành hình ảnh một cái đầu của người sói nhìn dáng vẻ người sói này so với nội thiết tứ thì càng thêm uy mãnh bên trong đôi mắt thậm chí còn có điện quang lấp lóe đây đây là đại trưởng lão nội thiết tứ ngẩn ra bỗng nhận ra thân phận của hình ảnh kia. Chẳng trách tu vi của đại trưởng lão tăng nhanh vượt bậc, hóa ra là nhận hoàng giả của ma tộc làm chủ. Đây là vinh hạnh của tộc người sói tinh không, trong lòng của nội thiết tứ liền thay đổi. Anh ta cũng không cảm thấy đây là sự sỉ nhục, trái lại còn cảm thấy vinh hạnh. Theo như lời Thủy Ma từng nói, tộc người sói tinh không không có vị trí xếp hạng gì mà hắc ám ma tộc thế nhưng xếp thứ hơn Loại ưu thế đến từ huyết thống này đủ khiến cho nội thiết tứ thu lại tất cả kiêu ngạo. Không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, con sói nhỏ kia vậy mà đã trở thành đại trưởng lão của tộc người sói. Xem ra năm đó ta chỉ điểm cũng không uổng phí, Thủy Ma chắp tay sau lưng sâu xa nói. Đại nhân, người này chính là hậu thiên đạo thể của Việt Nam, là người này làm tôi bị thương. Hy vọng đại nhân làm chủ cho tôi. Nội thiết tứ dập đầu lại, đồng thời ánh mắt anh ta liếc về phía đường tuấn khóe miệng mỉm cười mang theo vẻ đắc ý nếu đại trưởng lão trong tộc là pet của người này vậy đó chính là người mình nhất định sẽ vì mình mà ra mặt dưới ánh mắt tràn ngập chờ mong của nội thiết tứ nụ cười trên mặt của thủy ma trở nên lúng túng ông ta xoay người hướng về phía đường tuấn khom người nói chủ nhân nụ cười của nội thiết tứ nhất thời đông cứng trên mặt anh ta như bị xét đánh sắc mặt vô cùng trắng bệch hắc ám ma tộc đại nhân giống như là thần linh ở trong mắt anh ta lại là người hầu của cái tên này. Không phải nói hoàng giả của hắc ám ma tộc cực kỳ kiêu ngạo, chỉ có thể thần phục chủng tộc có đẳng cấp cao hơn sao? Sao lại có thể thần phục chủng tộc nhân loại cấp thấp trước mặt chứ? Nếu như đây là sự thật vậy chẳng phải nói rằng nhất mạch tộc người sói tinh không ở trái đất đều là lệ thuộc vào nhân loại. Đại nhân, ngài đây là, nội thiết tứ nhìn về phía thủy ma. Thủy Ma sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng của nội thiết tứ, ông ta hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói, thiên phú của chủ nhân kẻ như mày đoán được sao? Dù so sánh với thiên tài bên trong tinh không vạn tộc cũng không kém chút nào. Chủ nhân hỏi cái gì mày liền trả lời cái đó, nếu không thì chết. Dứt lời nội thiết tứ liền cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng bao phủ thân thể của mình lại. Chỉ cần đối phương vừa động chút ý nghĩ anh ta tuyệt đối không có cơ hội sống sót mươi 1648 ta có thể cảm ứng được tổ địa không xa. Đại thần thông giả, vị đại nhân này đã đạt đến cảnh giới đại thần thông giả. Nội thiết tứ cả kinh, chợt trong lòng hiện ra một ý nghĩ làm cho anh ta cực kỳ ngạc nhiên. Đến cả đại thần thông giả của hắc ám ma tộc cũng có thể thua phục vậy chẳng phải hậu thiên đạo thể này cảnh giới chỉ ít cùng là đại thần thông giả thậm chí càng mạnh hơn sao. Ý nghĩ này vừa xuất hiện nội tâm của nội thiết tứ liền kìm nén không nổi sự sợ hãi. Tôi nói, đại trưởng lão dẫn người đi tới điểm cực bắc, nơi đó là tổ địa của bộ tộc người sói tinh không chúng tôi ở trên trái đất. Hơn nữa trưởng lão trong tộc nói rằng nơi đó có một tinh không cổ đạo có thể đi ra ngoại vực, đại trưởng lão chuẩn bị khởi động lại tinh không cổ đạo để mang theo bộ tộc người sói rời đi. Nội thiết tứ đem tất cả sự tình nhỏ nhặt đều nói ra hết. Tinh không cổ đạo sao có thể dễ dàng khởi động lại như thế, những tinh không cổ đạo này trải qua hơn mấy ngàn vạn năm không biết đã hư hao bao nhiêu huống hồ ông ta cũng không biết một đầu khác của tinh không cổ đạo sẽ đi về nơi nào, chẳng may đưa tới nơi ngoại vực có những tu hành giả cường đại, ông ta ngay cả chết cũng chẳng biết chết như thế nào. Thủy Ma lạnh lùng nói, nghe vậy sắc mặt của đường Tuấn chợt biến đổi. Nếu như Thủy Ma nói đúng thì sợ rằng không tới 5 năm trái đất sẽ dính phải tai ương ngập đầu. Nhất định phải ngăn cản bọn họ, đường Tuấn sầm mặt lại trong lòng ra quyết định. Điểm cực bắc, tuyết rơi ngàn dặm, đưa mắt nhìn tất cả đều là một mảnh trắng xóa, cơ bản nhìn không thấy bất kỳ sinh vật đang sống nào. Trên bầu trời có 7-8 bóng người đang phá không phi hành. Tốc độ của bọn họ rất nhanh ở trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng giết kịch liệt, xung quanh cơ thể giống như có cái lồng khí vô hình làm cho băng tuyết tách ra. Đi đầu là một lão già, lão già trong tay cầm một cái gậy, cơ thể hơi lõm khỏm, trên mặt dâu tóc cũng đã bạc trắng. Sau lưng ông ta là một đám tráng hán, mỗi một người ít nhất đều cao đến 2 mét, mặc quần áo mùa hè không mảy may để ý gì sự lạnh lẽo vô cùng ở cực bắc. Từng luồng khí tức mạnh mẽ phóng ra rõ ràng đều là cường giả cảnh giới nguyên đan. Đại trưởng lão, chúng ta tìm kiếm ở đây đã ba ngày rồi, tổ địa đến cùng ở chỗ nào? Một người đàn ông trong số đó nhìn về lão nhân đang bay ở phía trước có chút buồn bực phàn nàn. Đám người kia chính là mấy người đại trưởng lão của bộ tộc người sói tinh không? Đại trưởng lão nhíu hàng lông mày trắng như tuyết nói: "Ta có thể cảm ứng được tổ địa không xa. Đáng tiếc bộ tộc người sói tinh không đến nay không sinh ra đời sau có huyết thống tinh khiết, nếu không có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí của tổ địa mà không cần phải giống thư thầy bói xem voi hiện tại." Những người khác nghe vậy cũng gật đầu nói: "Mặc dù trái đất sinh hoạt an nhàn không có thiên địch nhưng truyền thừa từng đời huyết mạch của chúng ta đang bị loài người làm cho pha loãng, thêm mấy trăm năm nữa sợ rằng ngay cả huyết thống có độ đậm như chúng ta cũng tìm không được." chỉ cần lần này tìm tới được tổ địa là có thể lợi dụng trận pháp khai thông lang thần ở bên trong tổ địa để làm sạch huyết thống. Đại trưởng lão nói, làm sạch huyết thống chỉ là một phần quan trọng hơn là khởi động lại tinh không cổ đạo. Trời đất bắt đầu biến đổi to lớn, trái đất sợ rằng sắp phải đối mặt với nguy cơ rồi. Trường 1649 gió lạnh như đao chia cắt không gian tứ phía. Đại trưởng lão, cho dù là nguy cơ thì bộ tộc tộc người sói tinh không của chúng ta cũng có thể vượt qua thật sự cần phải rời đi sao? Có tổ địa ở đây huyết mạch của chúng ta cũng có thể được làm sạch. Có một người không muốn rời đi hỏi. Đại trưởng lão nhìn những người kia một chút, nở nụ cười tự diễu nói, tộc người sói tinh không chúng ta mặc dù có thể tung hoành tại trái đất nhưng nếu là gia nhập vào bên trong vạn tộc vũ trụ đối mặt với loại nguy cơ đó căn bản không có bất kỳ chút sức lực phản kháng nào. Ánh mắt đại trưởng lão lộ ra vẻ hồi ức nói, năm đó ta may mắn nhận một vị hoàng giả của hắc ám ma tộc làm chủ nhân, đáng tiếc sau đó người đó bị bách tiên Việt Nam trấn áp đến nay không rõ sống chết bằng không bộ tộc người sói tinh không của chúng ta e rằng đã sớm rời khỏi địa cầu hoàng giả bên trong hắc ám ma tộc mấy tên người sói dùng mình chủng tộc hắc ám ma tộc này mãnh mẽ, mẽ hơn nhiều so với bộ tộc người sói tinh không đại trưởng lão vị đại nhân kia năm đó có thực lực như thế nào có người hỏi đại trưởng lão nói năm đó chủ nhân của ta đã là cảnh giới đại thần thông giả Đáng tiếc ít không thể địch nhiều. Ông ta hừ lạnh một tiếng nói, tuy nhiên ta có thể cảm nhận được chủ nhân đã thoát khỏi phong ấn, sở dĩ không tìm đến ta chắc là do thực lực còn chưa khôi phục. Chờ khởi động lại tinh không cổ đạo ta liền tìm đến ngài ấy. Có hắc ám ma tộc che chở, ít nhất bộ tộc người sói sẽ không bị tai ương ngập đầu. Còn loài người thì quá nhỏ bé, không đáng cho chúng ta hao tổn khí lực. Lúc này bỗng nhiên đại trưởng lão biến đổi sắc mặt, ta cảm ứng được hơi thở của tổ địa. Trưởng lão vừa dứt lời thì mấy vị trưởng lão của tộc người sói trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Tổ địa là nơi mà đại lang nhân đầu tiên tự phong ấn mình. Nghe đồn rằng sở dĩ phong ấn ở tổ địa bởi vì khí tức bên trong tổ địa có tác dụng làm sạch huyết thống, giữ lại ý chí. Có thể nói rằng chỉ cần đi vào tổ địa huyết mạch của bọn họ có thể được làm sạch trở nên càng thêm tinh khiết, nói không chừng còn có thể đột phá ràng buộc. Mấy người nhìn về phía đại trưởng lão mang theo vài phần mong đợi năm đó đại trưởng lão huyết mạch bình thường nhưng bởi vì được một vị hoàng giả hắc ám ma tộc thu làm sủng vật, được vị đại nhân kia dùng sức mạnh cường đại thức tỉnh thiên phú chấp lang bên trong huyết mạch, từ đó tu vi tăng tiến mạnh mẽ trở thành cường giả tối cao của một mạch người sói. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của huyết thống tinh khiết. Đại trưởng lão lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ nói, các người không cần ước ao được gặp gỡ giống như ta, chủ nhân của ta là hoàng giả của hắc ám ma tộc, bản lĩnh như thần, thức tỉnh huyết thống chỉ là chuyện nhỏ nếu như các người có thể tiến vào tổ địa thì thành tựu tương lai không thể thua kém so với ta. Mấy người gật đầu tán thành. Một đám người hiện tại đang đứng trên một mảnh lục địa băng, trên lục địa băng ngoại trừ băng ở bên ngoài thì hoàn toàn trống rỗng không nhìn thấy bất cứ một sự vật nào. Gió lạnh như đao chia cắt không gian tứ phía. Đại trưởng lão, nơi này là tổ địa của chúng ta sao? Có người cau mày hỏi. Trường 1650, cảm ơn lang thần ban tặng. Ào ào ào, không gian trước mặt mấy người giống như chiếc gương vỡ vụn. Một luồng khí tức minh mông cổ xưa xuất hiện, tinh thần của mấy người đột nhiên chấn động, máu huyết trong người đều trở nên nóng bỏng, không nhịn được thất thanh nói tổ địa. Lục địa băng trước mặt không còn thấy nữa mà thay vào đó là một mảnh quần thể kiến trúc to lớn. Ở trung tâm của quần thể còn có một pho tượng người sói cao mười mấy mét. Một luồng khí tức quen thuộc đến từ sâu bên trong huyết thống ập đến trước mặt. Quả nhiên là tổ địa một đám người nhìn nhau một cái sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong tổ địa. Đại trưởng lão, huyết trì, bỗng nhiên có người chỉ vào một chỗ bên trong quần thể kiến trúc kinh ngạc nói. Mọi người nhìn theo phương hướng mà người kia chỉ đến chỉ thấy đó là một cái ao phạm vi khoảng 5 mét, nước bên trong ao hiện ra màu đỏ tươi giống như huyết dịch. Đúng là huyết trì, đại trưởng lão thân thể chấn động. Huyết trì là nơi mà khí thức của tổ địa ngưng tụ, đi vào bên trong có thể nhanh chóng tinh luyện độ tinh khiết của huyết thống. Loại bảo vật này kể cả là đại trưởng lão cũng chỉ nghe nói qua mà chưa từng được thấy. Đại trưởng lão nhìn về phía pho tượng lớn kia bỗng nhiên quỳ xuống rồi trầm giọng nói, "Cảm ơn lang thần ban tặng." Những người sói khác thấy thế cũng quỳ xuống vẻ mặt nghiêm trang. Đi vào huyết trì trước tiên là tiến hóa huyết mạch, sau đó hợp lực khởi động lại tinh không cổ đạo. Đại trưởng lão trầm giọng nói, "Một đám người gật đầu đáp lại sau đó dồn dập tiến vào bên trong huyết trì có người nói nếu như có thể ở bên trong huyết chỉ đủ 10 phút nồng độ dòng máu sẽ sản sinh biến chất hơn nữa có thể sinh ra một môn thân thông cường đại. Mọi người cùng nhau tranh thủ một lúc đi, đại trưởng lão thấp giọng nói. Hắn mang theo ánh mắt mong đợi nhìn vào pho tượng người sói to lớn kia. Loại huyết trì này không phải là tộc người sói một mình sáng tạo ra mà là một loại phương pháp thức tỉnh huyết thống bên trong vũ trụ do đệ nhất đại lang nhân để lại. Trong vạn tộc vũ trụ đều dùng loại huyết trì này để tăng nồng độ của huyết thống đương nhiên huyết trì cũng chia cấp bậc ao máu trước mắt này chẳng qua là cấp bậc thấp nhất đại trưởng lão có thể cảm giác được huyết trì cấp bậc này đối với ông mà nói không có bất kỳ tác dụng gì âm âm trong giây phút mấy người tiến vào bên trong huyết trì thì huyết trì bỗng nhiên bốc cháy một ngọn lửa màu máu quấn quanh tất cả mọi người đây là huyết Diễm chuyên dùng để tăng độ nồng đậm huyết thống của người sói dưới ngọn huyết diếm thiêu đốt sắc mặt đám người sói đột nhiên trở nên dữ tợn dường như đang kiềm chế thống khổ huyết trì mặc dù có công hiệu tinh luyện huyết thống nhưng cũng theo đó mà chạm đến sự đau đớn trong linh hồn, vốn là điều không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mà ở bên trong huyết trì càng lâu thì sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Hai phút sau người sói đầu tiên chịu không nổi nữa từ bên trong huyết trì đi ra. Nhưng khí tức của ông ta cường đại gần một nửa so với lúc trước, trong đôi mắt là thần quang tinh xảo. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1650